Kinh Thánh Cựu Ước, sách Sáng Thế Ký, chương 1. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, và đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng, phải có sự sáng thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày, sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất. Đức Chúa Trời lại phán rằng, phải có một khoảng không ở giữa nước, đặng phân rẽ nước cách với nước. Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không, cách với nước ở trên khoảng không, thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhì. Đức Chúa Trời lại phán rằng, những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra, thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời lại phán rằng, đất phải sinh cây cỏ, cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất. Thì có như vậy, đất sinh cây cỏ, cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ ba. Đức Chúa Trời lại phán rằng, phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết ngày và năm. Lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất, thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn, vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm. Ngài cũng làm các ngôi sao. Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất, đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ tư. Đức Chúa Trời lại phán rằng, nước phải sinh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời. Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sinh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy dưới biển, còn các loài chim hãy sinh sản trên đất cho nhiều. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ năm. Đức Chúa Trời lại phán rằng, đất phải sinh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng và thú rừng đều tùy theo loại, thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và các côn trùng trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đức Chúa Trời lại phán rằng, này, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất và các loài cây sinh quả có hột giống, ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống, thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn, thì có như vậy. Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ sáu. Chương 2. Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm,
và ngày thứ bảy Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy đặt là ngày thánh, vì trong ngày đó Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Ấy là gốc tích trời và đất khi đã dựng nên, trong lúc Jehovah Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Vả lúc đó chưa có một cây nhỏ nào mọc ngoài đồng, và cũng chưa có một ngọn cỏ nào mọc ngoài ruộng. Vì Jehovah Đức Chúa Trời chưa có cho mưa xuống trên đất, và cũng chẳng có một người nào cày cấy đất nữa. Song có hơi nước dưới đất bay lên tưới khắp cùng mặt đất. Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng lên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Đoạn Jehovah Đức Chúa Trời lập một cánh vườn tại Eden ở về hướng đông và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Jehovah Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và trái thì ăn ngon. Giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Một con sông từ Eden chảy ra đặng tưới vườn, rồi từ đó chia ra làm bốn ngã. Tên ngã thứ nhất là Bishon, ngã đó chảy quanh xứ Havila là nơi có vàng. Vàng xứ này rất cao. Đó lại có nhũ hương và bích ngọc. Tên sông thứ nhì là Gihon, chảy quanh xứ Kusher. Tên sông thứ ba là Hideke, chảy về phía đông bờ cõi Assyri. Còn sông thứ tư là sông Euphrates. Jehovah Đức Chúa Trời đưa người ở vào cảnh vườn Eden để trồng và giữ vườn. Rồi Jehovah Đức Chúa Trời phán dạy rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, là người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất, nắng nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn rồi lắp thịt thế vào. Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Vả Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Chương 3. Vả trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn trái các cây trong vườn. Song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói cùng người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn. Bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình. Chồng cũng ăn nữa. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ. Bèn lấy lá cây vả, đóng khố che thân. Lúc chiều, nghe tiếng Jehovah Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Jehovah Đức Chúa Trời. Jehovah Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng, ngươi ở đâu? Adam thưa rằng, tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ. Bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi, ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng, người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Jehovah Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng, ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng, con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Jehovah Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng,
Vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng. Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Ngài phán cùng người nữ rằng, ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sinh con. Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Ngài lại phán cùng Adam rằng, vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa sả vì ngươi. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sinh ra mà ăn. Đất sẽ sinh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Adam gọi vợ là Eva vì là mẹ của cả loài người. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, này, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta. Vậy bây giờ ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng? Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất là nơi có người ra. Vậy Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần cherubim với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Chương 4. Adam ăn ở với Eva là vợ mình. Người thọ thai sinh Ca-in và nói rằng, nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ tôi mới sinh được một người. Eva lại sinh em Ca-in là A-bên. A-bên làm nghề chăn chiên, còn Ca-in thì nghề làm ruộng. Vả, cách ít lâu, Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Cho nên Ca-in giận lắm mà gầm nét mặt. Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng, cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm. Nhưng ngươi phải quản trị nó. Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình. Vả, khi hai người đương ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em mình và giết đi. Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in rằng, A-bên, em ngươi ở đâu? Thưa rằng, tôi không biết, tôi là người giữ em tôi sao? Đức Giê-hô-va hỏi, ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta. Bây giờ, ngươi sẽ bị đất rủa sả là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sinh hoa lợi cho ngươi nữa. Ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh trên mặt đất. Ca-in thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, sự hình phạt tôi nặng quá mang không nổi. Này, ngày nay, Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất này. Tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất. Rồi sảy có ai gặp tôi, họ sẽ giết đi. Đức Giê-hô-va phán rằng, bởi cớ ấy, nếu ai giết Ca-in, thì sẽ bị báo thù 7 lần. Đức Giê-hô-va bèn đánh dấu trên mình Ca-in, hầu cho ai gặp Ca-in thì chẳng giết. Ca-in bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va, và ở tại xứ Nốt về phía đông của Ê-đen. Đoạn Ca-in ăn ở cùng vợ mình, nàng thọ thai và sinh được Hê-nóc. Ca-in xây một cái thành đặt tên là Hê-nóc tùy theo tên con trai mình. Rồi Hê-nóc sinh Y-rác. Y-rác sinh Mê-hu-gia-ên. Mê-hu-gia-ên sinh Mê-tu-sa-ên. Mê-tu-sa-ên sinh Lê-mét. Lê-mét cưới 2 vợ, một người tên là A-đa, một người tên là Sila. A-đa sanh Gia-banh. Gia-banh là tổ phụ của các dân ở trại và nuôi bầy súc vật. Em người là Du-banh, tổ phụ của những kẻ đánh đờn và thổi sáo. Còn Sila cũng sinh Tu-banh Ca-in, là người rèn đủ thứ khí giới bén bằng đồng và bằng sắt. Em gái của Tu-banh Ca-in là Na-ama. Lê-mét bèn nói với 2 vợ mình rằng, hỡi A-đa và Sila, hãy nghe tiếng ta. Này, vợ Lê-mét,
hãy lắng tai nghe lời ta. Ừ, ta đã giết một người vì làm thương ta, và một người trẻ vì đánh sưng bầm ta. Nếu Cain được 7 lần báo thù, Lêmét sẽ được 77 lần báo oán. Adam còn ăn ở với vợ mình. Người sinh được một con trai đặt tên là Sết, vì vợ rằng, Đức Chúa Trời đã cho tôi một con trai khác thế cho Abel mà đã bị Cain giết rồi. Sết cũng sinh được một con trai đặt tên là Enoch. Từ đây, người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Chương 5. Đây là sách chép dòng dõi của Adam. Ngày mà Đức Chúa Trời dựng nên loài người, thì Ngài làm nên loài người giống như Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, ban phước cho họ, và trong Ngài đã dựng nên đặt tên là người. Và Adam được 130 tuổi, sinh một con trai giống như hình tượng mình, đặt tên là Sết. Sau khi Adam sinh Sết rồi, còn sống được 800 năm, sinh con trai con gái. Vậy Adam hưởng thọ được 930 tuổi, rồi qua đời. Sết được 100 năm tuổi, sinh Enoch. Sau khi Sết sinh Enoch rồi, còn sống được 807 năm, sinh con trai con gái. Vậy Sết hưởng thọ được 912 tuổi, rồi qua đời. Enoch được 90 tuổi, sinh Kenan. Sau khi Enoch sinh Kenan rồi, còn sống được 815 năm, sinh con trai con gái. Vậy Enoch hưởng thọ được 900 năm tuổi, rồi qua đời. Kenan được 70 tuổi, sinh Mahalale. Sau khi Kenan sinh Mahalale rồi, còn sống được 840 năm, sinh con trai con gái. Vậy Kenan hưởng thọ được 910 tuổi, rồi qua đời. Mahalale được 65 tuổi, sanh Yered. Sau khi Mahalale sanh Yered, còn sống được 830 năm, sinh con trai con gái. Vậy Mahalale hưởng thọ được 895 tuổi, rồi qua đời. Yered được 162 tuổi, sinh Henoch. Sau khi Yered sinh Henoch rồi, còn sống được 800 năm, sinh con trai con gái. Vậy Yered hưởng thọ được 962 tuổi, rồi qua đời. Henoch được 65 tuổi, sinh Methuselah. Sau khi Henoch sinh Methuselah rồi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong 300 năm, sinh con trai con gái. Vậy Henoch hưởng thọ được 365 tuổi. Henoch đồng đi cùng Đức Chúa Trời rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi. Methuselah được 187 tuổi, sanh Lêmét. Sau khi Methuselah sanh Lêmét rồi, còn sống được 782 năm, sinh con trai con gái. Vậy Methuselah hưởng thọ được 969 tuổi, rồi qua đời. Lêmét được 182 tuổi, sinh một trai, đặt tên là Noê, mà nói rằng, đứa này sẽ an ủi lòng ta về công việc và về sự nhọc nhằn mà đất bắt tay ta phải làm, là đất Đức Giê-hô-va đã rủa sả. Sau khi Lêmét sanh Noê rồi, còn sống được 595 năm, sinh con trai con gái. Vậy Lêmét hưởng thọ được 777 tuổi, rồi qua đời. Còn Noê khi đến 500 tuổi, sinh Sem, Cham và Gia-phết. Chương 6. Và khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sinh được con gái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ. Đức Giê-hô-va phán rằng, thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn. Trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt, đời người sẽ là 120 năm mà thôi. Đời đó và đời sau, có người cao lớn trên mặt đất, vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở cùng con gái loài người mà sinh con cái. Ấy những người mạnh dạn ngày xưa là tay anh hùng có danh. Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn, thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất và buồn rầu trong lòng. Đức Giê-hô-va phán rằng, ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời, vì ta tự trách đã dựng nên các loài đó. Nhưng Noê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Này là dòng dõi của Noê. Noê trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời.
Noe sinh ba con trai là Sem, Cham và Japhet. Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Này, Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy đều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Noe rằng, kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta, vì cứ loài người mà đất phải đầy dẫy đều hung hăng. Vậy ta sẽ diệt trừ họ cùng đất. Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô phe, đóng có từng phòng, rồi trét chai bề trong cùng bề ngoài. Vậy hãy làm theo thế này, bề dài tàu 300 thước, bề ngang 50 thước, bề cao 30 thước. Trên tàu ngươi sẽ làm một cửa sổ, bề cao 1 thước và chừa một cửa bên hông. Ngươi sẽ làm một tầng dưới, một tầng giữa và một tầng trên. Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước luộc khắp trên mặt đất, đặng diệt tuyệt các xác thịt có sinh khí ở dưới trời. Hết thảy vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết. Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi đều hãy vào tàu. Về các loài sinh vật, ngươi hãy dẫn xuống tàu mỗi loài một cặp, có đực có cái, có trống có mái, hầu cho ở cùng ngươi đặng giữ tròn sự sống. Chim tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, côn trùng tùy theo loại, mỗi thứ 2 con sẽ đến cùng ngươi để ngươi giữ tròn sự sống cho. Lại, ngươi hãy lấy các thứ đồ ăn đem theo, đặng để dành làm lương thực cho ngươi và các loài đó. Noe làm các điều này y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Chương 7. Đức Chúa Trời phán cùng Noe rằng, ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì về đời này ta thấy ngươi là công bình ở trước mặt ta. Trong các loài vật thanh sạch, hãy đem theo mỗi loài 7 cặp, đực và cái. Còn loài vật không thanh sạch, mỗi loài 1 cặp, đực và cái. Cũng hãy đem theo những chim trời, mỗi thứ 7 cặp, trống và mái, để giữ giống ở trên khắp mặt đất. Vì còn 7 ngày nữa, ta sẽ làm mưa xuống mặt đất. Trong 40 ngày và 40 đêm, ta sẽ tuyệt diệt khỏi đất hết thảy các loài của ta đã dựng nên. Đoạn Noe làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Và khi lụt xảy ra và nước tràn trên mặt đất, thì Noe đã được 600 tuổi. Vì có nước lụt, nên Noe vào tàu cùng vợ, các con trai và các dâu mình. Loài vật thanh sạch và loài vật không thanh sạch, loài chim, loài côn trùng trên mặt đất, từng cặp, đực và cái, trống và mái, đều đến cùng Noe mà vào tàu, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn người. Sau 7 ngày, nước lụt xảy có trên mặt đất. Nhằm năm 600 của đời Noe, tháng 2, ngày 17, chính ngày đó, các nguồn của vực lớn nổ ra và các đập trên trời mở xuống. Mưa sa trên mặt đất trọn 40 ngày và 40 đêm. Lại cũng trong một ngày đó, Noe với vợ, ba con trai, Sem, Cham và Japhet cùng ba dâu mình đồng vào tàu. Họ và các loài, thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, côn trùng trên mặt đất tùy theo loại, chim tùy theo loại và hết thảy vật nào có cánh đều từng cặp theo Noe vào tàu. Nghĩa là mọi xác thịt nào có sinh khí, một đực, một cái, một trống, một mái đều đến vào tàu, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Đoạn, Đức Giê-hô-va đóng cửa tàu lại. Nước lụt phủ mặt đất 40 ngày. Nước dâng thêm nâng hỏng tàu lên khỏi mặt đất. Trên mặt đất, nước lớn và dâng thêm nhiều lắm, chiếc tàu nổi trên mặt nước. Nước càng dâng lên bội phần trên mặt đất, hết thảy những ngọn núi cao ở dưới trời đều bị ngập. Nước dâng lên 15 thước cao hơn, mấy ngọn núi đều ngập. Các xác thịt hành động trên mặt đất đều chết ngột, nào chim, nào súc vật, nào thú rừng, nào côn trùng và mọi người. Các vật có sinh khí trong lỗ mũi, các vật ở trên đất liền đều chết hết. Mọi loài ở trên mặt đất đều bị hủy diệt, từ loài người cho đến loài thú, loài côn trùng cùng loài chim trời. Chỉ còn Noe và các loài ở với người trong tàu mà thôi. Nước dâng lên trên mặt đất trọn 150 ngày. Chương 8. Vả, Đức Chúa Trời nhớ lại Noe cùng các loài thú và súc vật ở trong tàu với người. Bèn khiến một trận gió thổi ngang qua trên đất, thì nước dừng lại. Các nguồn của vực lớn và các đập trên trời lấp ngăn lại.
mưa trên trời không sa xuống nữa. Nước giựt khỏi mặt đất, lần lần vừa hạ vừa giựt, trong 150 ngày nước mới bớt xuống. Đến tháng 7, ngày 17, chiếc tàu tấp trên núi Ararat. Nước cứ lần lần hạ cho đến tháng 10. Ngày mùng 1 tháng đó, mấy đỉnh núi mới lộ ra. Được 40 ngày, Noe mở cửa sổ mình đã làm trên tàu, thả một con quạ ra. Quạ liện đi liện lại, cho đến khi nước giựt khô trên mặt đất. Người cũng thả một con bò câu ra, đặng xem thử nước hạ bớt trên mặt đất chưa. Nhưng bò câu chẳng tìm được nơi nào đáp chân xuống, bèn bay trở về trong tàu cùng người, vì nước còn khắp cả trên mặt đất. Noe giơ tay bắt lấy bò câu, đem vào tàu lại với mình. Đoạn, người đợi 7 ngày nữa, lại thả bò câu ra khỏi tàu. Đến chiều, bò câu về cùng người, và này, trong mỏ tha một lá olive tươi. Noe hiểu rằng nước đã giảm bớt trên mặt đất. Người đợi 7 ngày nữa, thả con bò câu ra. Nhưng chuyến này, bò câu chẳng trở về cùng người nữa. Nhằm năm 601 của đời Noe, ngày mùng 1 tháng Giêng, nước đã giựt bày mặt đất khô. Noe bèn dỡ mui tàu mà nhìn. Này, mặt đất đã se. Đến tháng 2, ngày 27, đất đã khô rồi. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Noe rằng, hãy ra khỏi tàu, ngươi, vợ, các con và các dâu ngươi. Hãy thả ra với ngươi mọi vật sống của các xác thịt đã ở cùng ngươi. Nào chim, nào thú, nào côn trùng bò trên đất, hầu cho chúng nó sinh sản và thêm nhiều trên mặt đất. Vậy, Noe cùng vợ người, các con trai và các dâu người ra khỏi tàu. Các thú, rắn, chim cùng mọi vật hành động trên mặt đất tùy theo giống đều ra khỏi tàu. Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng, ta chẳng vì loài người mà rủa xả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. Ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Hễ đất còn, thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được. Chương 9. Đức Chúa Trời ban phước cho Noe cùng các con trai người mà phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Các loài vật ở trên đất, các loài chim trời và các vật hành động trên đất cùng các cá biển đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phú vào tay ngươi. Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh. Song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu. Quả thật, ta sẽ đòi máu của sự sống ngươi lại, hoặc nơi các loài thú vật, hoặc nơi tay người, hoặc nơi tay của anh em người. Hễ kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Vậy các ngươi hãy sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Đức Chúa Trời cũng phán cùng Noe và các con trai người rằng, còn phần ta đi, ta lập giao ước cùng các ngươi, cùng dòng dõi các ngươi và cùng mọi vật sống ở với ngươi. Nào loài chim, nào súc vật, nào loài thú ở trên đất, tức là các loài ở trong tàu ra, cho đến các loài vật ở trên đất. Vậy, ta lập giao ước cùng các ngươi và các loài xác thịt chẳng bao giờ lại bị nước luộc hủy diệt và cũng chẳng có nước luộc để hủy hoại đất nữa. Đức Chúa Trời lại phán rằng, đây là dấu chỉ về sự giao ước mà ta lập cùng các ngươi, cùng hết thảy vật sống ở với các ngươi trải qua các đời mãi mãi. Ta đặt móng của ta trên từng mây, dùng làm dấu chỉ sự giao ước của ta với đất. Phàm lúc nào ta góp các đám mây trên mặt đất và phàm móng mọc trên từng mây, thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước của ta đã lập cùng các ngươi và cùng các loài xác thịt có sự sống, thì nước chẳng bao giờ lại trở nên luộc mà hủy diệt các loài xác thịt nữa. Vậy, cây móng sẽ ở trên mây. Ta nhìn xem nó đặng nhớ lại sự giao ước đời đời của Đức Chúa Trời cùng các loài xác thịt có sự sống ở trên đất. Đức Chúa Trời lại phán cùng Noe rằng, đó là dấu chỉ sự giao ước mà ta đã lập giữa ta và các xác thịt ở trên mặt đất. Các con trai của Noe ở trong tàu ra là Sem, Cham và Japhet. Và Cham là cha của Canaan.
Ấy đó là ba con trai của Noe, và cũng do nơi họ mà có loài người ở khắp trên mặt đất. Vả, Noe khởi cày đất và trồng nho, người uống rượu say rồi lõa thể ở giữa trại mình. Cham là cha Canaan thấy sự trần truồng của cha thì ra ngoài thuật lại cùng hai anh em mình. Nhưng Sem và Japhet đều lấy áo choàng vắt trên vai mình, đi thùi lui đến đắp khuất thân cho cha. Và bởi họ xây mặt qua phía khác nên chẳng thấy sự trần truồng của cha chút nào. Khi Noe tỉnh rượu rồi, hay được điều con thứ hai đã làm cho mình, bèn nói rằng, Canaan đáng rủa sả, nó sẽ làm mọi cho các tôi tớ của anh em nó. Người lại nói rằng, đáng ngợi khen Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Sem thay, Canaan phải làm tôi cho họ. Cầu xin Đức Chúa Trời mở rộng đất cho Gia-phết, cho người ở nơi trại của Sem, còn Canaan phải làm tôi của họ. Sau khi luộc, Noe còn sống 350 năm. Vậy, Noe hưởng thọ được 950 tuổi, rồi qua đời. Chương 10. Đây là dòng dõi của Sem, Cham và Gia-phết, ba con trai của Noe. Sau khi luộc, họ sinh con cái. Con trai của Gia-phết là Gô-me, Ma-gốc, Ma-đai, Gia-van, Tu-ban, Mê-siết và Ti-ra. Con trai của Gô-me là Ách-kê-na, Ri-phát và Tô-ga-ma. Con trai của Gia-van là Elisha và Ta-re-si, Kít-tim và Đô-đa-nim. Do họ mà có người ta ở tràn ra các cù lao của các dân tùy theo xứ, tiếng nói, chi phái và dân tộc của họ mà chia ra. Con trai của Cham là Cúc, Mít-ra-im, Phúc và Canaan. Con trai của Cúc là Sê-ba, Ha-vi-la, Sáp-ta, Ra-ê-ma và Sáp-tê-ca. Con trai của Ra-ê-ma là Sê-ba và Đê-đan. Cúc sanh Nim-rốt, ấy là người bắt đầu làm anh hùng trên mặt đất. Người là một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va. Bởi cớ đó có tục ngữ rằng, hệt như Nim-rốt, một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va. Nước người sơ lập là Ba-bên, E-rết, A-cát và Ca-ne ở tại xứ Sinea. Từ xứ đó, người đến xứ Assyri rồi lập thành Ninive, Rehoboti, Calat và thành Resen là thành rất lớn ở giữa khoảng thành Ninive và Calat. Mitraim sinh họ Ludim, họ Anamim, họ Lehabim, họ Naptuhim, họ Barushim, họ Cachluhim. Bởi đó sinh họ Philitin và họ Captorim. Canaan sanh Sidon là con trưởng nam và Hec cùng họ Jebusit, họ Amorit, họ Giregasit, họ Hevit, họ Arekit, họ Sinit, họ Avadit, họ Semarit, họ Hamatit. Kế đó chi tộc Canaan đi tản lạc, còn địa phận Canaan về hướng Gera chạy từ Sidon tới Gaza, về hướng Sodom, Gomorrah, Adma và Seboim chạy đến Lesa. Đó là con cháu của Cham, tùy theo họ hàng, tiếng nói, xứ và dân tộc của họ. Sem, tổ phụ của họ Hebe và anh cả của Gia-phết cũng có sinh con trai. Con trai của Sem là Elam, Asura, Abaksak, Lut và Aram. Con trai của Aram là Uzơ, Hulơ, Gê-te và Mắt. Còn A-bác-sát sinh Sê-lách, Sê-lách sinh Hê-bê. Hê-bê sinh được hai con trai. Tên của một người là Bê-lét, vì đất trong đời người đó đã chia ra. Tên của người em là Dốc-tan. Dốc-tan sinh A-mô-đác, Sê-lép, Ha-sa-ma-vết và Dê-rách, Ha-đô-ram, U-sa, Điết-la, Ô-banh, A-bi-ma-ên, Sê-ba, Ophia, Havila và Yobab. Hết thảy các người đó là con trai của Dốc-tan. Cõi đất của các người đó ở về phía Sê-pha, chạy từ Mê-sa cho đến núi Đông Phương. Đó là con cháu của Sem, tùy theo họ hàng, tiếng nói, xứ và dân tộc của họ. Ấy là các họ hàng của ba con trai Noe, tùy theo đời và dân tộc của họ. Lại cũng do nơi họ mà các dân chia ra trên mặt đất sau cơn nước lụt. Chương 11. Vả cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng. Nhưng khi ở Đông Phương dời đi, người ta gặp một đồng bằng trong xứ Sinea rồi ở tại đó. Người này nói với người kia rằng, hè,
chúng ta hãy làm gạch và hầm trong lửa. Lúc đó gạch thế cho đá, còn chai thế cho hồ. Lại nói rằng, nào, chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp chót cao đến tận trời. Ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất. Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống đặng xem cái thành và tháp của con cái loài người xây nên. Đức Giê-hô-va phán rằng, này, chỉ có một thứ dân, cùng đồng một thứ tiếng, và kia kìa, công việc chúng nó đương khởi làm. Bây giờ, chẳng còn chi ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định được. Thôi, chúng ta hãy xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người này với người kia. Rồi, từ đó Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất, và họ thôi công việc xây cất thành. Bởi cớ đó đặt tên thành là Ba-bên, vì nơi đó Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của cả thế gian, và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất. Đây là dòng dõi của Sem. Cách 2 năm sau cơn nước lụt, Sem được 100 tuổi, sinh A-bát-sát. Sau khi Sem sinh A-bát-sát rồi, còn sống được 500 năm, sinh con trai con gái. A-bát-sát được 35 tuổi, sanh Sê-lách. Sau khi A-bát-sát sanh Sê-lách rồi, còn sống được 403 năm, sinh con trai con gái. Sê-lách được 30 tuổi, sinh Hê-bê. Sau khi Sê-lách sinh Hê-bê rồi, còn sống được 403 năm, sinh con trai con gái. Hê-bê được 34 tuổi, sinh Bê-lét. Sau khi Hê-bê sinh Bê-lét rồi, còn sống được 430 năm, sinh con trai con gái. Bê-lét được 30 tuổi, sinh Rê-hu. Sau khi Bê-lét sinh Rê-hu rồi, còn sống được 209 năm, sinh con trai con gái. Rê-hu được 32 tuổi, sinh Sê-rúc. Sau khi Rê-hu sinh Sê-rúc rồi, còn sống được 207 năm, sinh con trai con gái. Sê-rúc được 30 tuổi, sinh Na-cô. Sau khi Sê-rúc sinh Na-cô rồi, còn sống được 200 năm, sinh con trai con gái. Na-cô được 29 tuổi, sinh Tha-rê. Sau khi Na-cô sinh Tha-rê rồi, còn sống được 119 năm, sinh con trai con gái. Còn Tha-rê được 70 tuổi, sinh Abram, Na-cô và Haran. Đây là dòng dõi của Tha-rê. Tha-rê sinh Abram, Na-cô và Haran. Haran sinh Lót. Haran qua đời tại quê hương mình, tức là Ur, thuộc về xứ Canđê, khi cha người là Tha-rê hay còn sống. Abram và Na-cô cưới vợ. Vợ Abram tên là Sarai, còn vợ Na-cô tên là Minca. Minca và Dít-ca, tức là con gái của Haran. Vả Sarai son sẻ nên người không có con. Tha-rê dẫn Abram con trai mình, Lót con trai Haran cháu mình, và Sarai vợ Abram tức dâu mình, đồng ra khỏi Ur thuộc về xứ Canđê, đặng qua xứ Canaan. Khi đến Charan thì lập gia cư tại đó. Tha-rê hưởng thọ được 205 tuổi rồi qua đời tại Charan. Chương 12. Vả Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng, ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Rồi Abram đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy, Lót đồng đi với người. Khi Abram ra khỏi Charan, tuổi người được 75. Abram dẫn Sarai vợ mình, Lót cháu mình, cả gia tài đã thâu góp và các đầy tớ đã được tại Charan, từ đó ra để đi đến xứ Canaan. Rồi chúng đều đến xứ Canaan. Abram trải qua xứ này đến cây dễ bột của More tại Sichem. Và lúc đó dân Canaan ở tại xứ. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram mà phán rằng, ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó Áp-ram lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến cùng người. Từ đó, người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên rồi đóng trại. Phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. Đoạn người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Kế sau Áp-ram vừa đi vừa đóng trại lần lần đến Nam Phương. Bây giờ, trong xứ bị cơn đói kém,
Sự đói kém ấy lớn nên Abraham xuống xứ Ai Cập mà kiều ngụ. Khi hầu vào đất Ai Cập, Abraham bèn nói cùng Sarai vợ mình rằng: "Này, ta biết ngươi là một người đàn bà đẹp. Gặp khi nào dân Ai Cập thấy ngươi, họ sẽ nói rằng ấy là vợ hắn đó, họ sẽ giết ta, nhưng để cho ngươi sống. Ta xin hãy xưng ngươi là em gái ta, hầu cho sẽ vì ngươi mà ta được trọng đãi và giữ toàn mạng ta." Abraham vừa đến xứ Ai Cập, dân Ai Cập nhìn thấy người đàn bà đó đẹp lắm. Các triều thần của Pharaoh cũng thấy người và trầm trồ trước mặt vua. Đoạn, người đàn bà bị dẫn vào cung Pharaoh. Vì cớ người, nên Pharaoh hậu đãi Abraham, và Abraham được nhiều chiên, bò, lừa đực, lừa cá, lạc đà, tôi trai và tớ gái. Song vì Sarai, vợ Abraham, nên Đức Giê-hô-va hành phạt Pharaoh cùng nhà người bị tai họa lớn. Pharaoh bèn đòi Abraham hỏi rằng: "Ngươi đã làm chi cho ta vậy? Sao không tâu với ta rằng là vợ ngươi? Sao đã nói rằng người đó là em gái tôi, nên nỗi ta đã lấy nàng làm vợ? Bây giờ vợ ngươi đây, hãy nhận lấy và đi đi." Đoạn, Pharaoh hạ lệnh cho quan quân đưa vợ chồng Abraham cùng hết thảy tài vật của người đi. Chương 13. Abraham ở Ai Cập dẫn vợ cùng các tài vật mình và Lót đồng trở lên Nam Phương. Vả, Abraham rất giàu có súc vật, vàng và bạc. Người vừa đi vừa đóng trại, từ Nam Phương trở về Bê-tên. Đến nơi người đã đóng trại ban đầu hết, ở về giữa khoảng Bê-tên và A-hi, là nơi đã lập một bàn thờ lúc trước. Ở đó, Abraham cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Vả, Lót cùng đi với Abraham, cũng có chiên, bò và trại. Xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung, vì tài vật rất nhiều cho đến đổi không ở chung nhau được. Trong khi dân Canaan và dân Pherishit ở trong xứ, xảy có chuyện tranh giành của bọn chăn chiên Abraham cùng bọn chăn chiên Lót. Abraham nói cùng Lót rằng: "Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau, và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy hãy lìa khỏi ta, nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu. Nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả." Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh là nơi trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá hủy thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, thảy đều có nước chảy tưới khắp đến xoa. Đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ai Cập vậy. Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Vậy hai người chia rẽ nhau. Abraham ở trong xứ Canaan, còn Lót ở trong thành của đồng bằng và dời trại mình đến Sô-đôm. Vả, dân Sô-đôm là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Sau khi Lót lìa khỏi Abraham rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: "Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây. Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất. Thế thì, nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất, thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi vậy. Hãy đứng dậy đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang, vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này." Đoạn, Abraham dời trại mình đến ở nơi lùm cây dẻ bột tại Mamre, thuộc về Hebron, và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Chương 14. Trong đời Amraphel vua Shinea, Arioch vua Elasha, Kedrolaome vua Elam và Tedan vua Goim, bốn vua hiệp lại tranh chiến cùng Bera vua Sodom, Biresha vua Gomorrah, Shineab vua Acma, Shemebe vua Seboim và vua Bela tức là Soa. Các vua này hiệp lại tại trũng Sidim, bây giờ là biển muối. Trong 12 năm, các vua này đều là chư hầu của vua Kedrolaome, nhưng qua năm thứ 13 thì họ dấy loạn. Nhằm năm thứ 14, Kedrolaome
cùng các vua đồng minh kéo quân đến dẹp dân Rephaim ở đất Atterat Canaim, dân Susin tại đất Ham, dân Emim ở trong đồng bằng Kiriataim và dân Horit ở tại núi Seir cho đến nơi Enbaran ở gần đồng vắng. Đoạn các vua thâu binh trở về, đến suối Sử Đoán tức Kade, hãm đánh khắp miền dân Amalek và dân Amorit ở tại Hát Sát Sôn Thama. Các vua của Sodom, Gomorrah, Adma, Seboim và vua Bela tức là Soa bèn xuất trận và dàn binh đóng tại trũng Sidim, đặng chống cự cùng Kết-rô-la-me vua Elam, Tidan vua Goim, Amraphen vua Sinea và Arioc vua Elasa, bốn vị đương địch cùng năm. Và trong trũng Sidim có nhiều hố nhựa chai. Vua Sodom và vua Gomorrah thua chạy xa xuống hố, còn kẻ nào thoát được chạy trốn trên núi. Bên thắng trận bèn cướp lấy hết của cải và lương thực của Sodom và Gomorrah rồi đi. Giặc cũng bắt Lót là cháu của Abram ở tại Sodom và hết thảy gia tài người rồi đem đi. Có một người thoát được chạy đến báo điều đó cùng Abram là người Hebrew. Abram ở tại lùm cây dẻ bột của Mamre là người Amorit, anh của Ekkon và Ane. Ba người này đã có kết ước cùng Abram. Khi Abram hay được cháu mình bị quân giặc bắt, bèn chiêu tập 318 gia nhân đã tập luyện, sanh đẻ nơi nhà mình, mà đuổi theo các vua đó đến đất Đan. Đoạn Abram chia bọn đầy tớ mình ra, thừa ban đêm, xông hãm quân nghịch, đánh đuổi theo đến đất Hô-ba ở về phía tả Đa Mách. Người thâu về đủ hết các tài vật mà quân giặc đã cướp lấy, lại cũng dẫn cháu mình là Lót cùng gia tài người, đàn bà và dân chúng trở về. Sau khi Abram đánh bại Kết-rô-la-me và các vua đồng minh thắng trận trở về, thì vua Sodom ra đón rước người tại trũng Sa-ve, tức là trũng vua. Minh-chi-xê-đét, vua Sa-lem, sai đem bánh và rượu ra. Vả, vua này là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, chúc phước cho Abram và nói rằng: Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao là đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Abram. Đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời Chí Cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi. Đoạn Abram lấy 1/10 về cả của giặc mà dâng cho vua đó. Vua Sodom bèn nói cùng Abram rằng: Hãy giao người cho ta, còn của cải thì ngươi thâu lấy. Abram đáp lại rằng: Tôi giơ tay lên trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời Chí Cao, Chúa Tể của trời và đất mà thề rằng: Hễ của chi thuộc về vua, dầu đến một sợi chỉ hay là một sợi dây dài đi nữa, tôi cũng chẳng hề lấy. E vua nói được rằng: Nhờ ta làm cho Abram giàu có. Chỉ món chi của những người trẻ đã ăn và phần của các người cùng đi với tôi là Ane, Ekkon và Mamre. Về phần họ, họ hãy lấy phần của họ đi. Chương 15. Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Abram rằng: Hỡi Abram, ngươi chớ sợ chi. Ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Abram thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con. Kẻ nối nghiệp nhà tôi là Eliezer người Đa-mách. Abram lại nói rằng: Này, Chúa làm cho tôi tuyệt tự, một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Abram rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là người kế nghiệp ngươi. Đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao, thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Abram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Abram rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã dẫn ngươi ra khỏi U-rơ thuộc về xứ Canh-đê để ban cho ngươi xứ này làm sản nghiệp. Abram thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, bởi cớ chi tôi biết rằng tôi sẽ được xứ này làm sản nghiệp? Đức Giê-hô-va đáp rằng: Ngươi hãy bắt đem cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con chiên đực 3 tuổi, một con cu rừng và một con bò câu con.
Abraham bắt đủ các loài vật đó, mổ làm hai, để mỗi nửa con mỗi bên đối với nhau, nhưng không mổ các loài chim ra làm hai. Có những chim ăn mồi bay đáp trên mấy con thú chết đó, xong Abraham đuổi nó đi. Vả khi mặt trời vừa lặn thì Abraham ngủ mê, nay một cơn kinh hãi tối tăm nhập vào mình người. Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ ngủ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp 400 năm. Nhưng ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó, rồi khi ra khỏi xứ thì sẽ được của cải rất nhiều. Còn ngươi sẽ bình yên về nơi tổ phụ, hưởng lộc già sung sướng rồi qua đời. Đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây, vì tội lỗi của dân Amorít chưa được đầy dẫy. Khi mặt trời đã lặn, thình lình sự tối mịt giáng xuống. Kìa, có một lò lớn khói lên, và một ngọn lửa lòe ngang qua các xác thịt đã mổ. Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Áp-ram mà phán rằng: ta cho dòng dõi ngươi xứ này, từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phờ-rát, là xứ của các dân Kenit, Kenesit, Cát-mô-nít, Hê-tít, Phê-rê-sít, Rê-pha-im, A-mô-nít, Ca-na-an, Ghi-rê-ga-sít và Dê-bu-sít. Chương 16. Vả Sarai vợ của Áp-ram vẫn không sinh con. Nàng có một con đòi Ê-díp-tô tên là A-ga. Sarai nói cùng Áp-ram rằng: này, Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ. Vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi, có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng? Áp-ram bèn nghe theo lời của Sarai. Sau khi Áp-ram đã trú ngụ 10 năm tại xứ Ca-na-an, Sarai, vợ người, bắt A-ga là con đòi Ê-díp-tô mình đưa cho chồng làm hầu. Người lại cùng con đòi thì nàng thọ thai. Khi con đòi thấy mình thọ thai thì khinh bỉ bà chủ mình. Sarai nói cùng Áp-ram rằng: điều sỉ nhục mà tôi bị đây đổ lại trên ông. Tôi đã phú con đòi tôi vào lòng ông, mà từ khi nó thấy mình thọ thai thì lại khinh tôi. Cầu Đức Giê-hô-va xét đoán giữa tôi với ông. Áp-ram đáp cùng Sarai rằng: này, con đòi đó ở trong tay ngươi, phân xử thế nào mặc ý ngươi cho vừa dạ. Đoạn Sarai hành hạ A-ga thì nàng trốn đi khỏi mặt người. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va thấy nàng ở trong đồng vắng gần bên suối nước, nơi mé đường đi về Su-rơ, thì hỏi rằng: hỡi A-ga, đòi của Sarai, ngươi ở đâu đến và sẽ đi đâu? Nàng thưa rằng: tôi lánh xa mặt Sarai chủ tôi. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va dạy nàng rằng: ngươi hãy trở về chủ ngươi và chịu lụy dưới tay người. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va lại phán rằng: ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều, đông đảo, đến đổi người ta đếm không đặn nữa. Lại phán rằng: này, ngươi đương có thai, sẽ sinh một trai, đặt tên là Ít-ma-ên, vì Đức Giê-hô-va có nghe sự sầu khổ của ngươi. Đứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng, tay nó sẽ địch cùng mọi người, và tay mọi người địch lại nó. Nó sẽ ở về phía đông, đối mặt cùng hết thảy anh em mình. Nàng gọi Đức Giê-hô-va mà đã phán cùng mình danh là Đức Chúa Trời hay đoái xem, vì nàng nói rằng: chính tại đây tôi há chẳng có thấy được đấng đoái xem tôi sao? Bởi cớ ấy người ta gọi cái giếng này ở về giữa khoảng của Ca-đê và Bê-rê là giếng La-cha-roi. Rồi nàng A-ga sinh được một con trai. Áp-ram đặt tên đứa trai đó là Ít-ma-ên. Vả lại, khi A-ga sinh Ít-ma-ên cho Áp-ram, thì Áp-ram đã được 86 tuổi. Chương 17. Khi Áp-ram được 99 tuổi, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội. Áp-ram bèn sấp mình xuống đất. Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: này, phần ta đây, ta đã lập giao ước cùng ngươi. Vậy, ngươi sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc. Thiên hạ chẳng còn gọi ngươi là Áp-ram nữa, nhưng tên ngươi sẽ là Áp-ra-ham, vì ta đặt ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc. Ta sẽ làm cho ngươi sinh sản rất nhiều, làm cho ngươi thành nhiều nước, và các vua sẽ do nơi ngươi mà ra.
ta sẽ lập giao ước cùng ngươi và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời, ấy là giao ước đời đời, hầu cho ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi. Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đương kiều ngụ, tức toàn xứ Canaan, làm cơ nghiệp đời đời. Vậy ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ. Đoạn Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng: Phần ngươi cùng dòng dõi ngươi từ đời nọ sang đời kia sẽ giữ sự giao ước của ta. Mỗi người nam trong vòng các ngươi phải chịu phép cắt bì. Ấy là giao ước mà các ngươi phải giữ, tức giao ước lập giữa ta và các ngươi cùng dòng dõi sau ngươi. Các ngươi phải chịu cắt bì. Phép đó sẽ là dấu hiệu của sự giao ước giữa ta cùng các ngươi. Trải qua các đời, mỗi người nam trong vòng các ngươi, hoặc sinh đẻ tại nhà, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang, chẳng thuộc về dòng giống ngươi, hễ lên được 8 ngày rồi, đều phải chịu phép cắt bì. Chớ khá bỏ làm phép cắt bì cho ai sinh tại trong nhà ngươi, hay đem tiền ra mua về. Sự giao ước của ta sẽ lập đời đời trong xác thịt của các ngươi vậy. Một người nam nào không chịu phép cắt bì nơi xác thịt mình sẽ bị trút ra khỏi ngoài dân sự mình. Người đó là kẻ bội lời giao ước ta. Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng: Còn Sarai, vợ ngươi, chớ gọi là Sarai nữa, nhưng Sarah là tên người đó. Ta sẽ ban phước cho nàng, lại do nơi nàng ta sẽ cho ngươi một con trai. Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ làm mẹ các dân tộc. Những vua của các dân tộc sẽ do nơi nàng mà ra. Abraham bèn sấp mình xuống đất, cười và nói thầm rằng: Hồ dễ người đã 100 tuổi rồi mà sinh con được chăng? Còn Sarah tuổi đã 90 sẽ sinh sản được sao? Abraham thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chớ chi Ismael vẫn được sống trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời bèn phán rằng: Thật vậy, Sarah vợ ngươi sẽ sinh một con trai, rồi ngươi đặt tên là Isaac. Ta sẽ lập giao ước cùng nó để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó. Ta cũng nhậm lời ngươi xin cho Ismael. Này, ta ban phước cho người, sẽ làm cho người sinh sản và thêm nhiều quá bội. Người sẽ là tổ phụ của 12 vị công hầu, và ta làm cho người thành một dân lớn. Nhưng ta sẽ lập giao ước ta cùng Isaac. Độ khoảng này năm tới, Sarah phải sinh cho ngươi. Khi Đức Chúa Trời đã phán xong, thì Ngài từ Abraham ngự lên. Chính ngày đó, Abraham bắt Ismael con trai mình và hết thảy các người nam trong nhà hoặc sinh tại đó hoặc đem tiền ra mua về mà làm phép cắt bì cho, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Và khi Abraham chịu phép cắt bì thì đã được 99 tuổi, còn Ismael con người khi chịu phép cắt bì thì được 13 tuổi. Cũng trong một ngày đó, Abraham và Ismael chịu phép cắt bì và mọi người nam trong nhà hoặc sinh tại đó, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang, đồng chịu phép cắt bì với người. Chương 18. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Abraham nơi lùm cây giả bộp của Mamre, đang khi ngồi nơi cửa trại lúc trời nắng ban ngày. Abraham nhướng mắt lên, thấy 3 người đứng trước mặt. Vừa khi thấy, bèn bắt từ cửa trại chạy đến trước mặt 3 người đó, sấp mình xuống đất và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy ghé lại nhà kẻ tôi tới Chúa, đừng bỏ đi luôn. Xin các đấng hãy cho phép người ta lấy chút nước rửa chân các đấng, và xin hãy nằm nghỉ mát dưới cội cây này. Tôi sẽ đi đem một miếng bánh cho các đấng ăn vững lòng, rồi sẽ dời gót lên đường. Vì cớ ấy nên mới quá bộ lại nhà kẻ tôi tớ các đấng vậy. Các đấng phán rằng: Hãy cứ việc làm như ngươi đã nói. Đoạn Abraham lật đật vào trại đến cùng Sarah mà rằng: Hãy mau mau lấy 3 đấu bột lọc nhồi đi rồi làm bánh nhỏ. Abraham bèn chạy lại bầy, bắt một con bò con ngon, giao cho đầy tớ mau mau nấu dọn, rồi lấy mỡ sữa và sữa cùng con bò con đã nấu xong dọn ngay trước mặt các đấng. Còn người thì đứng hầu trước mặt dưới cội cây. Vậy các đấng đó bèn ăn. Các đấng hỏi Abraham rằng: Sarah vợ ngươi ở đâu? Đáp rằng: Kìa, nàng ở trong trại kia. Một đấng nói rằng: Trong độ 1 năm nữa ta sẽ trở lại đây với ngươi không sai, và chừng đó Sarah vợ ngươi sẽ có một con trai. Sarah ở nơi cửa trại sau lưng đấng đó nghe các lời này. Vả Abraham cùng Sarah đã già, tuổi tác đã cao. Sarah không còn chi nữa như thế thường người đàn bà.
Sarah cười thầm mà rằng, già như tôi thế này, dễ còn được điều vui đó sao? Còn Chúa tôi cũng đã già rồi. Đức Giê-hô-va phán hỏi Abraham rằng, cớ sao Sarah cười như vậy mà rằng, có quả thật rằng tôi già đến thế này lại còn sinh sản chăng? Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng? Đến kỳ đã định, trong một năm nữa, ta sẽ trở lại cùng ngươi, và Sarah sẽ có một con trai. Vì Sarah sợ nên chối mà thưa rằng, tôi có cười đâu. Nhưng Ngài phán rằng, thật, ngươi có cười đó. Các đấng đều đứng dậy mà đi, ngó về phía Sodom. Abraham cũng theo để tiễn bước các đấng. Đức Giê-hô-va phán rằng, lẽ nào ta giấu Abraham điều chi ta sẽ làm sao? Vì Abraham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thịnh. Các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. Ta đã chọn người, đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng. Thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Abraham. Đức Giê-hô-va phán rằng, tiếng kêu oan về Sodom và Gomorrah thật là quá, tội lỗi các thành đó thật là trọng. Ta muốn ngự xuống để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã kêu thấu đến ta chăng? Nếu chẳng thật, thì ta sẽ biết. Vậy, các đấng bèn từ đó đi qua hướng Sodom. Nhưng Abraham hãy còn đứng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va. Abraham lại gần và thưa rằng, Chúa sẽ diệt người công bình luôn với người độc ác sao? Ngộ trong thành có 50 người công bình, Chúa cũng sẽ diệt họ hết sao? Há chẳng tha thứ cho thành đó vì có 50 người công bình ở trong sao? Không lẽ nào Chúa làm điều như vậy, diệt người công bình luôn với kẻ độc ác, đến đổi kể người công bình cũng như người độc ác? Không, Chúa chẳng làm điều như vậy bao giờ. Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao? Đức Giê-hô-va phán rằng, nếu ta tìm được trong Sodom 50 người công bình, vì tình thương bấy nhiêu người đó, ta sẽ tha hết cả thành. Abraham lại thưa rằng, mặc dầu tôi đây vốn là tro bụi, song tôi cũng dám cả gan thưa lại cùng Chúa. Hoặc trong 50 người công bình rủi thiếu hết năm, vì cớ 5 người thiếu, Chúa sẽ diệt hết cả thành chăng? Ngài trả lời rằng, nếu ta tìm được có 45 người, ta chẳng diệt thành đâu. Abraham cứ thưa rằng, ngộ trong thành chỉ có 40 người công bình thì sẽ ra sao? Ngài phán rằng, ta sẽ chẳng diệt đâu vì tình thương 40 này. Abraham tiếp, tôi xin Chúa đừng giận thì tôi sẽ thưa. Ngộ trong đó chỉ có 30 người thì sẽ ra sao? Ngài phán, nếu ta tìm trong đó có 30 người thì ta chẳng diệt đâu. Abraham thưa rằng, tôi đây cũng cả gan thưa cùng Chúa. Nếu chỉ có 20 người thì lại làm sao? Ngài rằng, vì tình thương 20 người đó ta sẽ chẳng diệt thành đâu. Abraham lại thưa, xin Chúa đừng giận, để cho tôi thưa chỉ một lần này nữa. Còn ngộ chỉ có 10 người thì nghĩ làm sao? Ngài phán rằng, ta cũng sẽ chẳng diệt thành đâu vì tình thương 10 người đó. Khi Đức Giê-hô-va phán xong cùng Abraham thì Ngài ngự đi, còn Abraham trở về trại mình. Chương 19. Lối chiều hai thiên sứ đến Sodom. Lúc đó Lót đang ngồi tại cửa thành. Khi Lót thấy hai thiên sứ đến, đứng dậy mà đón rước và sấp mình xuống đất. Người thưa rằng, này lạy hai chúa, xin hãy đến ở nhà của kẻ tôi tớ và hãy nghỉ đêm tại đó. Hai chúa hãy rửa chân rồi sáng mai thức dậy lên đường. Hai thiên sứ phán rằng, không, đêm này ta sẽ ở ngoài đường. Nhưng Lót cố mời cho đến đổi hai thiên sứ phải đi lại vào nhà mình. Người dân một bữa tiệc làm bánh không men, và hai thiên sứ bèn dùng tiệc. Hai thiên sứ chưa đi nằm mà các người nam ở Sodom từ trẻ đến già, tất cả dân đều chạy đến bao chung quanh nhà. Bọn đó gọi Lót mà hỏi rằng, những khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây hầu cho chúng ta được biết. Lót bèn ra đến cùng dân chúng ở ngoài cửa rồi đóng cửa lại và nói cùng họ rằng, này, tôi xin anh em đừng làm điều ác đó.
Đi, tôi sẵn có hai con gái chưa chồng. Tôi sẽ đưa chúng nó cho anh em, rồi mặc tình anh em tính làm sao tùy ý, miễn đừng làm chi hại cho hai người kia. Vì cớ đó nên họ đến núp bóng mái nhà tôi. Bọn dân chúng nói rằng, ngươi hãy tránh chỗ khác. Lại tiếp rằng, người này đến đây như kẻ kiều ngụ, lại muốn đoán xét nữa sao? Vậy, thôi, chúng ta sẽ đãi ngươi bạc tệ hơn hai khách kia. Đoạn, họ lấn ép lót mạnh quá và tràn đến đặng phá cửa. Nhưng hai thiên sứ giơ tay ra, đem lót vào nhà và đóng cửa lại. Đoạn, hành phạt bọn dân chúng ở ngoài cửa từ trẻ đến già đều quán lòa mắt, cho đến đổi tìm cửa mệt mà không được. Hai thiên sứ bèn hỏi lót rằng, ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể, con trai, con gái và ai trong thành thuộc về ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi. Chúng ta sẽ hủy diệt chỗ này, vì tiếng kêu oan về dân thành này đã thấu lên đến Đức Giê-hô-va, nên Ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt. Lót bèn đi ra và nói cùng rể đã cưới con gái mình rằng, hãy trỗi dậy đi ra khỏi chốn này, vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi. Đến sáng, hai thiên sứ hối Lót và phán rằng, hãy thức dậy, dẫn vợ và hai con gái ngươi đang ở đây ra, e khi ngươi cũng chết ly về việc hình phạt của thành nữa chăng? Nhưng Lót lần lửa, vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tay kéo người, vợ cùng hai con gái người, và dẫn ra khỏi thành. Vả, khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vị nói rằng, hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng. Hãy chạy trốn lên núi kẻ phải bỏ mình chăng? Lót đáp lại rằng, lạy Chúa, không được. Này, tôi tớ đã được ơn trước mặt Chúa. Chúa đã tỏ lòng nhân từ rất lớn cùng tôi mà cứu tròn sự sống tôi. Nhưng tôi chạy trốn lên núi không kịp trước khi tai nạn đến thì tôi phải chết. Kìa, thành kia đã nhỏ lại cũng gần, đặng tôi có thế ẩn mình. Ôi, chớ chi Chúa cho tôi ẩn đó đặng cứu tròn sự sống tôi. Thành này há chẳng phải nhỏ sao? Thiên sứ phán rằng, đây, ta ban ơn này cho ngươi nữa, sẽ không hủy diệt thành của ngươi đã nói đó đâu. Mau mau, hãy lại ẩn đó, vì ta không làm chi được khi ngươi chưa vào đến nơi. Bởi cớ ấy nên người ta gọi tên thành này là Xoa. Khi mặt trời mọc lên khỏi đất, thì Lót vào đến thành Xoa. Đoạn, Đức Giê-hô-va giáng mưa diêm sinh và lửa từ nơi Ngài trên trời sa xuống Sodom và Gô-mô-rơ, hủy diệt hai thành này, cả đồng bằng, hết thảy dân sự cùng các cây cỏ ở nơi đất đó. Nhưng vợ của Lót quay ngó lại đằng sau mình, nên hóa ra một tượng muối. Abraham dậy sớm, đi đến nơi mà người đã đứng chầu Đức Giê-hô-va, ngó về hướng Sodom và Gô-mô-rơ, cùng khắp xứ ở đồng bằng, thì thấy từ dưới đất bay lên một luồng khói, như khói của một lò lửa lớn. Và khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành nơi đồng bằng, tức là thành Lót ở, thì nhớ đến Abraham, cứu Lót ra khỏi chốn phá tan đó. Lót ở Xoa thì sợ hãi, nên cùng hai con gái mình bỏ đó mà lên núi, ở trong một hang đá kia. Cô lớn nói cùng em mình rằng, cha ta đã già, mà không còn ai trên mặt đất đến sánh duyên cùng ta theo như thế thường thiên hạ. Hè, chúng ta hãy phục rượu cho cha và lại nằm cùng người để lưu truyền dòng giống cha lại. Đêm đó, hai nàng phục rượu cho cha mình. Nàng lớn đến nằm cùng cha, nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết. Qua ngày mai, chị nói cùng em rằng, này, đêm hôm qua ta đã nằm cùng cha rồi. Hôm nay chúng ta hãy phục rượu cho cha nữa, rồi em hãy lại nằm cùng người để lưu truyền dòng giống cha lại. Đêm đó, hai nàng lại phục rượu cho cha mình nữa, rồi nàng nhỏ thức dậy lại nằm cùng cha, nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết. Vậy, hai con gái của Lót do nơi cha mình mà thọ thai. Nàng lớn sinh được một con trai, đặt tên là Mô-áp, ấy là tổ phụ của dân Mô-áp đến bây giờ. Người em cũng sinh đặng một con trai, đặt tên là Ben-Ammi, ấy là tổ phụ của dân Ammon đến bây giờ. Chương 20. Abraham từ đó đi đến miền nam, kiều ngụ tại Gera, ở về giữa khoảng Kade và Surer.
Abraham nói về Sarah, vợ mình rằng, nó là em gái tôi. Abimelech, vua Gera, sai người bắt Sarah. Nhưng trong cơn chim ba ban đêm, Đức Chúa Trời hiện đến cùng vua Abimelech mà phán rằng, này, ngươi sẽ chết bởi có người đàn bà mà ngươi đã bắt đến, vì nàng có chồng rồi. Vả, vua Abimelech chưa đến gần người đó nên thưa rằng, lạy Chúa, Chúa há sẽ hủy diệt cả một dân công bình chăng? Người đó há chẳng nói với tôi rằng ấy là em gái tôi chăng? Và chính người nữ há chẳng nói rằng ấy là anh tôi sao? Tôi làm sự này bởi lòng ngay thẳng và tay thanh khiết của tôi. Trong cơn chiêm bao, Đức Chúa Trời phán nữa rằng, ta cũng biết ngươi vì lòng ngay thẳng mà làm điều đó. Bởi cớ ấy, ta mới ngăn trở ngươi phạm tội cùng ta và không cho động đến người đó. Bây giờ, hãy giao đàn bà đó lại cho chồng nó, vì chồng nó là một đấng tiên tri, sẽ cầu nguyện cho ngươi, thì ngươi mới được sống. Còn như không giao lại, thì phải biết rằng, ngươi và hết thảy ai thuộc về ngươi, quả hẳn sẽ chết. Vua Abimelech dậy sớm, đòi các tôi tớ mình đến thuật lại hết mọi lời, thì họ lấy làm kinh ngạc. Rồi Abimelech đòi Abraham mà nói rằng, ngươi đã làm gì cho ta vậy? Ta có làm điều chi mất lòng chăng mà ngươi làm cho ta và cả nước phải bị một việc phạm tội lớn dường này? Đối cùng ta, ngươi đã làm những việc không nên làm đó. Vua Abimelech lại nói cùng Abraham rằng, ngươi có ý gì mà làm như vậy? Abraham đáp, tôi tự nghĩ rằng, trong xứ này thật không có ai kính sợ Đức Chúa Trời, thì họ sẽ vì cớ vợ tôi mà giết tôi chăng? Nhưng nó cũng thật là em gái tôi, em một cha khác mẹ, và tôi cưới nó làm vợ. Khi Đức Chúa Trời làm cho tôi phải lưu lạc xa nhà cha, thì tôi có nói với nàng rằng, này là ơn của ngươi sẽ làm cho ta. Hễ chỗ nào chúng ta sẽ đi đến, hãy nói về ta, ấy là anh tôi. Đoạn, vua Abimelech đem chiên và bò, tôi trai cùng tớ gái cho Abraham và trả Sarah vợ người lại mà phán rằng, này, xứ ta sẵn dành cho ngươi, ngươi thích đâu thì ở đó. Rồi vua phán cùng Sarah rằng, đây, ta ban cho anh ngươi 1,000 miếng bạc, số tiền đó dùng cho ngươi như một bức màn che trước mắt về mọi việc đã xảy ra cùng ngươi, và mọi người đều sẽ cho ngươi là công bình. Abraham cầu xin Đức Chúa Trời, thì Ngài chữa bệnh cho vua Abimelech, vợ cùng các con đòi người. Vậy họ đều có con. Vả lúc trước, vì vụ Sarah vợ Abraham, nên Đức Giê-hô-va làm cho cả nhà vua Abimelech đều son sẻ. Chương 21. Đức Giê-hô-va đến viếng Sarah theo như lời Ngài đã phán và làm cho nàng như lời Ngài đã nói. Sarah thọ thai, sinh một con trai cho Abraham trong khi tuổi đã già, đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định. Abraham đặt tên đứa trai mà Sarah đã sinh cho mình là Isaac. Đúng 8 ngày, Abraham làm phép cắt bì cho Isaac theo như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Vả khi Isaac ra đời, thì Abraham đã được 100 tuổi. Sarah nói rằng, Đức Chúa Trời làm cho tôi một việc vui cười. Hết thảy ai hay được cũng sẽ vui cười về sự của tôi. Lại nói rằng, há ai dám nói với Abraham rằng Sarah sẽ cho con bú ư? Vì tôi đã sinh một đứa trai trong lúc người già yếu rồi. Đứa trẻ lớn lên thì thôi bú. 9 ngày Isaac thôi bú, Abraham bày một tiệc lớn ăn mừng. Sarah thấy đứa trai của Aga, người Ai Cập đã sinh cho Abraham cười cợt, thì người nói với Abraham rằng, hãy đuổi con đòi với con nó đi đi, vì đứa trai của con đòi này sẽ chẳng được kế nghiệp cùng con trai tôi là Isaac đâu. Lời này lấy làm buồn lòng Abraham lắm vì cớ con trai mình. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng, ngươi chớ buồn bực vì con trai và con đòi ngươi. Sarah nói thế nào, hãy nghe theo tiếng người nói, vì do nó Isaac sẽ sinh ra dòng dõi lưu danh ngươi. Ta cũng sẽ làm cho đứa trai của con đòi trở nên một dân, vì nó cũng do nơi ngươi mà ra. Abraham dậy sớm, lấy bánh và một bầu nước đưa cho Aga, để các món đó trên vai nàng và giao đứa trai cho nàng rồi đuổi đi. Nàng ra đi, đi dông dài trong đồng vắng Beersheba. Khi nước trong bầu đã hết, nàng để đứa trẻ dưới một cội cây nhỏ kia, đi ngồi đối diện cách xa xa dài chừng một khoảng tên bắn vì nói rằng, ôi, tôi nỡ nào thấy đứa trẻ phải chết. Nàng ngồi đối diện đó,
cất tiếng la khóc. Đức Chúa Trời nghe tiếng đứa trẻ khóc, thì thiên sứ của Đức Chúa Trời từ trên trời kêu nàng Aga mà phán rằng: Hỡi Aga, ngươi có điều gì vậy? Chớ sợ chi, vì Đức Chúa Trời đã nghe tiếng đứa trẻ ở đâu đó rồi. Hãy đứng dậy, đỡ lấy đứa trẻ và giơ tay nắm nó, vì ta sẽ làm cho nó nên một dân lớn. Đoạn, Đức Chúa Trời mở mắt nàng ra, nàng bèn thấy một cái giếng nước và đi lại múc đầy bầu cho đứa trẻ uống. Đức Chúa Trời vừa giúp đứa trẻ, nó lớn lên ở trong đồng vắng và có tài bắn cung. Nó ở tại trong đồng vắng Pha-ran, mẹ cưới cho nó một người vợ quê ở xứ Ai Cập. Về thuở đó, vua Abimelech và Phi-côn quan tổng binh mình nói cùng Abraham rằng: Đức Chúa Trời vừa giúp ngươi trong mọi việc ngươi làm. Vậy bây giờ hãy chỉ danh Đức Chúa Trời mà thề rằng: Ngươi sẽ chẳng gạt ta, con ta, cùng dòng giống ta, nhưng ngươi sẽ đãi ta và xứ ngươi đang trú ngụ một lòng tử tế như ta đã đãi ngươi vậy. Abraham đáp rằng: Tôi xin thề. Abraham phàn nàn cùng vua Abimelech về vụ một giếng kia bị đầy tớ người chiếm đoạt. Vua Abimelech bèn nói rằng: Ta chẳng hay ai đã làm nên nông nổi đó. Chính ngươi chẳng cho ta hay trước. Ngày nay ta mới rõ đây mà thôi. Đoạn, Abraham bắt chiên và bò dâng cho vua Abimelech, rồi hai người kết ước cùng nhau. Abraham lựa để riêng ra 7 con chiên tơ trong bầy. Thì vua Abimelech hỏi rằng: Làm chi để 7 con chiên tơ đó riêng ra vậy? Đáp rằng: Xin vua hãy nhận lấy 7 con chiên tơ này mà chính tay tôi dâng cho, đặng làm chứng rằng tôi đã đào cái giếng này. Bởi cớ ấy nên họ đặt tên chỗ này là Be-er-sheba, vì tại đó hai người đều đã thề nguyện cùng nhau. Vậy hai người kết ước cùng nhau tại Be-er-sheba. Đoạn, vua Abimelech cùng quan tổng binh Phi-côn đứng dậy trở về xứ Philistin. Abraham trồng một cây me tại Be-er-sheba, và ở đó người cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời hằng hữu. Abraham trú ngụ lâu ngày tại xứ Philistin. Chương 22. Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng: Hỡi Abraham, người thưa rằng: Có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Qua đến ngày thứ ba, Abraham nhướng mắt lên, thấy nơi đó ở lối đằng xa, thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng: Hãy ở lại đây với con lừa. Ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai người. Abraham lấy củi về của lễ thiêu chất trên Isaac con mình, rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. Isaac bèn nói cùng Abraham cha mình rằng: Hỡi cha. Người đáp: Con ơi, cha đây. Isaac nói: Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu. Abraham rằng: Con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu. Rồi cả hai cha con cứ đồng đi. Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy. Tại đó Abraham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Isaac con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. Abraham bèn giơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Abraham, Abraham. Người thưa rằng: Có tôi đây. Thiên sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó, vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. Abraham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực sừng mắt trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. Abraham gọi chỗ đó là Jehovah Jireh. Bởi cớ ấy ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Jehovah sẽ có sắm sẵn.
Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu Abraham lần thứ nhì mà rằng, Đức Giê-hô-va phán rằng, vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi tức con một ngươi, thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng, sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như các bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Đoạn Abraham trở về nơi hai người đầy tớ. Họ đứng dậy đồng nhau đi về Beersheba. Abraham cứ ở tại Beersheba. Sau các việc đó, người ta thuật lại với Abraham tin này rằng, này, nàng Minca cũng sinh con cho em ngươi là Naco. Con trưởng nam là Uxơ, em trai là Buxơ, Kemuel, cha của Aram, Keshet, Haso, Findat, Yitlap và Betuel. Betuel là người sinh Rebecca. Minca sinh 8 người con trai đó cho Naco, em của Abraham. Còn người vợ nhỏ tên là Reuma cũng sinh con là Teba, Gaham, Tahach và Maaka. Chương 23. Sarah hưởng thọ được 127 tuổi. Ấy là bao nhiêu năm của đời Sarah? Sarah qua đời tại Kiriath Araba, tức là Hebron thuộc về xứ Canaan. Abraham đến chịu tang cho Sarah và than khóc người. Đoạn Abraham đứng dậy trước người chết mình và nói cùng dân họ hết rằng, ta là một khách kiều ngụ trong vòng các ngươi. Xin hãy cho một nơi mộ địa trong xứ các ngươi để chôn người thác của ta. Dân họ hết đáp rằng, lạy Chúa, xin hãy nghe chúng tôi. Giữa chúng tôi Chúa, tức một quân trưởng của Đức Chúa Trời, hãy chôn người chết của Chúa nơi mộ địa nào tốt hơn hết của chúng tôi. Trong bọn chúng tôi chẳng có ai tiếc mộ địa mình đặng chôn người chết của Chúa đâu. Abraham bèn đứng dậy sắp mình xuống trước mặt các dân của xứ, tức dân họ hết, mà nói rằng, nếu các ngươi bằng lòng cho chôn người chết ta, thì hãy nghe lời và cầu xin Ép-rôn con của Sô-ha dùm ta, đặng người nhượng cho ta hang đá mặt Bê-la ở về tận đầu đồng người, để lại cho đúng giá, hầu cho ta được trong vòng các ngươi một nơi mộ địa. Vả Ép-rôn người Hê-tít đang ngồi trong bọn dân họ hết, đáp lại cùng Abraham trước mặt dân họ hết vẫn nghe và trước mặt mọi người đến nơi cửa thành mà rằng, không, thưa Chúa, hãy nghe lời tôi. Hiện trước mặt dân tôi xin dâng cho Chúa cánh đồng và cũng dâng luôn cái hang đá ở trong đó nữa. Hãy chôn người chết của Chúa đi. Abraham sắp mình xuống trước mặt dân của xứ và nói lại cùng Ép-rôn hiện trước mặt dân của xứ đang nghe mà rằng, xin hãy nghe, ta trả giá tiền cái đồng, hãy nhận lấy đi thì ta mới chôn người chết ta. Ép-rôn đáp rằng, thưa Chúa, hãy nghe lời tôi. Một miếng đất giá đáng 400 siếc lơ bạc, mà tôi cùng Chúa thì có giá chi đâu, xin hãy chôn người chết của Chúa đi. Abraham nghe theo lời Ép-rôn, trước mặt dân họ hết, cân 400 siếc lơ bạc cho người là bạc thông dụng nơi các tay buôn bán. Vậy, cái đồng của Ép-rôn tại mặt Bê-la nằm ngang Mamre, nghĩa là cái đồng ruộng hang đá, các cây cối ở trong và chung quanh theo giới hạn đồng, đều trước mặt có các dân họ hết cùng mọi người đến cửa thành nhận chắc cho Abraham làm sản nghiệp. Sau các việc đó, Abraham chôn Sarah vợ mình trong hang đá của đồng mặt Bê-la nằm ngang Mamre tại Hebron thuộc về xứ Canaan. Đồng và hang đá đó đều có các người họ hết nhận chắc để lại cho Abraham dùng làm mộ địa. Chương 24. Vả Abraham đã già, tuổi đã cao, trong mọi việc Đức Giê-hô-va đã ban phước cho người. Abraham nói cùng người đầy tớ ở lâu hơn hết trong nhà mình, có quyền quản trị các gia tài mà rằng, xin hãy đặt tay lên đùi ta, và ta sẽ biểu ngươi chỉ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của trời và đất, mà thề rằng, ngươi không cưới một cô nào trong bọn con gái của dân Canaan, tức giữa dân ấy ta trú ngụ làm vợ cho con trai ta. Nhưng hãy đi về quê hương ta, trong vòng bà con ta, cưới một người vợ cho Isaac, con trai ta. Người đầy tớ thưa rằng, có lẽ người con gái không khứng theo tôi về xứ này. Vậy, có phải tôi dẫn con trai ông đến xứ mà ông đã ra đi khỏi chăng?
Abraham nói rằng, hãy cẩn thận, đừng dẫn con ta về xứ đó. Jehovah là Đức Chúa Trời trên trời, là đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và xứ sở ta, có phán và thề rằng, ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này. Chính Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi, và nơi đó ngươi hãy cưới một vợ cho con trai ta. Nếu người con gái không khứng theo, thì ngươi sẽ khỏi mắt lời của ta biểu ngươi thề, mà dẫu thế nào đi nữa, chớ đem con ta về chỗ đó. Đoạn, người đầy tớ để tay lên đùi Abraham chủ mình, và thề sẽ làm theo như lời người đã dặn biểu. Đoạn, người đầy tớ bắt 10 con lạc đà trong bầy của chủ mình, đem theo đủ các tài vật của chủ đã giao, rồi đứng dậy đi qua xứ Mesopotami đến thành của Naco. Người cho lạc đà nằm quỳ gối xuống nghỉ ở ngoài thành, gần bên một giếng kia. Và buổi chiều, đến giờ của những con gái ra đi xách nước. Người nói rằng, hỡi Jehovah Đức Chúa Trời của chủ Abraham tôi ơi, xin ngày nay cho tôi gặp điều mà tôi tìm kiếm và hãy làm ơn cho chủ Abraham tôi. Này, tôi đứng gần bên giếng này. Các con gái của dân trong thành sẽ ra đi xách nước. Xin cho người gái trẻ nào mà tôi nói như vậy, xin nàng hãy nghiêng bình cho tôi uống nhờ hớp nước, mà nàng trả lời rằng hãy uống đi rồi tôi sẽ cho các lạc đà ngươi uống nữa, là chính người mà Chúa đã định cho Isaac kẻ tôi tớ Ngài, và nhờ đó tôi sẽ biết rằng Chúa đã làm ơn cho chủ tôi vậy. Người đầy tớ chưa dứt lời, này, nàng Rebecca vác bình trên vai đi ra. Nàng là con gái của Betuel. Betuel là con trai của Minca, vợ Naco, em trai của Abraham. Người gái trẻ đó thật rất đẹp, còn đồng trinh chưa gả cho ai. Nàng xuống giếng nhận đầy bình nước rồi trở lên. Đầy tớ bèn chạy lại trước mặt nàng và nói rằng, xin hãy cho tôi uống một hớp nước trong bình. Nàng đáp rằng, thưa Chúa, hãy uống đi. Rồi nàng lật đật đỡ bình xuống tay và cho người uống. Khi đỡ cho người uống xong rồi, nàng lại tiếp rằng, tôi cũng sẽ xách cho mấy con lạc đà Chúa uống nữa. Chừng nào uống đã thì thôi. Nàng lật đật đổ nước bình ra máng, chạy xuống giếng xách nước thêm nữa cho hết thảy các con lạc đà uống. Còn người ngồi làm thinh mà nhìn nàng, để cho biết Đức Giê-hô-va làm thành công việc mình đi đây hay chăng. Khi lạc đà vừa thôi uống, người đầy tớ bèn lấy một khoanh vàng nặng được nửa siếc lơ và đôi xuyến nặng được 10 siếc lơ mà nói rằng, nàng là con ai, xin nói cho tôi biết, trong nhà cha nàng có chỗ nào cho tôi ở nghỉ ban đêm chăng? Nàng đáp rằng, tôi là con gái của Betuel, cháu nội của Minca và Naco. Rồi lại nói, nhà chúng tôi có nhiều rơm và cỏ và cũng có chỗ để cho ở nghỉ nữa. Người bèn cúi đầu và sắp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va mà nói rằng, đáng ngợi khen thay Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chủ Abraham tôi. Ngài chẳng ngớt thương xót và thành thực đối cùng chủ tôi. Khi đang đi, Đức Giê-hô-va dẫn dắt tôi đến nhà anh em của chủ tôi vậy. Người gái trẻ đó chạy về, thuật chuyện này lại cho nội nhà mẹ mình. Vả, nàng Rebecca có một anh tên là La-ban. La-ban chạy đến người đầy tớ đó ở gần bên giếng. Vừa thấy khoanh vàng và đôi xuyến nơi tay em gái mình và đã nghe chuyện Rebecca thuật lại rằng người này nói vậy, thì đi đến người đang đứng gần bên mấy con lạc đà ở nơi giếng nước mà thưa rằng, hỡi người đã được Đức Giê-hô-va ban phước, xin mời vào, sao đứng ngoài này vậy? Tôi đã sửa soạn nhà và dọn dẹp một nơi cho mấy con lạc đà rồi. Người đầy tớ bèn vào nhà. La-ban cỗi yên cho lạc đà, đem cỏ cùng rơm cho các thú đó, rồi lấy nước đằng rửa chân cho người đầy tớ và mấy kẻ đi theo. Đoạn, người nhà bày bữa và mời ăn. Nhưng người đầy tớ nói, không, tôi không ăn đâu, nếu chưa nói được những điều tôi cần phải nói. La-ban đáp rằng, hãy nói đi. Người bèn nói rằng, tôi là đầy tớ của Abraham. Đức Giê-hô-va đã ban phước cho chủ tôi bội phần trở nên thịnh vượng. Ngài cho chủ tôi chiên, bò, bạc, vàng, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa. Vả Sarah, vợ chủ tôi trở về già, có sinh một con trai cho người. Người đã giao gia tài mình lại hết cho con trai đó. Chủ tôi lại có bắt tôi thề rằng, ngươi chớ cưới cho con trai ta một người vợ nào trong bọn con gái của dân Canaan là xứ ta đang trú ngụ. Nhưng hãy về nhà cha ta, trong vòng bà con ta, mà cưới cho nó một người vợ tại đó.
tôi nói cùng chủ tôi rằng, có lẽ người con gái không khứng theo tôi về. Chủ đáp rằng, Đức Giê-hô-va là đấng ta phục sự sẽ sai thiên sứ theo ngươi, làm cho thành công việc ngươi đi. Và ngươi sẽ cưới cho con trai ta một người vợ trong vòng bà con ta, tại nhà cha ta. Vậy, nếu khi ngươi đi về bà con ta mà họ không khứng gả cho, thì ngươi sẽ được gỡ lời thề nặng của ngươi đã thề cùng ta đó. Ngày nay, khi đi đến giếng kia, tôi có cầu rằng, lạy Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chủ Abraham tôi, xin đói đến mà giúp công việc của tôi đi đây cho được thành. Này, tôi ngồi gần bên giếng này, cầu xin hễ người gái trẻ nào sẽ ra xách nước mà tôi nói cùng nàng rằng, xin cho tôi uống một hớp nước trong bình, mà sẽ trả lời rằng, hãy uống đi, rồi tôi sẽ xách nước cho các lạc đà ngươi uống nữa. Xin cho người gái trẻ đó là vợ mà Đức Giê-hô-va đã định cho con trai của chủ tôi. Chưa dứt lời thầm nguyện, bỗng đâu nàng Rebecca vác bình trên vai đi ra xuống giếng xách nước. Tôi nói với nàng rằng, xin cho tôi uống hớp nước. Nàng lật đật hạ bình trên vai xuống mà nói rằng, hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc đà ngươi uống nữa. Vậy, tôi có uống và nàng cũng có cho các lạc đà uống nữa. Tôi bèn hỏi nàng rằng, nàng là con gái ai? Nàng đáp, tôi là con gái của Bethuel, cháu nội của Naco và Minca. Tôi liền đeo cái khoanh nơi lỗ mũi và đôi xuyến vào tay nàng. Đoạn tôi cúi đầu và sắp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chủ Abraham tôi, mà đã dẫn tôi vào đường chính đáng để chọn được cho con trai người, con gái của em chủ tôi. Vậy, bây giờ, nếu các ông muốn lấy lòng tử tế và trung tín đối cùng chủ tôi, xin hãy tỏ điều đó cho. Dầu không, xin cũng nói cho biết, hầu cho tôi sẽ xây về bên hữu hay là về bên tả. La-ban và Bê-tu-ên đáp rằng, điều đó do nơi Đức Giê-hô-va mà ra. Chúng tôi đâu nói được cùng ngươi rằng quấy hay rằng phải. Kìa, Rebecca đang ở trước mặt ngươi. Hãy dẫn nó đi, để nó được làm vợ của con trai chủ ngươi, theo như lời Đức Giê-hô-va phán định. Đầy tớ của Abraham vừa nghe lời hai người nói xong, liền sắp mình xuống đất trước mặt Đức Giê-hô-va. Người lấy đồ trang sức bằng bạc, vàng và áo sống trao cho Rebecca, rồi cũng lấy các vật quý dâng cho anh và mẹ nàng. Đoạn, người đầy tớ cùng các người đi theo ngồi ăn uống rồi ngủ tại đó. Qua ngày sau, khi họ đã thức dậy, người đầy tớ nói rằng, xin hãy cho tôi trở về chủ. Nhưng anh và mẹ nàng nói rằng, hãy cho người gái trẻ ở lại cùng chúng tôi ít ngày nữa, đợi chừng 10 bữa rồi nó sẽ đi. Đầy tớ đáp rằng, xin chớ cầm tôi trễ lại, vì Đức Giê-hô-va có làm việc đi đường tôi được thành. Hãy cho tôi đi, trở về nhà chủ tôi. Họ đáp rằng, chúng ta hãy gọi người gái trẻ đó và hỏi ý nó ra sao. Bèn kêu Rebecca và nói rằng, con muốn đi cùng người này chăng? Nàng rằng, tôi muốn đi. Đoạn, họ cho Rebecca em gái mình và người vú của nàng đi về theo người đầy tớ của Abraham và các kẻ đi theo. Họ chúc phước cho Rebecca mà rằng, hỡi em gái chúng ta, chúc cho em được trở nên mẹ của ức triệu người và cho dòng dõi em được chiếm lấy cửa thành của quân nghịch. Rebecca và các đòi nàng đứng dậy lên cởi lạc đà, đi theo người đầy tớ đó. Vậy, người đầy tớ dẫn Rebecca đi. Bây giờ Isaac ở tại Nam Phương từ giếng La Chai Roi trở về. Lúc chiều, người đi ra ngoài đồng đặng suy ngẫm, nhướng mắt lên, kìa ngó thấy lạc đà đâu đi đến. Nàng Rebecca cũng nhướng mắt lên, bèn chợt thấy Isaac, liền nhảy xuống lạc đà và hỏi đầy tớ rằng, người ở đằng trước mặt tôi đi lại trong đồng đó là ai? Đầy tớ thưa rằng, ấy là chủ tôi đó. Nàng bèn lấy lúp che mặt lại. Rồi đầy tớ thuật cho Isaac nghe hết các việc mà mình đã làm. Isaac bèn dẫn Rebecca vào trại của Sarah mẹ mình, cưới làm vợ và yêu mến nàng. Vậy Isaac được giải phiền sau khi mẹ mình qua đời. Chương 25. Abraham cưới một người vợ khác tên là Keturah. Người sinh cho Abraham Simram, Yokchan, Medan, Madian, Yitbat và Suach. Yokchan sinh Sheba và Dedan. Con cháu của Dedan là họ Achurim,
họ Lê Tu Chim và họ Lê Ung Mim. Con trai của Madian là Epha, Ephe, Hanok, Abida và Enda. Các người trên đây đều là dòng dõi của Ketura. Abraham cho Isaac hết thảy gia tài mình, còn cho các con dòng thứ những tiền của. Rồi khi còn sống, người sai họ qua đông phương mà ở, cách xa con dòng chính là Isaac. Abraham hưởng thọ được 175 tuổi, người tuổi cao tác lớn và đã thỏa về đời mình, tắt hơi, được quy về nơi tổ tông. Hai con trai người, Isaac và Ismael, chôn người trong hang đá Macpela tại nơi đồng của Ephron, con trai Soha người Hethit, nằm ngang Mamre. Ấy là cái đồng mà lúc trước Abraham mua lại của dân họ Heth. Nơi đó họ chôn Abraham cùng Sarah, vợ người. Sau khi Abraham qua đời, Đức Giê-hô-va ban phước cho Isaac, con trai người. Isaac ở gần bên cái giếng La Chai Roi. Đây là dòng dõi của Ismael, con trai của Abraham, do nơi nàng Aga, người Egypto, con đòi của Sarah đã sinh. Và đây là tên các con trai của Ismael, sắp thứ tự theo ngày ra đời. Con trưởng nam của Ismael là Nebaioth, kế sau Keda, Akbeen, Mibosam, Mitma, Duma, Masa, Hada, Thema, Yethu, Naphit và Ketma. Đó là các con trai của Ismael và tên của họ tùy theo làng và nơi đóng trại mà đặt. Ấy là 12 vị công hầu trong dân tộc của họ. Ismael hưởng thọ được 137 tuổi rồi tắt hơi mà qua đời, được quy về nơi tổ tông. Dòng dõi người ở trước mặt anh em mình, từ Havila cho đến Sura, đối ngang Egypto chạy qua Assyria. Đây là dòng dõi của Isaac, con trai Abraham. Abraham sinh Isaac, và khi Isaac được 40 tuổi thì cưới Rebecca, con gái của Betuel và em gái của Laban, đều là dân Aram, ở tại xứ Phadan Aram. Isaac khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó nên cho Rebecca thọ thai. Nhưng vì thai đôi làm cho đụng nhau trong bụng thì nàng nói rằng: "Nếu quả thật vậy, cớ sao điều này xảy đến làm chi?" Đoạn nàng đi hỏi Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán rằng: "Hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra. Dân này mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ." Đến ngày nàng phải sinh nở, này hai đứa sinh đôi trong bụng nàng ra. Đứa ra trước đỏ hồng, lông cùng mình như một áo tơi lông, đặt tên là Ê-sau. Kế em nó lại ra sau, tay nắm lấy gót Ê-sau, nên đặt tên là Gia-cốp. Khi sinh hai đứa con này thì Isaac đã được 60 tuổi. Khi hai đứa trai này lớn lên thì Ê-sau trở nên một thợ săn giỏi, thường dong ruổi nơi đồng ruộng, còn Gia-cốp là người hiền lành cứ ở lại trại. Isaac yêu Ê-sau vì người có tính ưa ăn thịt rừng, nhưng Rebecca lại yêu Gia-cốp. Một ngày kia, Gia-cốp đang nấu canh, Ê-sau ở ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm, liền nói cùng Gia-cốp rằng: "Em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm." Bởi cớ ấy người ta gọi Ê-sau là Ê-đôm. Gia-cốp đáp rằng: "Nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi." Ê-sau đáp rằng: "Này, anh gần thác, quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi?" Gia-cốp đáp lại rằng: "Anh hãy thề trước đi." Người bèn thề. Vậy người bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp. Rồi Gia-cốp cho Ê-sau ăn bánh và canh phạn đậu. Ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. Vậy Ê-sau khinh quyền trưởng nam là thế. Chương 26. Trừ cơn đói kém thứ nhất trong đời Abraham, bây giờ tại xứ lại có một lần nữa. Isaac bèn đi đến Abimelech vua Philistin tại Gera. Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng:
chớ xuống xứ Ai Cập, hãy ở lại xứ mà ta sẽ chỉ cho. Hãy ngủ trong xứ này, ta sẽ ở cùng ngươi và ban phước cho ngươi. Vì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi các xứ này, và ta sẽ làm thành lời ta đã thề cùng Abraham cha ngươi. Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, sẽ cho họ các xứ này. Hết thảy dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Vì Abraham đã vâng lời ta và đã giữ điều ta phán dạy, lệnh, luật và lệ của ta. Vậy Isaac ở tại Gera. Bởi nàng Rebecca sắc sảo dung nhan, nên khi dân xứ đó hỏi thăm vợ người, thì người đáp rằng, ấy là em gái tôi. E khi nói ấy là vợ tôi, thì họ sẽ giết mình chăng? Vả, người ngụ tại xứ đó cũng đã lâu. Một ngày kia Abimelech, vua Philistin, ngó ngang qua cửa sổ, thấy Isaac đang giỡn chơi cùng Rebecca vợ người. Bèn đòi Isaac mà rằng, quả thật là vợ ngươi đó, sao có nói ấy là em gái tôi? Isaac đáp rằng, vì tôi có thầm nói, chớ khá vì nàng mà tôi phải bỏ mình. Abimelech hỏi, ngươi làm chi cho chúng ta vậy? Ngộ có một người dân đến nằm cùng vợ ngươi, ngươi làm cho chúng ta phải phạm tội. Abimelech bèn truyền lệnh cho cả dân chúng rằng, kẻ nào động đến người này hay là vợ người này thì sẽ bị xử tử. Isaac gieo hột giống trong xứ đó, năm ấy gặt được bội trăm phần vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. Người nên thịnh vượng, của cải càng ngày càng thêm cho đến đổi người trở nên rất lớn. Người có nhiều bầy chiên, bầy bò và tôi tớ rất đông. Bởi cơ ấy, dân Philistin đem lòng ganh ghẻ. Mấy cái giếng lúc trước đầy tớ của Abraham cha người đã đào, bây giờ đều bị dân Philistin lấp đất lại hết. Abimelech nói cùng Isaac rằng, hãy ra khỏi nơi ta, vì ngươi thịnh vượng hơn chúng ta bội phần. Vậy Isaac bỏ chốn này, đi đến đóng trại tại trũng Gera và ở đó. Isaac bèn đào lại mấy cái giếng người ta đã đào trong đời Abraham cha mình, mà bị dân Philistin lấp đất lại khi Abraham qua đời, và đặt tên mấy giếng đó như tên của cha mình đã đặt. Các đầy tớ của Isaac còn đào thêm giếng nơi trũng, gặp được một giếng nước mạch. Nhưng bọn chăn chiên Gera tranh giành cùng bọn chăn chiên của Isaac mà rằng, nước đó của chúng ta. Nên người đặt tên giếng này là Eshek, vì bọn chăn chiên đó có tranh giành cùng mình. Kế ấy, các đầy tớ đào một giếng khác thì bị tranh giành nhau nữa. Người đặt tên giếng này là Shitna. Đoạn, người bỏ chỗ đó đi đào một giếng khác. Về giếng này, họ không tranh giành nhau, nên người đặt tên là Rehoboth mà rằng, bây giờ Đức Giê-hô-va đã để cho chúng ta được ở rộng rãi, và ta sẽ đặng thịnh vượng trong xứ. Isaac ở đó đi, dời lên Be-e-sheba. Đêm đó Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng, ta là Đức Chúa Trời của Abraham cha ngươi, chớ sợ chi, ta ở cùng ngươi, sẽ ban phước cho và thêm dòng dõi ngươi, vì cớ Abraham là tôi tớ ta. Isaac lập một bàn thờ, cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va và đóng trại tại đó. Đoạn, các đầy tớ người đào một cái giếng tại nơi ấy. Vua Abimelech ở Gera đi đến viếng Isaac, có Ahusac bạn mình và Phi-côn quan tổng binh mình đi theo. Isaac bèn hỏi rằng, các người ghét tôi, đã đuổi tôi ra khỏi nơi mình, sao còn đi đến tôi mà chi? Chúng đáp rằng, chúng ta đã thấy rõ ràng Đức Giê-hô-va phù hộ người, nên nói với nhau rằng, phải có một lời thề giữa chúng tôi và người để chúng ta kết giao ước với người. Hãy thề rằng người chẳng bao giờ làm hại chúng tôi, như chúng tôi đã không động đến người, chỉ hậu đãi người và cho đi bình yên. Bây giờ người được Đức Giê-hô-va ban phước cho. Isaac bày một bữa tiệc, các người đồng ăn uống. Qua ngày sau, chúng dậy sớm lập lời thề với nhau, rồi Isaac đưa các người đó đi về bình yên. Cùng trong ngày đó, các đầy tớ của Isaac đến đem tin cho người hay về giếng họ đã đào rằng, chúng tôi đã thấy có nước.
Người bèn đặt tên cái giếng đó là Siba, vì cớ đó nên tên thành ấy là Beersheba cho đến ngày nay. Khi Esau được 40 tuổi, cưới Judith, con gái của Beeri người Hethit, và Bát-mát, con gái của Elon cũng người Hethit. Hai dâu đó là một sự cay đắng lòng cho Isaac và Rebecca. Chương 27. Bởi Isaac đã già, mắt làng chẳng thấy được nữa, bèn gọi Esau con trưởng nam mà rằng: "Hỡi con." Esau thưa rằng: "Có con đây." Người bèn nói rằng: "Này, cha đã già rồi, chẳng biết ngày nào phải chết. Vậy bây giờ, cha xin con hãy lấy khí giới, ống tên và cung con ra đồng săn thịt rừng cho cha, dọn một món ngon tùy theo cha sở thích, rồi dâng lên cho cha ăn, đặng linh hồn cha chúc phước cho con trước khi chết." Và đang khi Isaac nói cùng Esau con trai mình, thì Rebecca có nghe. Esau bèn ra đồng săn thịt rừng đặng đem về cho cha. Rebecca nói cùng Jacob con trai mình rằng: "Này, mẹ có nghe cha nói cùng Esau anh con và dặn rằng: hãy đem thịt rừng về cho cha, dọn một món ngon cha ăn, đặng trước khi qua đời, cha sẽ chúc phước cho con trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy con ơi, bây giờ hãy nghe mẹ và làm theo lời mẹ biểu. Hãy ra ngoài bầy, bắt hai dê con tốt, rồi mẹ sẽ dọn cho cha con một món ngon tùy theo người sở thích. Con sẽ đem cho cha ăn, đặng người chúc phước con trước khi qua đời." Jacob thưa lại cùng mẹ rằng: "Thưa mẹ, Esau anh con có lông, còn con lại không. Có lẽ cha sẽ rờ mình chăng, coi con như kẻ phỉnh gạt, thì con chát lấy cho mình sự rủa sả, chứ chẳng phải sự chúc phước đâu." Mẹ đáp rằng: "Con ơi, xin sự rủa sả đó để cho mẹ chịu. Hãy cứ nghe lời mẹ ra bắt hai dê con." Vậy Jacob đi bắt hai dê con đem lại cho mẹ làm món ngon tùy theo cha sở thích. Đoạn Rebecca lấy quần áo tốt nhất của Esau con trưởng nam sẵn để trong nhà mà mặc vào cho Jacob con út mình. Rồi người lấy da dê con bao hai tay và cổ, vì tay và cổ Jacob không có lông. Rebecca bèn để món ngon và bánh của mình đã dọn vào tay con út mình. Jacob bưng đến cha mình và nói rằng: "Thưa cha." Isaac đáp: "Có cha đây, con là đứa nào đó?" Jacob thưa: "Tôi là Esau, con trưởng nam của cha. Con đã làm theo lời cha dặn biểu. Xin cha dậy, ngồi ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha sẽ chúc phước cho con." Isaac hỏi rằng: "Sao con đi săn được mau thế?" Thưa rằng: "Ấy nhờ Jehovah Đức Chúa Trời của cha xui tôi gặp mau vậy." Isaac nói cùng Jacob rằng: "Hỡi con, hãy lại gần, đặng cha rờ thử xem có phải là Esau, con của cha chăng." Jacob bèn lại gần Isaac, người rờ và nói rằng: "Tiếng nói thì của Jacob, còn hai tay lại của Esau. Người chẳng nhận biết đặng vì hai tay cũng có lông như của anh là Esau. Vậy Isaac chúc phước cho." Người lại hỏi rằng: "Ấy con thật là Esau, con trai ta phải chăng?" Jacob thưa: "Phải, con đây." Isaac bèn nói: "Hãy dọn cho cha ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha chúc phước cho con." Jacob dọn cho người ăn, cũng có đem rượu cho người uống nữa. Rồi Isaac cha người nói rằng: "Hỡi con, hãy lại gần và hôn cha." Jacob bèn lại gần và hôn người. Isaac đánh mùi thơm của áo con, liền chúc phước cho và nói rằng: "Này, mùi hương của con ta khác nào mùi hương của cánh đồng mà Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. Cầu xin Đức Chúa Trời cho con sương móc trên trời xuống, được màu mỡ của đất và dư dật lúa mì cùng rượu. Muôn dân phải phục con, các nước phải quỳ lại trước mặt con. Hãy được quyền chủ các anh em, các con trai của mẹ con phải quỳ lại trước mặt con. Ai rủa sả con sẽ bị rủa sả lại, ai cầu phước cho con sẽ được ban phước lại." Vừa khi Isaac chúc phước cho Jacob xong và vừa khi Jacob lui ra khỏi nơi cha mình, thì Esau anh người đi săn trở về.
Người cũng dọn một món ngon, dâng lên cho cha và thưa rằng, xin dậy, ngồi ăn thịt săn của con trai cha, đặng linh hồn cha chúc phước cho con. Isaac, cha người hỏi, con là đứa nào? Thưa rằng, tôi là Esau, con trưởng nam của cha. Isaac lấy làm cảm động quá đỗi mà nói rằng, vậy còn đứa nào đã săn thịt rừng và đã dâng lên cho cha đó? Trước khi con về, cha đã ăn hết rồi và chúc phước cho nó lại sẽ được ban phước vậy. Vừa nghe dứt lời cha, thì Esau la lên một tiếng rất lớn và rất thảm thiết mà thưa cùng cha rằng, cha ơi, xin hãy chúc phước cho con luôn nữa. Nhưng Isaac lại đáp, em con đã dùng mưu kế đến cướp sự chúc phước của con rồi. Esau liền nói rằng, có phải vì người ta gọi nó là Jacob mà nó hai lần chiếm lấy vị tôi rồi chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam tôi và lại bây giờ còn chiếm sự phước lành của tôi nữa. Tiếp rằng, cha chẳng có dành sự chúc phước chi cho tôi sao? Isaac đáp rằng, này, cha đã lập nó lên làm chủ con, đã cho các anh em làm tôi nó, và đã dự bị lúa mì và rượu cho nó. Vậy cha sẽ làm chi cho con đây? Esau thưa rằng, cha ơi, cha chỉ có sự chúc phước đó thôi sao? Hãy chúc phước cho con với cha. Rồi Esau cất tiếng lên khóc. Isaac cha người đáp rằng, này, nơi con ở sẽ thiếu màu mỡ của đất, cùng sương mắt trên trời xa xuống. Con sẽ nhờ gươm mới được sống và làm tôi tớ cho em con. Xong, khi con lưu lạc rày đó mai đây, sẽ bẻ cái ách của em trên cổ con vậy. Esau trở lòng ghét Jacob vì cớ cha mình chúc phước cho người, bèn nói thầm trong lòng rằng, ngày tang của cha đã hầu gần, vậy ta sẽ giết Jacob em ta đi. Họ đem lời Esau con lớn thuật lại cùng Rebecca, thì người sai gọi Jacob con út mình mà nói rằng, này Esau, anh con toan giết con để báo thù. Vậy bây giờ hỡi con, hãy nghe lời mẹ, đứng dậy, chạy trốn qua nhà La-ban cậu con tại Charan và hãy ở cùng người ít lâu, cho đến lúc nào cơn giận của anh con qua hết. Khi cơn giận anh con bỏ qua rồi và nó quên việc con đã gây nên với nó, thì mẹ sẽ biểu con về. Có lẽ đâu mẹ phải chịu mất cả hai đứa trong một ngày ư? Rebecca nói cùng Isaac rằng, tôi đã chán, không muốn sống nữa vì cớ mấy con gái họ hết. Nếu Jacob cưới một trong mấy con gái họ hết mà làm vợ, tức một người con gái trong xứ như các đứa đó, thôi, tôi còn sống mà chi. Chương 28. Isaac bèn gọi Jacob chúc phước cho và dặn rằng, con chớ chọn một người vợ nào hết trong bọn con gái Canaan. Hãy đứng dậy đi qua xứ Pha-đan Aram tại nhà Bê-tu-ên ông ngoại con và cưới ở đó một người vợ trong các con gái của La-ban là cậu con. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng ban phước cho con, làm con sinh sản thêm nhiều và trở nên một đám dân đông. Cầu xin Ngài ban cho con và dòng dõi con phước lành của Abraham, hầu cho xứ con đã kiều ngụ sẽ làm sản nghiệp cho con, tức xứ Ngài đã ban cho Abraham. Rồi Isaac sai Jacob đi qua xứ Pha-đan Aram đến nhà La-ban con trai Bê-tu-ên vốn người Aram, lại là anh của Rebecca, mẹ của Jacob và Esau. Esau thấy Isaac đã chúc phước cho Jacob và sai đi qua xứ Pha-đan Aram đặng cưới vợ, và trong lúc đương chúc phước có dặn rằng chớ cưới vợ trong bọn con gái Canaan, lại đã thấy Jacob vâng lời cha mẹ đi qua xứ Pha-đan Aram đó, thì biết rằng bọn con gái Canaan không vừa ý Isaac cha mình, nên người bạn đi đến nhà Ismael, ngoài hai người vợ đã có rồi, cưới thêm nàng Mahalat, con gái của Ismael, cháu nội của Abraham và em của Nebaioth. Jacob từ Beersheba đi đến Charan, tới một chỗ kia mặt trời đã khuất thì qua đêm tại đó. Người lấy một hòn đá làm gối đầu và nằm ngủ tại đó. Bèn chiêm bao thấy một cái thang bắc từ dưới đất đầu đến tận trời. Các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó. Này,
Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Y-sác. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đương nằm ngủ đây. Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. Này, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Gia-cốp thức giấc nói rằng: Thật Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây mà tôi không biết. Người bắt sợ và nói rằng: Chốn này đáng kinh khủng thay, đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời. Người dậy sớm, lấy hòn đá của mình dùng gối đầu, dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu lên trên chót trụ đó, rồi đặt tên chốn này là Bê-tên, còn nguyên khi trước tên thành là Lu-sơ. Gia-cốp bèn khấn vái rằng: Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn áo mặc, và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi. Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, và tôi sẽ nộp lại cho Ngài 1/10 mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi. Chương 29. Đoạn Gia-cốp lên đường, đi đến xứ của dân Đông Phương. Người nhìn xem, thấy một cái giếng trong đồng ruộng, gần đó có 3 bầy chiên nằm nghỉ, vì nơi này là chốn người ta cho các bầy chiên uống nước. Hòn đá đậy trên miệng giếng rất lớn. Các bầy chiên đều hiệp lại đó, rồi họ lăn hòn đá trên miệng giếng ra, cho các bầy uống nước, đoạn lăn đá lại chỗ cũ đậy trên miệng giếng. Gia-cốp hỏi mấy tay chăn chiên rằng: Hỡi các anh ở đâu đây? Bọn đó đáp rằng: Chúng tôi ở Charan đến. Người hỏi: Các anh có biết La-ban, con trai Na-cô chăng? Đáp rằng: Chúng tôi biết. Lại hỏi: Người đó được mạnh giỏi chăng? Đáp rằng: Người vẫn được mạnh giỏi, và này Ra-chên, con gái người, đương đi đến cùng bầy chiên kia. Người nói: Này, trời hãy còn sớm, chưa phải là giờ nhóm hiệp các súc vật. Vậy các anh hãy cho bầy chiên uống nước, rồi thả đi ăn lại đi. Đáp rằng: Chúng tôi làm như vậy chẳng được, phải đợi các bầy hiệp lại đủ hết rồi, bây giờ mới lăn hòn đá trên miệng giếng ra cho bầy uống nước được. Và đang lúc người còn nói chuyện cùng bọn đó thì Ra-chên dắt bầy chiên của cha nàng đến, vì nàng vốn là người chăn chiên. Khi vừa thấy Ra-chên con gái La-ban cậu mình, thì người liền lại gần lăn hòn đá ra khỏi miệng giếng cho bầy chiên của La-ban cậu mình uống nước. Gia-cốp hôn Ra-chên, cất tiếng lên khóc, rồi nói cho nàng biết rằng mình là bà con với cha nàng, tức con trai của Rebecca. Nàng bèn chạy về thuật lại cho cha hay. Vừa khi nghe nói Gia-cốp con trai của em gái mình, thì La-ban chạy đến trước mặt người, ôm choàng lấy mà hôn, rồi mời vào nhà. Gia-cốp thuật lại cho La-ban nghe các việc đã xảy qua. La-ban bèn đáp rằng: Thật vậy, cháu là cốt nhục của cậu. Rồi Gia-cốp ở 1 tháng cùng cậu. Đoạn La-ban nói cùng Gia-cốp rằng: Vì cớ cháu là bà con của cậu, cháu giúp công không cho cậu thôi sao? Tiền công bao nhiêu hãy nói cho cậu biết. Vả La-ban có 2 con gái, con lớn tên là Lê-a, con nhỏ tên là Ra-chên. Mắt Lê-a yếu, còn Ra-chên hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. Gia-cốp yêu Ra-chên nên nói rằng: Vì nàng Ra-chên, con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong 7 năm. La-ban trả lời rằng: Thà cậu gả nó cho cháu hơn là gả cho một người khác, hãy ở với cậu. Vậy Gia-cốp vì Ra-chên phải giúp việc trong 7 năm, nhưng bởi yêu nàng nên coi 7 năm bằng chừng đôi 3 bữa. Kế đó Gia-cốp nói cùng La-ban rằng: Hạn tôi đã mãn rồi, đâu, xin cậu hãy giao vợ tôi lại đặng tôi đến gần cùng nàng. La-ban bèn mời các người trong xóm bày 1 bữa tiệc. Đến chiều tối bắt Lê-a, con gái mình đưa cho Gia-cốp, rồi chàng đến cùng nàng. La-ban lại cắt con đòi Sin-ba theo hầu Lê-a, con gái mình. Sáng bữa sau mới biết là nàng Lê-a,
Thì Gia-cốp hỏi La-ban rằng, cậu đã đãi tôi cách chi vậy? Có phải vì Ra-chên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lừa gạt tôi? La-ban đáp rằng, phong tục ở đây chẳng phải được gả em út trước rồi chị cả sao? Hãy ở với đứa này trọn một tuần đi, rồi ta sẽ gả luôn đứa kia cho. Về đứa kia, cháu phải giúp công cho cậu thêm 7 năm nữa. Gia-cốp theo lời, ở cùng Lê-a trọn một tuần, rồi La-ban gả Ra-chên con gái mình cho chàng, và cắt con đòi Bi-la theo hầu Ra-chên con gái mình. Gia-cốp đi lại cùng Ra-chên, thương yêu nàng hơn Lê-a. Vậy, người ở giúp việc nhà La-ban thêm 7 năm nữa. Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng sinh sản, còn Ra-chên lại son sẻ. Lê-a thọ thai, sinh một con trai, đặt tên là Ru-bên, vì nói rằng, Đức Giê-hô-va đã thấy sự cực khổ tôi. Bây giờ, chồng sẽ yêu mến tôi. Nàng thọ thai nữa và sinh một con trai, đặt tên là Si-mê-ôn, vì nói rằng, Đức Giê-hô-va có nghe biết tôi bị ghét, nên cho thêm đứa này. Nàng thọ thai nữa và sinh một con trai, nàng rằng, lần này chồng sẽ dính díu cùng tôi, vì tôi đã sinh cho người 3 con trai, bởi có đó đặt tên là Lê-vi. Nàng thọ thai nữa, sinh một con trai và nói rằng, lần này tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì cớ ấy đặt tên là Giu-đa. Đoạn nàng thôi thai nghén. Chương 30. Ra-chên thấy mình chẳng sinh con cho Gia-cốp thì đem lòng ghen ghét chị, nói cùng Gia-cốp rằng, hãy cho tôi có con, bằng không tôi chết. Gia-cốp nổi giận cùng Ra-chên mà rằng, há ta được thay quyền Đức Giê-hô-va mà không cho ngươi sinh sản sao? Ra-chên rằng, này con đòi Bi-la của tôi, hãy lại cùng nó, hầu cho nó sinh đẻ thay cho tôi, đặng phần tôi bởi nó cũng có con nữa. Vậy, Ra-chên đưa Bi-la làm hầu Gia-cốp và người đi lại cùng nàng. Bi-la thọ thai, sinh một con trai cho Gia-cốp. Ra-chên rằng, Đức Chúa Trời đã xét tôi công bình nhậm lời tôi nên cho tôi một con trai. Vì cớ ấy, nàng đặt tên đứa trai đó là Đan. Bi-la, con đòi của Ra-chên thọ thai nữa và sinh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp. Ra-chên rằng, tôi đã hết sức chống cự với chị tôi và tôi được thắng. Vì cớ ấy, nàng đặt tên đứa trai này là Nephtali. Lê-a thấy mình thôi sinh sản, bèn bắt Sinh-ba con đòi mình làm hầu cho Gia-cốp. Sinh-ba, con đòi của Lê-a sinh một con trai cho Gia-cốp. Lê-a rằng, phước biết dường bao, rồi đặt tên đứa trai đó là Gác. Sinh-ba, con đòi của Lê-a sinh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp, thì Lê-a rằng, tôi lấy làm vui mừng dường bao, vì các con gái sẽ xưng ta được phước. Nàng bèn đặt tên đứa trai đó là A-xe. Nhằm mùa gặt lúa mì, Ru-bên đi ra đồng, gặp được những trái phong già, đem về dâng cho Lê-a mẹ mình. Ra-chên bèn nói cùng Lê-a rằng, xin chị hãy cho tôi những trái phong già của con chị đó. Đáp rằng, cướp chồng tao há là một việc nhỏ sao, nên mày còn muốn lấy trái phong già của con trai tao nữa. Ra-chên rằng, ừ thôi, chồng ta hãy ở cùng chị tối đêm nay, đổi cho trái phong già của con chị đó. Đến chiều, Gia-cốp ở ngoài đồng về, thì Lê-a đến trước mặt người mà nói rằng, chàng hãy lại cùng tôi, vì tôi đã dùng trái phong già của con tôi chịu thuê được chàng. Vậy đêm đó người lại nằm cùng nàng. Đức Chúa Trời nhậm lời Lê-a, nàng thọ thai và sinh cho Gia-cốp một con trai thứ năm. Nàng rằng, Đức Chúa Trời đã đền công tôi, vì cớ tôi đã trao con đòi cho chồng. Vậy, nàng đặt tên đứa con trai đó là Isaka. Lê-a thọ thai nữa sinh một con trai thứ sáu cho Gia-cốp, bèn nói rằng, Đức Chúa Trời ban cho tôi một vật quý báu. Lần này chồng sẽ ở cùng tôi, vì đã sinh cho người 6 con trai rồi. Nàng đặt tên đứa con trai này là Sa-bu-lôn. Kế đó, nàng sinh một con gái, đặt tên là Dina. Đức Chúa Trời nhớ lại Ra-chên, bèn nhậm lời và cho nàng sinh sản. Nàng thọ thai, sinh một con trai mà rằng, Đức Chúa Trời đã rửa sự xấu hổ cho tôi rồi, bèn đặt tên đứa trai đó là Joseph. Lại nói rằng, cầu xin Đức Giê-hô-va thêm cho một con trai nữa.
Khi Rachin đã sinh Joseph, thì Jacob thưa cùng Laban rằng: Xin cậu cho tôi thôi, đặng trở về quê hương tôi. Xin giao vợ và con lại cho tôi, mà tôi đã được vì cớ giúp cậu để tôi đi. Bởi cậu cũng biết rằng tôi đã giúp công việc cho cậu thế nào. Laban đáp rằng: Ước gì cậu được nhờ ơn cháu. Cậu cũng đoán rõ ràng Đức Giê-hô-va đã vì cháu mà ban phước cho cậu vậy. Lại nói rằng: Cháu hãy định công giá cháu đi, rồi cậu sẽ trả cho. Jacob đáp: Cậu biết tôi giúp đỡ cậu thế nào, và về tay tôi bày súc vật cậu được ra sao. Trước khi tôi đến, súc vật của cậu thật ít, nhưng từ khi tôi đến ở thì thêm nhiều quá bội. Đức Giê-hô-va đã ban phước cho cậu từ khi tôi bước chân vào nhà này. Bây giờ biết chừng nào tôi sẽ được lo việc nhà tôi. Laban rằng: Cậu sẽ cho cháu cái gì bây giờ? Đáp rằng: Sẽ chẳng cho tôi chi cả. Nếu thuận theo lời này thì tôi sẽ cho ăn và chăn bầy súc vật của cậu nữa. Ngày nay tôi sẽ đi kiểm soát các bầy chiên và bầy dê của cậu. Trong bầy chiên bầy dê, hễ con nào có rằn có đốm cùng chiên sắc đen thì tôi sẽ để riêng ra. Ấy sẽ là phần công giá của tôi đó. Một mai cậu đi xem xét công giá tôi, thì lòng ngay thẳng tôi sẽ làm chứng trước mặt cậu. Hễ ở về phần bên tôi, các con dê nào không có rằn và đốm, các chiên con nào không có sắc đen thì sẽ cho là ăn cắp. Laban đáp: Ừ thôi, được như lời cháu nói. Chính ngày đó, Laban liền để riêng các dê đực có sọc, có đốm, các dê cái có rằn, có đốm, các vật nào có đếm trắng và các chiên con có sắc đen giao cho mấy con trai mình, rồi để Jacob cùng mình ở cách xa nhau chừng 3 ngày đường. Jacob bèn chăn bầy súc vật của Laban chỉ còn lại. Đoạn, Jacob lấy nhành bạch dương, nhành bồ đào và nhành bá tiên tươi, lột vỏ để bày lằn da trắng ở trong ra. Người để những nhành đã lột vỏ trong máng trước mặt con chiên, là nơi các thú đó đến uống. Khi đến uống nước thì con chiên có giao hiệp nhau. Các con chiên ngó thấy những nhành đó mà giao hiệp nhau, thì sinh chiên con có sọc, có rằn và có đốm. Jacob để riêng chiên con ra, rồi để chiên cái trong bầy của Laban trước mặt các con có sọc và có sắc đen. Nhưng bầy mình thì riêng ra, không để gần bầy của Laban. Vả, mọi lần các con chiên mạnh mập giao hiệp, thì Jacob để các nhành đó dưới mắt trong máng uống nước, đặng chúng nó đối nhành mà giao hiệp cùng nhau. Nhưng khi nào con chiên gầy ốm, thì người không để nhành như vậy. Thế thì các chiên con gầy ốm để về phần Laban, còn chiên con mạnh mập lại về phần Jacob. Vậy người trở nên rất giàu, có nhiều bầy súc vật, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa. Chương 31. Jacob được nghe lời các con Laban nói rằng: Jacob đã lấy hết gia tài cha ta, và vì nhờ của cha ta nên mới được giàu có dường ấy. Jacob cũng để ý coi nét mặt cậu, nhận biết rằng người chẳng đối ở với mình như trước nữa. Đức Giê-hô-va phán cùng Jacob rằng: Hãy trở về xứ của tổ phụ ngươi, chốn bà con ngươi, ta sẽ phù hộ ngươi. Jacob bèn sai người gọi Ra-chin và Lê-a đến nơi cầm bầy súc vật của mình ngoài đồng và nói cùng họ rằng: Ta thấy sắc mặt cha hai ngươi đối cùng ta chẳng còn như trước nữa. Nhưng nhờ Đức Chúa Trời của cha ta phù hộ ta. Chính hai ngươi cũng biết rằng ta đã giúp cha hai ngươi hết sức, còn cha hai ngươi lại khinh bạc và 10 lần thay đổi công giá ta. Nhưng Đức Chúa Trời không cho phép người làm hại ta chút nào. Khi người dạy rằng các con chiên có đốm dùng làm công giá ngươi, quả các con chiên đều sinh con ra có đốm. Còn nếu dạy rằng các con chiên có sọc dùng làm công giá ngươi, quả các con chiên đều sinh con ra có sọc. Thế thì Đức Chúa Trời đã bắt súc vật của cha hai ngươi cho ta đó. Đang trong lúc chiên giao hiệp nhau, ta nhướng mắt lên, chiêm bao thấy các chiên đực đang giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có rằn và có đốm.
Thiên sứ Đức Chúa Trời phán cùng ta trong mộng rằng: Hỡi Gia-cốp, ta bèn thưa: Có tôi đây. Thiên sứ rằng: Hãy nhướng mắt lên mà nhìn, hết thảy chiên đực đang giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có răng và có đốm, vì ta đã thấy cách La-ban ăn ở cùng ngươi rồi. Ta đây là Đức Chúa Trời của Bê-tên, tức nơi ngươi đã thoa dầu đầu cây trụ và đã khấn vái ta. Bây giờ hãy đứng dậy ra khỏi xứ này và trở về xứ của bà con ngươi. Ra-chên và Lê-a đáp cùng người mà rằng: Chúng tôi còn một phần chi hay là cơ nghiệp chi nơi nhà cha chúng tôi chăng? Vì người đã gả bán chúng tôi và ăn xài hết tiền bạc bán nữa. Há người chẳng đã chúng tôi như người dân ư? Các tài vật mà Đức Chúa Trời đoạt nơi tay cha chúng tôi, tức là của chúng tôi và của con cái chúng tôi. Vậy bây giờ, chàng hãy làm theo mọi lời Đức Chúa Trời đã phán dạy. Gia-cốp bèn đứng dậy, đỡ vợ và con lên lưng lạc đà, dẫn hết thảy súc vật và của cải mình, tức súc vật mình đã gây dựng ở Phadan Aram, đặng trở về cùng Isaac cha mình ở Canaan. Trong lúc La-ban mắc đi hớt lông chiên người, thì Ra-chên ăn cắp các pho tượng thờ trong nhà của cha mình. Gia-cốp gạt La-ban vì không nói rằng mình muốn đi trốn. Vậy người đứng dậy đem theo hết thảy tài vật mình, trốn đi ngang qua sông, thẳng tuốt về núi Ga-la-át. Đến ngày thứ ba, người ta học lại cùng La-ban rằng Gia-cốp đã trốn đi rồi. Người bèn đem các anh em mình đuổi theo Gia-cốp trong 7 ngày đường và theo kịp tại núi Ga-la-át. Nhưng trong cơn chiêm bao lúc ban đêm, Đức Chúa Trời đến cùng La-ban người A-ram mà phán rằng: Dầu lành dầu dữ, thế nào ngươi khá giữ mình đừng nói chi cùng Gia-cốp hết. Vậy La-ban theo kịp Gia-cốp. Vả Gia-cốp đang đóng trại trên núi, La-ban và các anh em người cũng đóng trại trên núi Ga-la-át. La-ban nói cùng Gia-cốp rằng: Cháu đã làm chi vậy? Cháu đã gạt cậu và dẫn mấy đứa gái cậu như phu tù giặc. Sao trốn nhẹm, gạt và không cho cậu hay trước? Có lẽ cậu đưa đi rất vui vẻ, tiếng hát, tiếng đàn và tiếng trống phụ đưa. Cháu làm cách dại dột vậy, không để cho cậu hôn con trai và con gái cậu. Tay cậu có đủ quyền làm hại cháu, nhưng Đức Chúa Trời của cha cháu đã mách bảo cùng cậu tối hôm qua rằng: Dầu lành dầu dữ, ngươi khá giữ mình đừng nói chi cùng Gia-cốp hết. Bây giờ vì lòng cháu mong mỏi về nhà cha cháu nên đã ra đi, nhưng cớ sao cháu lại ăn cắp các pho tượng cậu? Gia-cốp đáp rằng: Vì cớ tôi e cậu bắt hai người con gái lại chăng, nhưng tìm nơi ai được các pho tượng của cậu thì ai đó sẽ bị chết đi. Tại trước mặt các anh em chúng ta, cậu hãy kiểm soát các món nơi tôi đi và hãy lấy vật chi thuộc về cậu. Vả Gia-cốp vốn không hay rằng Ra-chên đã trộm mấy pho tượng đó. Vậy La-ban vào trại Gia-cốp, trại Lê-a, trại hai người đòi, chẳng tìm được chi cả. Đoạn ở trại Lê-a bước ra, đi vào trại Ra-chên. Vả Ra-chên có lấy mấy pho tượng đó giấu dưới bành lạc đà, rồi ngồi lên trên. La-ban soát lục khắp trại, chẳng gặp pho tượng. Nàng bèn thưa cùng cha rằng: Vì trong mình con có việc riêng của đàn bà nên đứng dậy rước chẳng được, xin Chúa chớ giận con chi hết. Người kiếm nhưng chẳng thấy pho tượng đâu hết. Gia-cốp bèn nổi giận, rầy lộn cùng La-ban mà rằng: Tôi có án gì, tội gì mà cậu hầm hầm đuổi theo như vậy? Cậu đã soát lục các đồ hành lý tôi, có kiếm được món chi thuộc về nhà cậu chăng? Hãy đem món đó ra trước mặt anh em tôi cùng anh em cậu đặng họ đoán xét đôi ta. Kìa, đã 20 năm tôi ăn ở nơi nhà cậu, chiên cùng dê cậu nào có sảo thai và tôi chẳng hề ăn thịt chiên đực của bầy cậu bao giờ. Cũng chẳng hề đem về cho cậu một con nào bị xé, bằng có chính tôi chịu đền đó thôi. Cậu cứ đòi luôn những con bị ăn cắp ban ngày và ăn trộm ban đêm. Ban ngày tôi chịu nắng nồng, ban đêm chịu lạnh lùng, ngủ nào có an giấc được đâu. Đó, trong 20 năm tôi ở tại nhà cậu là thế, trong 14 năm giúp việc để được hai con gái cậu và 6 năm đặng lãnh lấy bầy súc vật của cậu,
mà cậu lại còn thay đổi 10 lần công giá tôi. Nếu Đức Chúa Trời của cha tôi, Đức Chúa Trời của Abraham là đấng mà Isaac kính sợ, không phù hộ tôi, chắc bây giờ cậu đuổi tôi ra tay không? Đức Chúa Trời đã xem thấy nỗi đau khổ tôi cùng công việc hai tay tôi làm, nên đêm qua Ngài đã xét công bình rồi đó. Laban đáp cùng Gia-cốp mà rằng, các đứa gái này là con của cậu, các đứa trẻ này là trẻ của cậu, các bầy súc vật tức là bầy của cậu và các vật chi cháu thấy được tức của cậu hết. Ngày nay, cậu sẽ làm chi được cùng các con gái hay là các cháu cậu đó? Vậy bây giờ, hè, chúng ta kết ước cùng nhau để dùng làm chứng cho cậu và cháu. Gia-cốp lấy một hòn đá, dựng đứng lên làm trụ và nói cùng các anh em mình rằng, hãy lượm góp đá lại. Chúng bèn góp đá lại, chất thành một đống, rồi ngồi lên trên ăn bữa. Laban đặt tên đống đá đó là Iega Shahaduta, còn Gia-cốp kêu là Galet. Laban nói rằng, đống đá này ngày nay làm chứng cho cậu và cháu đó, cho nên chúng gọi là Galet, mà cũng có gọi là Mít-ba, vì Laban có nói thêm rằng, khi chúng ta phân cách nhau, cầu xin Đức Giê-hô-va coi sóc cậu và cháu. Nếu cháu hành hạ các con gái cậu, nếu cưới vợ khác nữa, thì hãy giữ mình. Chẳng phải người thường soi xét ta đâu, bèn là Đức Chúa Trời làm chứng cho chúng ta vậy. Laban lại nói cùng Gia-cốp rằng, này đống đá, này cây trụ mà cậu đã dựng lên giữa cậu và cháu đây. Đống đá này và cây trụ này làm chứng rằng cậu chẳng qua khỏi đây, đi đến nơi cháu, và cháu cũng chẳng vượt khỏi đây, đi đến nơi cậu, trong khi có ý muốn làm hại nhau. Cầu xin Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Na-cô, Đức Chúa Trời của cha các người đó, đoán xét cho chúng ta. Gia-cốp chỉ đấng của Isaac cha mình kính sợ mà thề. Đoạn, người dân một của lễ tại trên núi và mời các anh em mình dùng bánh. Vậy, chúng dùng bánh rồi ở ban đêm trên núi. La-ban dậy sớm, hôn các con trai và các con gái mình, và chúc phước cho, rồi đi trở về nhà mình. Chương 32. Gia-cốp cứ đi đường, có thiên sứ Đức Chúa Trời gặp người. Khi Gia-cốp thấy các vị này, nói rằng, ấy là trại quân của Đức Chúa Trời, nên người đặt tên chỗ đó là Mahanaim. Gia-cốp sai sứ giả đến trước cùng Ê-sau anh mình, ở trong xứ Se-i-rơ, thuộc về địa phận Ê-đôm. Người bèn dặn rằng, các ngươi hãy thưa cùng Ê-sau chúa ta như vậy. Gia-cốp, kẻ tôi tới chúa, có nói như vậy rằng, tôi đã ở ngụ tại nhà La-ban đến ngày nay, có bò, lừa, chiên, tôi trai, tớ gái. Vậy, xin sai đi nói cho chúa hay trước, hầu cho nhờ được ơn trước mặt chúa tôi. Các sứ giả trở về, nói cùng Gia-cốp rằng, chúng tôi đã đi đến Ê-sau anh của chủ. Này, người đang đem 400 người đến để rước chủ. Gia-cốp rất sợ hãi và sầu não, bèn chia các dân đi theo cùng các bầy chiên, bò, lạc đà ra làm hai đội mà rằng, nếu Ê-sau đến hãm đánh một trong hai đội, thì đội còn lại sẽ thoát được. Đoạn Gia-cốp cầu rằng, hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ Abraham tôi, Đức Chúa Trời của cha Isaac tôi, tức là Đức Giê-hô-va, Ngài có phán dạy tôi rằng, hãy trở về xứ ngươi và nơi bà con ngươi, rồi ta sẽ làm ơn cho ngươi. Tôi lấy làm hèn mọn, không đáng chịu các ân huệ và các điều thành thực mà Ngài đã làm cho kẻ tôi tớ Ngài. Vì lúc trước khi qua sông Giô-đan chỉ có cây gậy tôi, mà ngày nay tôi lại trở nên hai đội quân này. Vậy, cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu tôi khỏi tay Ê-sau anh tôi, vì e người đến đánh tôi và đánh luôn mẹ với con nữa. Vả Ngài có nói rằng, quả thật vậy, ta sẽ làm ơn cho ngươi và làm cho dòng dõi ngươi đông như cát bãi biển. Người ta sẽ không biết sao đếm được vì đông đúc quá. Người ở ban đêm tại đó lấy các vật có hiện trong tay để làm một của lễ dâng cho Ê-sau anh mình là 200 dê cái và 20 dê đực, 200 chiên cái và 20 chiên đực, 30 lạc đà cái có con đang bú,
40 bò cái và 10 bò đực, 20 lừa cái và 10 lừa con. Rồi giao mỗi bầy riêng ra nơi tay đầy tớ mình và dặn rằng, các ngươi hãy đi trước ta và dẫn bầy này cách một khoảng đến bầy kia. Người dặn tên dẫn bầy đi trước hết như vậy. Khi Ê-sau anh ta gặp và hỏi ngươi rằng, ngươi ở với ai, đi đâu và bầy súc vật trước mặt ngươi đó thuộc về ai, thì hãy thưa rằng, của Gia-cốp, kẻ tôi tới Chúa, ấy là một lễ gửi dân cho Ê-sau Chúa tôi, và này, chính mình người đang theo sau. Gia-cốp cũng dặn y lời cho tên dẫn bầy thứ nhì, thứ ba và hết thảy người theo coi chừng các bầy, và lại nói, khi gặp Ê-sau, các ngươi hãy nhớ lời đó và nói như vậy. Này, Gia-cốp, kẻ tôi tớ Chúa đang theo sau chúng tôi. Vì người thầm nghĩ rằng, mình đem lễ này dâng trước cho Ê-sau nguôi giận đã, rồi mình sẽ giáp mặt sau. Có lẽ người tiếp rước mình một cách thuận hiệp đó. Vậy, lễ này đem đi trước, còn người đêm đó ở lại trại. Ban đêm, người thức dậy, dẫn hai vợ, hai tin đòi và 11 đứa con mình đi qua rạch Gia Bốc. Người đem họ qua rạch và hết thảy của cải mình qua nữa. Vả, một mình Gia-cốp ở lại, thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp. Xương hông liền trặc trong khi vật lộn. Người đó bèn nói, trời đã rạng đông rồi, thôi để cho ta đi. Nhưng Gia-cốp đáp rằng, tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi. Người đó hỏi, tên ngươi là chi? Đáp rằng, tên tôi là Gia-cốp. Người lại nói, tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Israel, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng. Gia-cốp hỏi, xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng, làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người này ban phước cho Gia-cốp tại đó. Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên vì nói rằng, tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Khi qua nơi Phê-ni-ên, thấy mặt trời mọc rồi và người đi dẹo cẳng. Bởi cơ đó, cho đến ngày nay, dân Israel chẳng bao giờ ăn gân bắp vế của lối xương hông, vì người đó có đánh vào xương hông Gia-cốp, nơi gân của bắp vế. Chương 33. Gia-cốp nhướng mắt lên và nhìn, kìa Ê-sau dẫn 400 người đi đến. Người bèn chia các con cho Lê-a, Ra-chên và cho hai tên đòi. Sắp hai tên đòi và con cái họ ở trước, kế đến Lê-a và con cái nàng. Ra-chên cùng Joseph ở sau chót. Còn người thì đi trước họ và sắp mình xuống đất 7 lần, cho đến khi tới gần anh mình. Nhưng Ê-sau chạy đến trước mặt người, ôm choàng cổ mà hôn, rồi hai anh em đều khóc. Đoạn Ê-sau nhướng mắt lên, thấy mấy người đàn bà và con cái thì hỏi rằng, các người mà em có đó là ai? Đáp rằng, ấy là con cái mà Đức Chúa Trời đã cho kẻ tôi tớ anh. Hai tên đòi và con cái họ lại gần người, sấp mình xuống. Lê-a và các con cái nàng cũng lại gần, sấp mình xuống. Đoạn Ra-chin và Joseph lại gần và sấp mình xuống. Ê-sau hỏi, toán quân anh đã gặp đi trước đó em tính làm chi? Đáp rằng, ấy để nhờ được ơn trước mặt Chúa tôi. Ê-sau nói, hỡi em, anh đã được đủ rồi. Vậy, hãy lấy lại vật chi của em đi. Thưa rằng, xin anh không, nếu em được ơn trước mặt anh, hãy nhậm lấy lễ vật bởi tay em làm ra đi. Vì em thấy được mặt anh, khác nào người ta thấy được mặt Đức Chúa Trời. Và anh đã đẹp lòng tiếp rước em. Xin anh hãy nhậm lấy lễ vật em đã dâng cho anh, vì Đức Chúa Trời cho em đầy dẫy ân huệ và em có đủ hết. Người này xin Ê-sau quá, đến đổi phải chịu nhậm lấy. Ê-sau nói, hè, ta hãy lên đường, anh sẽ đi trước em. Gia-cốp đáp, Chúa biết rằng các đứa trẻ yếu lắm, và em lại mắc coi chừng chiên và bò cái đang có con bú. Nếu ép đi mau chỉ trong một ngày, chắc cả bầy phải chết hết. Xin Chúa hãy đi trước kẻ tôi tới Chúa, còn tôi sẽ đi tới chậm chậm theo bước một của súc vật đi trước và của các trẻ, cho đến chừng nào tới nhà Chúa
tại xứ Seir. Esau nói, vậy anh xin để lại cùng em một vài người tùy tùng của anh. Jacob đáp rằng, chi vậy, miễn em được nhờ ơn trước mặt Chúa thôi. Nổi ngày đó, Esau bắt đường trở về Seir. Jacob đi đến Sukkot, bèn cất một nhà cho mình ở và mấy cái lều cho súc vật, cho nên họ đặt tên chốn này là Sukkot. Jacob ở xứ Phadan Aram đến thành Shechem thuộc về xứ Canaan được bình an, người đóng trại trước thành. Bèn mua miếng đất chỗ người đóng trại giá 100 miếng bạc của con Hemo cha Shechem. Nơi đó người lập một bàn thờ, đặt tên là En Ohe Israel. Chương 34. Nàng Dina, con gái của Lea, xin cho Jacob đi ra thăm bọn con gái của xứ đó. Shechem, con trai Hemo người Hevit, hoàng tử xứ đó, thấy nàng thì cướp đi, nằm với nàng và làm điếm nhục nàng. Tâm hồn chàng vấn vít cùng Dina, con gái Jacob, thương mến con gái tơ đó, lấy lời ngon ngọt nói cùng nàng. Shechem nói cùng Hemo cha mình rằng, hãy cho tôi con gái này làm vợ. Vả Jacob hay được rằng chàng làm hư danh giá Dina con gái mình. Nhưng các con trai mình mắc ở ngoài đồng cùng súc vật, nên người làm thinh đến khi họ trở về. Lúc đó Hemo cha Shechem đến cùng Jacob đặng nói chuyện cùng người. Các con trai Jacob ở ngoài đồng trở về, vừa hay được việc ấy bèn nổi nóng và giận lắm vì việc ô danh mà Shechem đã xui cho họ Israel nằm cùng con gái của Jacob là việc chẳng bao giờ nên làm. Hemo nói cùng họ rằng, tâm hồn Shechem con trai tôi đã gian díu cùng con gái các ông, xin hãy gả nàng cho nó làm vợ. Hãy kết sư gia cùng nhau, các ông gả con gái cho chúng tôi rồi cưới các con gái chúng tôi lại. Hãy ở cùng chúng tôi, xứ sẵn dành cho các ông, hãy ở buôn bán và dựng cơ nghiệp tại đó. Shechem thưa cùng cha và các anh em của người con gái rằng, xin cho tôi được ơn trước mặt các ông, và điều chi các ông nói, tôi xin nạp cho. Xin hãy đòi một lễ cưới cho lớn, xính nghi cho cao, tôi xin nạp theo y lời các ông nói. Nhưng hãy gả con gái đó cho tôi làm vợ. Các con trai Jacob đáp lại cùng Shechem và Hemo cha chàng, cùng dùng mưu nói chuyện với họ, vì Shechem đã làm mất danh giá của Dina em gái mình. Các người ấy nói rằng, gả em gái chúng tôi cho ai chẳng chịu phép cắt bì, ấy là một việc chúng tôi làm không được, vì sẽ là một nỗi nhuốc nha cho chúng tôi vậy. Chúng tôi sẽ nhậm lời các ông được, là khi nào các ông trở nên giống như chúng tôi, tức là mọi người nam chịu phép cắt bì. Vậy, chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho các ông, và sẽ cưới con gái các ông lại. Đoạn, ta sẽ ở chung nhau, thành ra một dân mà thôi. Còn nếu không khứng nghe theo lời, và không chịu phép cắt bì, thì chúng tôi bắt con gái lại và đi ở nơi khác. Bao nhiêu lời họ nói làm cho đẹp dạ Hemo và Shechem con trai người. Chàng trẻ tuổi đó không ngần ngại các việc họ đã định, vì con gái của Jacob đẹp lòng chàng. Vả, chàng đây là một người quý trọng hơn mọi người trong nhà cha mình. Vậy, Hemo và Shechem con trai người đi đến cửa thành mình, nói cùng dân trong thành như vậy. Các người đó ăn ở hòa thuận giữa vòng chúng ta. Vậy, cho họ ở trong xứ đặng buôn bán. Này, xứ cũng rộng cho họ ở. Chúng ta sẽ cưới con gái họ làm vợ và gả các con gái chúng ta lại. Nhưng họ bằng lòng ở cùng chúng ta đặng thành một dân, miễn khi nào các người nam trong bọn mình phải chịu phép cắt bì, chính như mọi người nam của họ vậy. Thế thì, há rằng các súc vật, các tài sản và các bầy của họ sẽ chẳng thuộc về chúng ta sao? Thôi, ta hãy nhận theo họ điều đó đi, để họ ở chung cùng chúng ta. Mọi người đi ra cửa thành mình đều nghe theo lời Hemo và Shechem, con trai người, và hết thảy người nam đi ra cửa thành mình đều chịu phép cắt bì. Đến ngày thứ ba, khi mọi người đang đau đớn, thì hai con trai Jacob là Simeon và Levi, anh nàng Dina, cầm mỗi người một thanh gươm, thừa khi ai nấy yên ổn xông vào thành giết hết thảy người nam. Hai người lại lấy gươm giết Hemo và Shechem con trai người, đem nàng Dina ra khỏi nhà Shechem rồi đi. Vì cớ họ làm mất danh giá em gái mình, nên các con trai Jacob xông vào những xác chết và phá cướp thành.
bắt các bầy chiên, bò, lừa cùng vật chi trong thành và ngoài đồng, cướp đem đi hết tài vật, các con trẻ và đàn bà cùng mọi vật chi ở trong nhà vậy. Gia-cốp bèn nói cùng Simeon và Lê-vi rằng: Bay xưa cho tao bối rối, làm cho dân xứ này là người Canaan và người Phê-rê-xít oán ghét tao vậy. Tao đây chỉ có ít người, nếu họ hiệp lại đánh tao thì chắc tao và nội nhà đều bị tàn hại. Đáp rằng: Chúng tôi nỡ chịu người ta đãi em gái chúng tôi như con đĩ sao? Chương 35. Đức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp rằng: Hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng hiện ra cùng ngươi đang lúc chạy trốn khỏi Ê-sau anh ngươi. Gia-cốp bèn nói cùng vợ con và mọi kẻ đi theo mình rằng: Hãy dẹp các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch và thay áo sống đi. Đoạn chúng ta hãy trỗi dậy đi đến Bê-tên. Nơi đó ta sẽ lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm và đã phù hộ ta trong khi đi đường. Họ bèn đưa cho Gia-cốp các tượng thần ngoại bang của mình và các vòng đeo nơi tai, rồi người chôn mấy vật đó dưới gốc cây giả bột gần thành Si-chem. Đoạn chúng khởi hành. Đức Chúa Trời bèn giáng sự kinh hãi cho các thành ở chung quanh đó, nên họ chẳng dám đuổi theo các con trai của Gia-cốp. Gia-cốp cùng mọi kẻ đi theo đến tại Lu-sơ là thành Bê-tên, thuộc về xứ Ca-na-an. Người lập tại đó một bàn thờ, đặt tên chốn này En-Bê-tên, vì là nơi Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng người trong lúc chạy trốn khỏi anh mình. Khi đó Deborah, mụ vú của Rebecca qua đời, được chôn thân dưới thành Bê-tên tại gốc giả bột, nhưng đó người ta gọi là cây Alon Ba-cúc. Khi ở xứ Phadan Aram đến, Đức Chúa Trời lại hiện ra cùng Gia-cốp nữa, ban phước cho người và phán rằng: Tên ngươi là Gia-cốp, sau này sẽ chẳng gọi Gia-cốp nữa, nhưng sẽ đặt là Israel. Rồi Ngài đặt tên người là Israel. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy sinh sản và thêm nhiều. Một dân cho đến nhiều dân đều sẽ do nơi ngươi mà sinh, cùng các vua sẽ do nơi mình ngươi mà ra. Xứ ta đã cho Abraham và Isaac, thì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi. Đức Chúa Trời bèn ngự lên khỏi nơi Ngài đã phán cùng Gia-cốp. Ngươi dựng một cây trụ đá tại nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình, dâng lễ quán và tưới dầu vào. Đoạn Gia-cốp đặt tên nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình là Bê-tên. Ở từ Bê-tên đi, họ còn cách Ê-phơ-rát chừng vài thôi đường, thì Ra-chên sinh nở. Việc sinh nở của người thật đau đớn. Trong khi khó sinh, bà mụ nói rằng: Đừng sợ chi, vì nàng còn một con trai nữa. Vả, bởi Ra-chên gần trút linh hồn, vì đang cơn hấp hối, nên người đặt đứa con trai đó tên là Benoni, còn cha nó lại đặt tên là Benjamin. Vậy Ra-chên qua đời, được chôn bên con đường đi về Ê-phơ-rát, tức là Bethlehem. Gia-cốp dựng một mộ bia, ấy là mộ bia của Ra-chên, đến ngày nay hãy còn di tích. Kế đó, Israel đi đóng trại ở ngoài nơi tháp Ê-đê. Vả nhằm khi Israel ngủ tại xứ này, thì Ruben có đến nằm cùng Bila, vợ lẽ của cha mình. Israel hay được việc đó. Vả Gia-cốp có được 12 con trai. Con của Lea là Ruben, trưởng nam của Gia-cốp. Kế nữa là Simeon, Levi, Juda, Issachar và Sabulon. Con của Ra-chên là Joseph và Benjamin. Con của Bila đòi của Ra-chên là Dan và Nephtali. Và con của Sinba đòi của Lea là Gác và A-xe. Ấy đó là các con trai của Gia-cốp sinh tại xứ Phadan Aram. Gia-cốp đến cùng Isaac cha mình ở Mamre tại thành Kiriath Araba, tức là Hebron, nơi Abraham và Isaac đã kiều ngụ. Isaac hưởng thọ được 180 tuổi, người tuổi cao tác lớn, thỏa mãn về đời mình, tắt hơi, được về cùng tổ phụ. Ê-sau và Gia-cốp, hai con trai, chôn người. Chương 36. Đây là dòng dõi của Ê-sau, tức là Ê-đôm vậy. Ê-sau,
cưới các vợ trong bọn con gái xứ Canaan là Ada, con gái Elon người Hethit, Oholibama, con gái Anna, cháu ngoại của Sibeon người Hevit, cùng Bát-mát, con gái Ismael và là em gái của Nebaioth. Ada sinh Elipha cho Esau, Bát-mát sanh Reuen, còn Oholibama sanh Jeúc, Gia-lam và Cora. Ấy đó là các con trai của Esau sinh tại xứ Canaan. Esau dẫn các vợ, con trai, con gái mình, mọi người nhà, các bầy chiên lục súc và tài vật mình đã gây dựng tại xứ Canaan dời qua xứ khác, cách xa Jacob em mình. Vả vì cớ hai anh em của cải nhiều, bầy súc vật đông, xứ đang kiều ngụ không đủ đất dùng nữa, nên ở chung nhau chẳng được. Vậy Esau, tức là Edom, ở trên núi Seir. Đây là dòng dõi Esau, tổ phụ dân Edom, ở trên núi Seir. Đây là tên các con trai Esau. Ada vợ người sinh Elipha. Bát-mát cũng vợ người sinh Reuen. Con trai của Elipha là Thema, Oma, Sepho, Gatham và Kena. Thimna, vợ lẽ Elipha, con trai của Esau, sinh Amalek cho người. Đó là cháu của Ada vợ Esau. Còn đây là con trai của Reuen, Nahat, Seret, Shamma và Mitsa. Ấy là các cháu của Bát-mát, cũng vợ Esau. Và mấy người này là con trai của Oholibama, vợ của Esau, con gái Anna, cháu ngoại Sibeon. Nàng sinh cho Esau Jeúc, Gia-lam và Cora. Đây là các trưởng tộc trong vòng con cháu Esau. Các con trai Elipha, con trưởng nam của Esau, là trưởng tộc Theman, trưởng tộc Oma, trưởng tộc Sepho, trưởng tộc Kena, trưởng tộc Cora, trưởng tộc Gatham và trưởng tộc Amalek. Đó là các trưởng tộc do nơi Elipha sinh tại xứ Edom và là các cháu của Ada. Đây là các con trai của Reuen con Esau, trưởng tộc Nahat, trưởng tộc Seret, trưởng tộc Shamma và trưởng tộc Mitsa. Đó là các trưởng tộc do nơi Reuen sinh ra tại xứ Edom và là các cháu của Bát-mát. Đây là các con trai của Oholibama vợ Esau, trưởng tộc Jeúc, trưởng tộc Gia-lam và trưởng tộc Cora. Đó là mấy trưởng tộc do Oholibama vợ Esau, con gái của Anna sinh ra. Ấy là các con trai của Esau, tức là Edom, và đó là mấy trưởng tộc của họ. Đây là các con trai của Seir người Horit, thuở xưa ở tại xứ đó. Lothan, Soban, Sibeon, Anna, Dishon, Exe và Dishan. Đó là mấy con trai của Seir trưởng tộc dân Horit ở tại xứ Edom. Các con trai của Lothan là Hori và Heman, còn Thimna là em gái Lothan. Đây là các con trai của Soban, Anvan, Manahat, Eban, Shepho và Onam. Đây là các con trai của Sibeon, Aya và Anna. Ấy là Anna có tìm đặng suối nước sôi nơi đồng vắng, trong khi chăn lừa cho Sibeon cha nàng. Đây là con gái của Anna, Dishon và Oholibama con gái người. Đây là con trai của Dishon, Hemdan, Edban, Yitran và Keran. Đây là con trai của Exe, Binhan, Savan và Akan. Đây là con trai của Dishan, Ukser và Aran. Còn đây là các trưởng tộc dân Horit, trưởng tộc Lothan, trưởng tộc Soban, trưởng tộc Sibeon, trưởng tộc Anna, trưởng tộc Dishon, trưởng tộc Exe và trưởng tộc Dishan. Đó là các trưởng tộc của dân Horit ở tại xứ Seir. Trước khi dân Israel chưa có một vua nào cai trị, thì đây là các vua trị vì xứ Edom. Bela, con trai Beo trị vì xứ Edom, tên thành người là Dinhaba. Vua Bela băng, Yobab, con trai Seret, người Bokra lên kế vị. Vua Yobab băng, Husam, người xứ Theman lên kế vị. Vua Husam băng, Hadad, con trai Bedad lên kế vị. Ấy là vua này đánh thắng dân Madian tại đồng Moab và tên thành người là Avit. Vua Hadad băng, Samla, người Marika lên kế vị. Vua Samla băng, Sauler, người Rehoboth,
ở trên mé sông lên kế vị. Vua Sao Lơ Băng, Ba Anh Hanang, con trai Ạc Bồ lên kế vị. Vua Ba Anh Hanang Băng, Hada lên kế vị. Tên thành người là Ba U, vợ người là Mehetabeen, con gái của Margaret, cháu ngoại Mesahab. Đây là các trưởng tộc do nơi Esau sinh ra, kể theo chi tộc, địa hạt và tên mình. Trưởng tộc Thimna, trưởng tộc Anva, trưởng tộc Yehet, trưởng tộc Oholibama, trưởng tộc Ela, trưởng tộc Phinon, trưởng tộc Kena, trưởng tộc Theman, trưởng tộc Mepsa, trưởng tộc Magdien và trưởng tộc Iram. Đó là các trưởng tộc của Edom tùy theo nhà ở trong xứ của họ. Tổ phụ của dân Edom là Esau. Chương 37. Jacob ở tại xứ của cha mình đã kiều ngụ là xứ Canaan. Đây là chuyện dòng dõi của Jacob. Joseph tuổi 17, chăn chiên với các anh mình. Người đi kết bạn cùng con của Bila và con của Sinba, hai vợ cha mình. Joseph thuật lại với cha các chuyện xấu của họ nói. Và Israel thương yêu Joseph hơn những con trai khác vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc. Các anh thấy cha thương Joseph hơn bọn mình, bèn sinh lòng ganh ghét, chẳng có thể lấy lời tử tế nói cùng chàng được. Joseph có nằm chiêm bao, thuật lại cho các anh mình nghe, họ càng thêm ganh ghét nữa. Người nói rằng tôi có điềm chiêm bao, xin các anh hãy nghe tôi thuật. Chúng ta đang ở ngoài đồng bó lúa. Này, bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến ở chung quanh sắp mình xuống trước bó lúa tôi. Các anh người bèn đáp rằng, vậy mày sẽ cai trị chúng ta sao? Mày sẽ hành quyền trên chúng ta sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa, vì điềm chiêm bao và lời nói của chàng. Joseph lại nằm chiêm bao nữa, thuật cùng các anh mình rằng, tôi còn có một điềm chiêm bao nữa. Này, mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều sắp mình xuống trước mặt tôi. Chàng thuật chiêm bao đó lại cho cha và các anh mình nghe. Nhưng cha chàng quở mà hỏi rằng, điềm chiêm bao của mày đó có nghĩa chi? Có phải tao, mẹ và các anh mày để phải đến sắp mình xuống đất trước mặt mày chăng? Các anh lấy làm ganh ghét chàng, còn cha lại ghi nhớ lấy điều đó. Các anh chàng đi chăn chiên của cha tại Shechem. Israel nói cùng Joseph rằng, các anh con có chăn bầy chiên tại Shechem chăng? Lại đây, đặng cha sai con đi đến chúng nó. Joseph đáp rằng, có con đây. Israel biểu rằng, con hãy đi xem thử các anh con ra sao và các bầy chiên thế nào, rồi đem tin về cho cha hay. Vậy, từ trũng Hebron, người sai Joseph đi đến Shechem. Có một người gặp chàng đi lạc trong đồng ruộng liền hỏi và nói cùng chàng rằng, ngươi tìm chi? Đáp rằng, tôi tìm các anh tôi, xin hãy chỉ dùm tôi, họ chăn bầy chiên nơi nào. Người nói, các anh ngươi ở đây đi rồi, vì tôi có nghe họ nói rằng, ta hãy đi đến Đô Ta In. Vậy Joseph đi tìm các anh mình, gặp được tại Đô Ta In. Các anh thấy chàng đi ở đằng xa chưa đến gần, thì đã lập mưu để giết chàng. Chúng bèn nói nhau rằng, kìa, thằng nằm mộng đến kia. Bây giờ nào, chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái hố nước nào đó. Đoạn ta sẽ nói rằng, nó đã bị thú rừng xé ăn, rồi sẽ xem các điềm chiêm bao của nó ra sao. Ruben nghe qua lời đó liền giải cứu chàng ra khỏi tay các anh mà rằng, chúng ta đừng giết chết nó. Lại tiếp, chúng ta chớ nên làm đổ máu ra. Hãy liệng nó trong cái hố nước nơi đồng vắng kia và đừng tra tay vào mình nó. Người nói vậy, có ý muốn giải cứu chàng khỏi tay họ để trả chàng về cùng cha mình. Vừa khi Joseph đến gần các anh, họ bèn lột áo chàng là áo có nhiều sắc đang mặc trong mình, rồi bắt chàng đem quăng trong hố nước. Vả hố khô cạn, chẳng có nước. Đoạn, họ ngồi lại ăn. Nhướng mắt lên chợt thấy một đoàn dân Ismael ở phía Galaad đi đến. Trên lưng lạc đà, họ chở đầy thuốc thơm, nhũ hương và một dược đang đem đi đến xứ Ai Cập. Giu-đa bèn nói cùng các anh em rằng, giết em ta mà giấu máu nó có dùng cho ta được việc chi? Hè, hãy đem bán nó cho dân Ismael và đừng tra tay vào mình nó, vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta.
các anh em đều nghe theo lời người nói. Và khi những lái buôn Madian đi ngang qua, các anh kéo Joseph lên khỏi hố nước rồi bán chàng giá 20 miếng bạc cho dân Ismael đem qua xứ Egypto. Ruben trở lại hố, này Joseph đâu mất rồi, bèn xé áo mình. Trở lại nơi các em mình mà nói rằng, ôi đứa trẻ đâu mất rồi, còn tôi sẽ đi đâu? Các anh giết một con dê đực, rồi lấy áo Joseph nhúng vào trong máu. Đoạn gửi cái áo nhiều sắc đó đem về cho cha mình và dặn nói rằng, đây là vật chúng tôi đã kiếm được. Vậy xin hãy nhìn coi, có phải áo của con trai cha chăng? Jacob nhìn và nói rằng, ấy là áo của con trai ta đó, một thú dữ đã xé cấu nó. Quả thật Joseph đã bị phân thây rồi. Người xé quần áo mình ra, lấy bao quấn ngang hông và để tang lâu ngày cho con trai mình. Hết thảy con trai, con gái hiệp lại an ủi người, nhưng không chịu, bèn nói rằng, ta để tang luôn xuống chốn âm phủ cùng con ta. Ấy đó, cha Joseph khóc than chàng như vậy. Các lái buôn Madian đem Joseph đến xứ Egypto, bán cho Potiphar, quan thị vệ của Pharaon. Chương 38. Trong lúc đó, Juda lìa xa các anh em mình, đến ở cùng một người Adulam tên là Hira. Tại đó, Juda thấy con gái của một người Canaan tên là Shua, bèn cưới làm vợ và ăn ở cùng nàng. Nàng thọ thai, sinh được một con trai, đặt tên là Ere. Nàng thọ thai nữa, sinh được một con trai, đặt tên là Onan. Lại sinh thêm một con trai, đặt tên là Shela. Và lúc vợ sinh sản, thì Juda ngủ tại Kê-xíp. Juda cưới cho Ere, con trưởng nam một người vợ tên là Tama. Nhưng Ere độc ác trước mặt Đức Giê-hô-va nên ngài giết người đi. Juda bèn biểu Onan rằng, con hãy lại gần vợ anh con, kết bạn cùng nàng như em chồng, đặng nối dòng dõi cho anh. Onan biết rằng dòng dõi này sẽ chẳng thuộc về mình, nên đang khi đến cùng nàng thì làm rơi rớt xuống đất để đừng sinh dòng dõi cho anh. Nhưng điều người làm vậy không đẹp lòng Đức Giê-hô-va, nên ngài cũng giết người luôn đi. Đoạn, Juda biểu Tama dâu mình rằng, hãy về ở quá bên nhà cha con, cho đến chừng nào Shela con trai cha sẽ trở nên khôn lớn. Vì người nói rằng, chúng ta hãy coi chừng, e khi nó cũng chết như hai anh nó chăng. Tama bèn đi về ở nhà cha mình. Ngày qua, tháng lại, con gái của Shua, vợ Juda qua đời. Khi đã nguôi lòng, thì Juda đi cùng bạn là Hira người Adulam lên đến nơi mấy thợ hớt lông chiên mình tại Thimna. Người ta cho nàng Tama hay điều đó mà rằng, này, ông gia ngươi đi lên Thimna đặng hớt lông chiên. Nàng bèn cởi áo quá bụa mình ra, lấy lúp che mặt và bao phủ mình lại, rồi ngồi trước cửa thành Enanim bên con đường đi về Thimna. Làm vậy là vì nàng đã thấy Sê-la khôn lớn rồi, nhưng họ không gả mình cho chàng làm vợ. Juda thấy nàng, cho là một kỵ nữ vì nàng che mặt, bèn lại gần mà nói rằng, hãy cho ta đến cùng nàng, vì có người không biết nàng là dâu mình. Nàng đáp rằng, người sẽ cho tôi món chi đặng đi đến cùng tôi? Đáp rằng, ta sẽ gửi cho nàng một con dê con của bầy ta. Nàng hỏi, người sẽ cho tôi một của chi làm tin, cho đến chừng nào sẽ gửi con dê? Đáp rằng, ta sẽ cho nàng của chi làm tin bây giờ. Nàng đáp, con dấu dây và cây gậy của người đang cầm nơi tay. Người liền cho đi lại cùng nàng. Nàng thọ thai vì người vậy. Đoạn nàng đứng dậy mà đi, cởi lúp ra và mặc quần áo quá bụa lại. Juda cậy bạn Adulam mình đem cho con dê con đặng chuột mấy vật tin nơi tay người đàn bà này, nhưng tìm nàng chẳng thấy. Bạn bèn hỏi dân tại nơi nàng ở rằng, người kỵ nữ khi trước ở ngoài đường nơi cửa thành Enaim đâu rồi? Họ đáp rằng, ở đây chẳng có một kỵ nữ nào hết. Bạn bèn trở về Juda mà rằng, tôi kiếm nàng không đặng, và dân nơi đó có nói ở đây chẳng có một kỵ nữ nào. Juda rằng, này, tôi đã gửi dê con đến mà bạn tìm chẳng thấy nàng. Vậy, để cho nàng giữ lấy của tin đó,
chẳng nên gây điều nhơ nhuốc cho chúng ta. Cách chừng 3 tháng sau, người ta có học lại cùng Giu-đa rằng Tama, dâu ngươi, đã làm kỵ nữ và vì nông nổi đó nàng đã hoang thai. Giu-đa đáp, hãy đem nó ra thiêu đi. Đang khi người ta đem nàng ra, thì nàng sai đến nói cùng ông gia rằng, xin cha hãy nhìn lại con dấu, dây và gậy này là của ai? Tôi thọ thai do nơi người mà có các vật này. Giu-đa nhìn biết mấy món đó bèn nói rằng, nàng phải hơn ta, vì ta không đưa Sê-la con trai ta cho nàng. Đoạn người không ăn ở cùng nàng nữa. Đến kỳ sinh nở, nầy trong bụng nàng có thai đôi. Đang lúc sinh nở, một trong hai đứa đưa tay ra trước. Bà mụ bắt lấy tay, buộc một sợi chỉ điều và nói rằng, đứa này ra trước. Nhưng nó rút tay vào, thì đây anh nó lại ra. Bà mụ nói rằng, mày tông rách giường này. Họ đặt tên là Phê-rết. Kế em nó ra sau là đứa nơi tay có sợi chỉ điều. Và họ đặt tên là Sê-rách. Chương 39. Vả Giô-sép bị đem qua xứ Ai-díp-tô thì Phô-ti-pha, người bản xứ, làm quan thị vệ của Pha-ra-ôn, mua chàng nơi tay dân Ít-ma-ên đã dẫn đến. Giô-sép ở trong nhà chủ mình là người Ai-díp-tô, được Đức Giê-hô-va phù hộ nên thạnh lợi luôn. Chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều được thịnh vượng. Vậy, Giô-sép được ơn trước mặt chủ mình. Chủ cắt chàng hầu việc, đặt cai quản cửa nhà và phó của cải mình cho chàng hết. Từ khi người đặt Giô-sép cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Đức Giê-hô-va vì Giô-sép ban phước cho nhà người. Sự ban phước của Đức Giê-hô-va bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà hoặc ngoài đồng. Người giao hết của cải mình cho Giô-sép coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần vật thực của mình ăn mà thôi. Vả Giô-sép hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Sau các việc này, vợ chủ đưa mắt cùng Giô-sép mà nói rằng, hãy lại nằm cùng ta. Chàng từ chối và đáp rằng, chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và này, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa. Trong nhà này, chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi trừ ra một mình ngươi vì là vợ của chủ tôi. Thế nào, tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Thường ngày, người dỗ dành mặc dầu, thì Giô-sép chẳng khứng nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay là ở cùng người chút nào. Một ngày kia, Giô-sép vào nhà đặng làm công việc, vả chẳng có người nhà nào ở đó, thì người bèn nắm áo chàng mà rằng, hãy nằm cùng ta. Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Khi người thấy áo còn lại nơi tay mình và chàng đã chạy trốn ra ngoài như vậy, bèn gọi người nhà mà nói rằng, bay coi, họ khéo đem vào nhà một thằng Hebrew để chọc ghẹo ta. Nó lại gần toan nằm cùng ta, nhưng ta la lớn lên. Vừa khi nó nghe ta cất tiếng la thì tuột áo lại bên ta, chạy trốn ra ngoài. Người bèn để áo của Giô-sép bên mình, đợi khi chủ về nhà, học lại cùng chủ y như lời trước rằng, thằng nô lệ Hebrew mà ông khéo đem về nhà đã đến gần đặng chọc ghẹo tôi. Nhưng khi tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo lại bên tôi rồi chạy trốn ra ngoài. Vừa khi chủ của Giô-sép nghe lời vợ nói rằng, đó, kẻ nô lệ ông làm điều như vậy thì nổi giận phừng phừng. Bèn bắt chàng đem bỏ vào tù, là nơi cầm các kẻ phạm tội của vua. Vậy, chàng ở tù tại đó. Đức Giê-hô-va phù hộ Giô-sép và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho được ơn trước mặt chủ ngục. Chủ ngục giao hết các kẻ tù trong tay Giô-sép, chẳng việc chi làm qua khỏi được chàng. Chủ ngục chẳng sót lại những việc đã ở nơi tay Giô-sép, vì có Đức Giê-hô-va phù hộ chàng, xui cho việc chi chàng làm cũng được thịnh vượng. Chương 40. Mấy việc này qua rồi, sải có quan tửu chánh và quan thượng thiện của vua Ai-díp-tô phạm đến chúa mình. Pha-ra-ôn nổi giận cùng hai quan mình là tửu chánh và thượng thiện, bèn đem họ cầm ngục tại dinh quan thị vệ là nơi đang cầm Giô-sép.
quan thị vệ cắt phần Joseph hầu việc hai quan đó. Họ bị ngồi ngục một ít lâu. Cùng trong một đêm, quan tử chánh và quan thượng thiện của vua Ai Cập đang bị cầm ngục, thấy một điềm chim bao. Mỗi người một chim bao, và mỗi chim bao có ý nghĩa rõ ràng. Sáng mai, Joseph đến cùng họ, nhìn thấy sắc buồn bực bèn hỏi rằng, ngày nay, sao hai quan có sắc mặt âu sầu vậy? Đáp rằng, chúng tôi có thấy một điềm chim bao mà không ai bàn dùm. Joseph rằng, sự bàn chim bao há chẳng do nơi Đức Chúa Trời ư? Xin hãy thuật lại điềm chim bao của hai quan cho tôi nghe đi. Quan tử chánh thuật điềm chim bao mình lại cho Joseph mà rằng, trong chim bao, tôi thấy một gốc nho ở trước mặt tôi. Gốc nho đó lại có ba nhành. Dường như thấy nhành nảy chồi, trổ bông, chùng có trái chín thì phải. Tay tôi đang cầm cái chén của Pharaoh. Tôi hái nho đó, ép nước nho vào, rồi dâng tử bôi vào tay Pharaoh. Joseph nói, ý nghĩa chim bao đó là thế này. Ba nhành nho tức là ba ngày. Trong ba ngày nữa, Pharaoh sẽ tha quan ra khỏi ngục, phục chức lại. Quan sẽ dâng cái chén của Pharaoh vào tay người như cũ, như khi còn làm chức tiểu chánh. Song khi quan được hưởng lộc lại rồi, xin nhớ đến tôi, làm ơn tâu cùng Pharaoh về nỗi tôi và đem tôi ra khỏi chốn này. Vì tôi bị người ta bắt đem ra khỏi xứ của người Hebrew, và tại đây tôi cũng chẳng có làm tội gì mà bị cầm nơi lao lung này. Quan thượng thiện thấy Joseph bàn mộng được tốt bèn nói, còn trong điềm chim bao của tôi đây, tôi đội ba giỏ bánh trắng trên đầu. Trong giỏ cao hơn hết có đủ món thực vật của thợ làm bánh hấp cho Pharaoh. Chim đáp vào giỏ trên đầu tôi ăn các món đó. Joseph đáp rằng, ý nghĩa chim bao này là ba giỏ tức là ba ngày. Trong ba ngày nữa, Pharaoh sẽ xử trảm quan. Sai đem treo lên cây cho chim chóc ăn thịt quan vậy. Đến ngày thứ ba là ngày sinh nhật của Pharaoh, người bèn bày tiệc đãi cả quần thần và tha quan tửu chánh cùng quan thượng thiện ra khỏi ngục. Pharaoh phục chức quan tửu chánh lại như xưa, đặng quan này dâng tử bôi vào tay mình, nhưng lại hạ lệnh đem treo quan thượng thiện y như lời Joseph đã bàn ra. Đoạn, quan tửu chánh chẳng còn nhớ đến Joseph nữa, quên người đi. Chương 41. Cách 2 năm sau, Pharaoh nằm chiêm bao thấy mình đứng bên bờ sông. Này đâu dưới sông đi lên 7 con bò mập và tốt ăn cỏ trong bưng. Rồi này, 7 con bò khác xấu dạng gầy guộc ở dưới sông đi theo lên sau, đến đứng gần các con bò trước trên bờ sông. 7 con bò xấu dạng gầy guộc nuốt 7 con bò mập tốt. Pharaoh bèn thức giấc. Vua nằm ngủ lại, chim bao lần thứ nhì thấy 7 giá lúa chắc, tốt tươi, mọc chung trên một cọng rạ. Kế đó, 7 giá lúa khác lép và bị gió đông thổi háp, mọc theo 7 giá lúa kia. 7 giá lúa lép nuốt 7 giá lúa chắc. Pharaoh bèn thức giấc và này thành ra một điềm chim bao. Sáng mai, tâm thần người bất định, truyền đòi các pháp sư và các tay bác sĩ xứ Ai Cập đến thuật lại điềm chim bao mình cho họ nghe. Nhưng chẳng có ai bàn được điềm chim bao đó cho vua hết. Quan tử chánh bèn tâu cùng Pharaoh rằng, bây giờ tôi nhớ đến lỗi của tôi. Ngày trước bệ hạ nổi giận cùng quần thần, có cầm ngục quan thượng thiện và tôi nơi dinh quan thị vệ. Trong lúc đó, cùng một đêm kia, chúng tôi có thấy điềm chim bao. Chim bao mỗi người đều có ý nghĩa riêng rõ ràng. Tại đó cùng chung ngục, có một người Hebrew còn trẻ, kẻ gia đình của quan thị vệ. Chúng tôi thuật lại cho chàng nghe điềm chim bao của mình. Chàng bàn rõ ra cho ai mỗi chim bao nấy. Rồi ra, công việc xảy đến y như lời chàng bàn. Bệ hạ phục chức tôi lại và xử treo quan kia. Pharaoh bèn sai đi đòi Joseph. Họ lập tức tha người ra khỏi ngục, cạo mặt mày cho, biểu thay đổi áo sống, rồi vào chầu Pharaoh. Pharaoh phán cùng Joseph rằng, trẫm có thấy một điềm chim bao mà chẳng ai bàn ra.
Vậy, trẫm nghe rằng khi người ta thuật điềm chiêm bao lại cho, thì ngươi bàn được. Joseph tâu rằng, đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy. Pharaoh phán rằng, này, trong điềm chiêm bao, trẫm đang đứng bên bờ sông. Này đâu, bảy con bò mập và tốt dưới sông đi lên đến ăn cỏ trong bưng. Rồi bảy con bò khác xấu dạng gầy guộc đi theo lên sau. Thật, trẫm chẳng thấy trong xứ Ai Cập này có bò xấu dạng như vậy bao giờ. Bảy con bò xấu dạng gầy guộc đó nuốt bảy con bò mập tốt trước kia, nuốt vào bụng mà dường như không có nuốt vì các con bò đó vẫn xấu dạng như xưa. Trẫm bèn thức giấc, rồi lại thấy điềm chiêm bao khác là bảy giá lúa chắc tốt tươi mọc chung trên một cọng rạ. Kế đó, bảy giá lúa khác, khô, lép, bị gió đông thổi háp, mọc theo bảy giá lúa kia, và bảy giá lúa lép đó lại nuốt bảy giá lúa chắc. Trẫm đã thuật điềm chiêm bao này cho các pháp sư, nhưng không ai giải nghĩa ra được. Joseph tâu cùng Pharaoh rằng, hai điềm chiêm bao của bệ hạ thấy đó đồng một nghĩa mà thôi. Đức Chúa Trời mách cho bệ hạ biết trước những việc Ngài sẽ làm. Bảy con bò mập tốt đó tức là bảy năm. Bảy giá lúa chắc đó cũng là bảy năm. Ấy chỉ đồng một điềm chiêm bao vậy. Bảy con bò xấu dạng gầy guộc lên theo sau bảy con bò kia, tức là bảy năm, và bảy giá lúa lép bị gió đông thổi háp đó, tức là bảy năm đói kém. Ấy là điều tôi đã tâu cùng bệ hạ rồi. Đức Chúa Trời có cho bệ hạ thấy những việc Ngài sẽ làm. Này, trong khắp xứ Ai Cập sẽ có bảy năm được mùa dư dật, nhưng bảy năm đó lại liền tiếp bảy năm đói kém. Dân bản xứ đều sẽ quên sự dư dật đó, và ách đói kém sẽ làm cho toàn xứ hao mòn. Và vì sự đói kém liên tiếp này lớn quá, nên thiên hạ chẳng còn thấy chi về sự dư dật đó nữa. Nếu điềm chiêm bao đến hai lần cho bệ hạ, ấy bởi Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó rồi, và Ngài mau mau lo làm cho thành vậy. Bây giờ, bệ hạ khá chọn một người thông minh trí huệ, lập người lên làm đầu trong xứ Ai Cập, cùng lập các ủy viên trong xứ, để góp một phần năm của số thâu vào trong bảy năm được mùa dư dật đó. Họ hãy thâu góp hết thảy mùa màng trong bảy năm được mùa dư dật sẽ đến sau này, cùng thâu nhập lúa mì sẵn dành cho Pharaoh dùng làm lương để dành trong các thành, và họ hãy giữ gìn lấy. Các lương thực này phải để dành cho bảy năm đói kém sẽ đến trong xứ Ai Cập, hầu cho xứ này khỏi bị diệt bởi sự đói kém đó. Các lời này đẹp ý Pharaoh và quần thần. Pharaoh phán cùng quần thần rằng, chúng ta há dễ tìm một người như người này, có thần minh của Đức Chúa Trời được sao? Pharaoh phán cùng Joseph rằng, vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết mọi việc này, thì chẳng còn ai được thông minh trí huệ như ngươi nữa. Vậy, ngươi sẽ lên cai trị nhà trẫm, hết thảy dân sự của trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua mà thôi. Pharaoh lại phán cùng Joseph rằng, hãy xem, trẫm lập ngươi cầm quyền trên cả xứ Ai Cập. Vua liền cổi chiếc nhẫn trong tay mình, đeo vào tay Joseph, truyền mặc áo vải gai mịn và đeo vòng vàng vào cổ người. Rồi truyền cho lên ngồi xe sau xe vua, có người đi trước hô rằng, hãy quỳ xuống. Ấy Joseph được lập lên cầm quyền cả xứ Ai Cập là vậy. Pharaoh lại phán cùng Joseph, ta là Pharaoh, nhưng nếu chẳng có ngươi, thì trong cả xứ Ai Cập không có ai giơ tay đưa chân lên được. Pharaoh đặt tên Joseph là Sa-phơ-nát-pha-nê-ấp, đưa nàng Ách-nát, con gái Phô-ti-phê-ra, thầy cả thành Ôn, cho người làm vợ. Người thường tuần hành trong xứ Ai Cập. Và khi Joseph ra mắt Pharaoh vua Ai Cập, thì người đã 30 tuổi. Vậy, người từ tả Pharaoh mà đi tuần khắp xứ Ai Cập. Trong 7 năm được mùa dư dật, đất sinh sản ra đầy dẫy. Joseph bèn thâu góp hết thảy lương thực của 7 năm đó trong xứ Ai Cập và chứa lương thực này khắp các thành. Trong mỗi thành đều dành chứa hoa lợi của các ruộng ở chung quanh thành đó.
Vậy Joseph thâu góp lúa mì rất nhiều, như cát nơi bờ biển, cho đến đổi người ta đếm không được vì đầy dẫy vô số. Trước khi đến năm đói kém thì Ách-nát, con gái Phô-ti-phê-ra thầy cả thành ôn, sinh cho Joseph hai con trai. Joseph đặt tên đứa đầu lòng là Manasse vì nói rằng: Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực nhọc và cả nhà cha ta. Người đặt tên đứa thứ nhì là Ê-phra-im vì nói rằng: Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng trong xứ mà ta bị khốn khổ. 7 năm được mùa dư dật trong xứ Ai Cập bèn qua, thì 7 năm đói kém khởi đến y như lời Joseph đã bàn trước. Khắp các xứ khác cũng đều bị đói, nhưng trong cả xứ Ai Cập lại có bánh. Đoạn, cả xứ Ai Cập đều bị đói, dân chúng đến kêu cầu Pharaoh xin lương. Pharaoh phán cùng bản dân rằng: Hãy đi đến Joseph, rồi làm theo lời người sẽ chỉ bảo cho. Khi khắp xứ bị đói kém, thì Joseph mở mọi kho lúa mà bán cho dân Ai Cập. Xứ càng đói nhiều nữa, và vì khắp thế gian đều bị đói quá, nên đâu đâu cũng đổ đến Ai Cập mua lúa nơi Joseph bán. Chương 42. Gia-cốp thấy xứ Ai Cập có lúa bán ra, bèn nói cùng các con trai mình rằng: Sao bay ngơ ngẩn nhìn nhau vậy? Lại rằng: Này, cha nghe dưới xứ Ai Cập có lúa bán, bay hãy xuống đó mua lúa cho chúng ta, hầu cho chúng ta sống và khỏi chết chứ. 10 người anh của Joseph bèn xuống Ai Cập đặng mua lúa. Nhưng Gia-cốp không cho Benjamin em Joseph đi cùng các anh, vì nghĩ rằng: Ta nên giữ chừng, kẻo xảy ra đều rủi ro cho nó. Xứ Canaan bây giờ cũng đói, nên các con trai của Israel cũng đổ xuống Ai Cập mua lúa như các người khác. Vả lúc này chính Joseph cai trị trong nước và bán lúa cho cả dân bản xứ. Các anh Joseph bèn đến sấp mình xuống trước mặt người. Joseph thấy nhìn biết các anh mình, nhưng giả làm mặt lạ cùng họ, nói một cách sẵn rằng: Các người ở đâu đến? Đáp rằng: Ở xứ Canaan đến đặng mua lúa. Vậy Joseph nhìn biết các anh mình, nhưng họ nhìn lại chẳng ra. Joseph nhớ lại điềm chiêm bao mình đã thấy về anh em mình, liền thét rằng: Các ngươi là thám tử, đến đây đặng dòm hành những nơi yếu óp của xứ ta. Đáp rằng: Thưa Chúa, chẳng phải vậy. Các tôi tới Chúa đến đặng mua lúa mà thôi. Chúng tôi đây đều là con một cha vốn nhà lương thiện, chẳng phải là thám tử đâu. Người đáp lại rằng: Chẳng phải, các người đến đặng dòm hành những nơi yếu óp của xứ này. Đáp rằng: Kẻ tôi tới Chúa có 12 anh em, con của một cha, nguyên xứ Canaan. Này, một người đã đi mất biệt, còn người út hiện bây giờ hãy ở lại nhà cùng cha chúng tôi. Joseph nói: Ấy, quả thật như ta đã nói, các ngươi là thám tử. Đây là điều ta thử các ngươi. Ta chỉ mạng Pharaoh mà thề rằng, hễ em út các ngươi không đến đây, thì chẳng bao giờ các ngươi ra khỏi chốn này được. Hãy sai một người nào trong bọn các ngươi về dẫn em út xuống, còn bao nhiêu thì phải ở tù lại đây. Lời các ngươi phải thử đã, rồi ta sẽ biết các ngươi nói đó có quả thật chăng. Nếu chẳng thật, thì ta chỉ mạng Pharaoh thề rằng, các ngươi là thám tử đó. Đoạn, Joseph truyền đem giam họ chung trong ngục 3 ngày. Ngày thứ 3, Joseph nói cùng họ rằng: Ta kính sợ Đức Chúa Trời, hãy làm như điều này thì được sống. Nếu các ngươi vốn nhà lương thiện, thì hãy để một người nào ở tù lại đây, còn bao nhiêu đem lương thực về nuôi đói cho nhà các ngươi. Đoạn, hãy dẫn em út xuống đây, thì lời các ngươi sẽ cho là thật, và các ngươi chẳng phải chết. Vậy họ nghe theo. Họ bèn nói với nhau rằng: Quả thật, chúng ta cam tội cùng em ta rồi. Vì lúc trước, ta thấy tâm hồn nó buồn thảm khi nó xin nhờ ơn, nhưng ta không khứng cho. Vậy nên, tai vạ này mới xảy đến cho chúng ta. Ruben đáp rằng: Anh há không có nói cùng các em rằng, chớ phạm tội này cùng đứa trẻ đó sao? Nhưng các em không nghe, nên bây giờ huyết nó đòi chúng ta thường lại. Và Joseph vẫn dùng người thông ngôn nói chuyện lại cùng các anh,
nên họ tưởng Joseph chẳng nghe hiểu. Joseph xây mặt qua chỗ khác mà khóc. Đoạn xây mặt lại, nói chuyện cùng họ. Bèn bắt Simeon trong vòng anh em, truyền trói lại trước mặt họ. Joseph truyền đầy tớ xúc lúa đổ đầy bao và để bạc lại trong đó cho mỗi người anh em, cũng để thêm lương thực dùng dọc đường. Đầy tớ làm y như lời. Đoạn anh em chất mấy bao lúa lên lưng lừa rồi đi. Đến quán, một người trong bọn mở bao ra cho lừa ăn thóc, thấy bạc mình ở tại miệng bao. Bèn nói cùng anh em rằng, bạc của tôi trả lại hiện trong bao tôi đây. Các anh em nhát gan, vừa nói với nhau vừa run mà rằng, Đức Chúa Trời đã làm chi cho chúng ta đây? Các anh em trở về cùng Gia-cốp cha mình tại xứ Ca-na-an, thuật lại cho người nghe mọi nỗi đã xảy đến rằng, người đang làm chúa tại xứ Ai-cập-tô nói với chúng tôi cách sẵn sớm, cho chúng tôi là thám tử. Song chúng tôi có thưa cùng người rằng, chúng tôi vốn nhà lương thiện, nào có phải là thám tử đâu. Chúng tôi được 12 anh em, con một cha, một người đã đi mất biệt, còn người út hiện bây giờ ở nhà cùng cha tại xứ Ca-na-an. Người làm chúa xứ đó dạy rằng, làm như vậy, ta mới cho các ngươi là lương thiện. Hãy để lại cùng ta một người nào trong bọn các ngươi, còn bao nhiêu sẽ đem lương thực về nuôi đói cho nhà các ngươi. Đoạn, hãy dẫn em út đến cho ta. Vậy ta mới biết rằng các ngươi chẳng phải là thám tử, nhưng là người lương thiện. Ta sẽ giao em lại cho, và các ngươi sẽ được buôn bán trong xứ này. Vả, đang khi các anh em trút lúa mì ra bao, này đâu trong mỗi bao có gói bạc của mỗi người. Cha và các anh em thấy những gói bạc mình đều lấy làm sợ hãi. Gia-cốp cha họ bèn nói rằng, bay làm mất các con tao. Joseph đã mất biệt, Simeon cũng mất biệt, mà bây giờ lại muốn dẫn Benjamin đi nữa sao? Các nông nổi này đều đổ lại cho tao hết. Ruben thưa lại cùng cha rằng, cha hãy giao em nơi tôi sẽ dẫn về cho. Ví bằng chẳng dẫn em về, thì cha hãy giết hai đứa con trai tôi đi. Nhưng Gia-cốp đáp rằng, con út tao sẽ chẳng đi xuống với bay đâu, vì anh nó đã chết rồi, chỉ còn một mình nó mà thôi. Nếu điều rủi ro chi xảy đến cho nó nơi dọc đường bay đi, tất nhiên bay làm cho kẻ tóc bạc này đau lòng xót dạ xuống âm phủ. Chương 43. Vả sự đói kém trong xứ lớn lắm. Khi nội nhà đã ăn hết lương thực ở xứ Ai-cập-tô đem về rồi, thì cha các người ấy dạy rằng, bay hãy trở xuống mua một ít lương thực cho chúng ta. Giu-đa thưa, người đó có nói quyết cùng các con rằng, ví em út không theo xuống với các ngươi thì sẽ không bao giờ thấy mặt ta. Nếu cha cho em đi với, thì chúng tôi mới xuống Ai-cập-tô mua lương thực cho cha được. Bằng không, thì chúng tôi chẳng trở xuống đâu. Vì người đó đã nói rằng, ví em út không theo xuống với các ngươi, thì sẽ không bao giờ thấy mặt ta. Israel quở rằng, sao bay khéo tệ cùng tao mà tỏ cho người ấy rằng bay còn một em nữa? Thưa rằng, người đó hỏi kỹ càng về chúng tôi và về bà con chúng tôi rằng, thân phụ các ngươi còn sống chăng? Còn có một người anh em nào nữa chăng? Chúng tôi có đáp các lời hỏi đó. Há dĩ biết người đó sẽ dặn chúng tôi rằng hãy đem em út xuống đây sao? Giu-đa lại thưa cùng Israel cha mình rằng, hãy cho đứa trẻ theo con, thì chúng tôi sẽ đứng dậy đi, hầu cho chúng ta, nào các con, nào cha, nào các cháu của cha đi, đều được sống và khỏi chết. Con sẽ bảo lãnh em cho, cha sẽ cứ nơi con mà đòi em. Nếu không dẫn em về, không để em trước mặt cha, thì con đi sẽ cam tội cùng cha mãi mãi. Vả, nếu không có điều dùng dằn thì chúng tôi đã đi và về được hai lần rồi. Đoạn Israel cha các anh em nói rằng, nếu việc đã thể kia thì bay phải làm thế này. Hãy lấy trong đồ hành lý những thổ sản quý nhất của xứ ta, một ít nhũ hương và mật ong, các hương hoa và mộc dược, phi tử và hạnh nhân, đem dâng cho người đó làm của lễ. Hãy đem theo một số tiền bằng hai, đặng thối hồi tiền mà họ đã để lại nơi miệng bao của bay. Có lẽ là một sự lộn chăng? Bay hãy đứng dậy đi, dẫn em út theo
và trở xuống đến người đó. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng xui cho bay được ơn trước mặt người và tha đứa em kia và Benjamin cho bay. Còn phần cha, nếu phải mất con, thì cha chịu phận vậy. Vậy, các anh em đem theo của lễ và một số tiền bằng hai, cùng dẫn Benjamin đồng đứng dậy đi xuống Ai Cập mà ra mắt Joseph. Vừa khi Joseph thấy Benjamin đi theo xuống với, bèn truyền cho quản gia rằng, hãy đưa các người này vào nhà trong, bắt con gì làm thịt và nấu dọn đi, vì trưa này họ sẽ dùng bữa cùng ta. Quản gia làm theo y như lời dặn, đưa họ vào nhà Joseph. Anh em thấy mình phải đưa vào nhà Joseph thì sợ hãi và nói với nhau rằng, ấy cũng vì số tiền đã để lại vào bao chúng ta lần trước, nên họ mới đem chúng ta vào chốn này, đặng tìm cớ xông vào đánh chúng ta, bắt chúng ta làm tôi mọi và chiếm đoạt mấy con lừa của chúng ta. Mấy anh em bèn đến gần quản gia của Joseph thưa cùng người tại ngoài cửa mà rằng, xin Chúa tha lỗi cho, anh em chúng tôi đã đến đây một lần rồi đặng mua lương thực. Và khi trở về đến nhà quán mở các bao ra, này số bạc của mỗi người đều ở tại miệng bao mình, cân nặng bao nhiêu đều y như bấy nhiêu. Này, chúng tôi có đem lại số bạc đó, và cũng có đem thêm số bạc nữa đặng mua lương thực. Chẳng biết ai để bạc lại trong bao chúng tôi. Quản gia đáp rằng, mọi việc đều bình yên, đừng sợ chi cả. Ấy là Đức Chúa Trời của các ngươi, tức Đức Chúa Trời của cha các ngươi, đã ban vật quý vào bao. Còn bạc các ngươi thì đã có giao cho ta. Đoạn người dẫn Simeon đến cùng anh em, rồi đưa anh em vào nhà Joseph, đem nước ra cho rửa chân và cũng cho những lừa ăn cỏ nữa. Các anh em bèn sửa soạn của lễ, đợi trưa Joseph về, vì có hay rằng mình sẽ ăn bữa tại nhà này. Khi Joseph trở về, các anh em bèn lấy của lễ đã đem theo, dâng cho Joseph tại nhà, rồi cùng sấp mình xuống đất trước mặt người. Người liền hỏi thăm họ mạnh giỏi thế nào và nói rằng, người cha già mà các ngươi đã nói cùng ta đó được mạnh khỏe chăng, còn sống chăng? Đáp rằng, kể tôi tới Chúa là cha chúng tôi, vẫn mạnh khỏe và còn sống. Đoạn họ cúi đầu và lại. Joseph nhướng mắt, thấy Benjamin, em ruột, con trai của mẹ mình thì hỏi rằng, đó có phải em út mà các ngươi đã nói cùng ta chăng? Và tiếp rằng, con út ơi, cầu xin Đức Chúa Trời làm ơn cho ngươi. Vì thấy em mình nên Joseph tức lòng cảm động, lật đật bước ra ngoài, tìm nơi nào đặng khóc. Người vào phòng nhà trong và khóc. Đoạn rửa mặt bước ra làm bộ chắc gan mà nói rằng, hãy dọn bữa ăn đi. Người ta dọn cho Joseph ăn riêng và cho các anh em ăn riêng. Người Ai Cập ăn chung cùng người, cũng dọn cho ngồi riêng nữa, vì người Ai Cập có tánh gớm người Hebrew nên không ăn chung được. Vậy, các anh em bèn ngồi lại trước mặt Joseph, lớn nhỏ tùy theo thứ tự mình, ngơ ngẩn mà nhìn nhau. Joseph sai đem mấy món đồ ăn trước mặt mình cho các anh em, nhưng phần Benjamin lại nhiều gấp năm của các người khác. Họ uống và ăn ngon vui cùng Joseph. Chương 44. Joseph bèn truyền lệnh cho quản gia rằng, hễ các người đó chở nổi bao nhiêu, thì hãy đổ lương thực cho họ đầy bao bấy nhiêu, rồi để bạc của mỗi người lại nơi miệng bao họ. Lại hãy để cái chén bằng bạc ta tại miệng bao chung với bạc mua lúa của người Úc nữa. Quản gia bèn làm y như lời Joseph dặn mình. Ngày mai, trời vừa sáng, người ta cho các người đó và lừa về. Khi đi ra khỏi thành chưa xa, Joseph nói cùng quản gia rằng, ngươi hãy đứng dậy, đuổi theo mấy người đó. Khi theo kịp rồi hãy nói rằng, sao các ngươi lấy oán trả ơn như vậy? Có phải cái chén này là của chúa ta thường dùng uống rượu và bói chăng? Các ngươi đã làm một việc chẳng thiện đó. Quản gia theo kịp, lặp lại mấy lời ấy. Các anh em bèn đáp rằng, sao chúa nói như vậy? Chẳng bao giờ kẻ tôi tới chúa có tưởng làm đến việc thế này. Đây, từ xứ Canaan chúng tôi có đem bạc đã được nơi miệng bao xuống giao lại cho người thay, dễ nào lại có ý mong ăn cắp bạc hay vàng của dinh chủ người sao? Xin cho kẻ tôi tới nào mà người tìm được cái chén đó phải chết đi, và chính chúng tôi sẽ làm tôi mọi cho chúa. Quản gia đáp, ừ thôi,
hãy làm như lời các ngươi đã nói. Ta tìm được chén nơi ai, thì người đó sẽ làm tôi mọi cho ta đó. Còn các ngươi thì vô tội. Tức thì, mỗi người lật đật hạ bao mình xuống đất và mở ra. Quản gia lục soát, bắt từ bao anh cả lần đến bao em út. Cái chén bèn tìm đặng trong bao Benjamin. Mỗi người xé áo mình ra, chất bao lúa lên lưng lừa, rồi cùng trở lại thành. Giuđa cùng anh em đồng vào đến nhà Joseph. Người hãy còn ở nơi đó, họ bèn sắp mình xuống đất trước mặt người. Joseph hỏi, các ngươi gây nên nông nổi chi vậy? Há chẳng biết một kẻ như ta đây có tài bói sao? Giuđa đáp, chúng tôi sẽ nói cùng Chúa làm sao, sẽ phân lại làm sao, sẽ chữa mình chúng tôi làm sao. Đức Chúa Trời đã thấu rõ điều gian ác của tôi tới Chúa rồi. Này, chúng tôi cùng kẻ đã bị bắt được chén nơi tay, đều làm kẻ tôi tới cho Chúa. Nhưng Joseph đáp rằng, ta chẳng hề có ý làm như vậy đâu. Người mà đã bị bắt được chén nơi tay sẽ làm tôi mọi ta. Còn các ngươi hãy trở về nhà cha mình bình yên. Giuđa bèn lại gần Joseph mà thưa rằng, vì Chúa ngang vai Pharaoh, xin lỗi Chúa, chớ nổi giận cùng kẻ tôi tớ để tôi nói một lời cho Chúa nghe. Chúa có hỏi kẻ tôi tớ rằng, các ngươi còn cha hay là anh em nào chăng? Có thưa lại cùng Chúa rằng, chúng tôi còn một cha già cùng một con trai đã sinh muộn cho người. Anh ruột đứa này đã chết rồi, nên trong vòng các con của mẹ nó còn một mình và cha thương nó lắm. Vả, Chúa có dặn rằng, hãy dẫn nó xuống đến ta, hầu cho ta thấy nó được tận mắt. Và chúng tôi có thưa lại cùng Chúa rằng, đứa trẻ chẳng lìa cha được. Nếu lìa ra, thì cha sẽ chết. Nhưng Chúa lại dạy, nếu em út không theo các ngươi xuống đây, thì các ngươi chẳng còn thấy mặt ta nữa. Nên khi chúng tôi trở về nhà kẻ tôi tới Chúa là cha tôi, thì chúng tôi có thuật lại cho người nghe những lời của Chúa. Kế ấy, cha lại biểu chúng tôi rằng, hãy trở xuống đặng mua một ít lương thực. Chúng tôi thưa lại rằng không được, nhưng nếu em út đi theo cùng thì mới trở xuống được, bằng không thì chúng tôi không thế ra mắt người đó. Kẻ tôi tới Chúa là cha tôi đáp rằng, bạn biết rằng vợ ta sinh cho ta hai đứa con trai. Một đứa đã từ ta đi mất biệt, ta cũng đã nói chắc đã bị thú dữ xé rồi, vì đến bây giờ chưa thấy lại. Nếu bay còn dắt đứa này đi khỏi mặt ta nữa, rủi có điều tai hại chi xảy đến cho nó, tất nhiên bay sẽ làm cho kẻ tóc bạc này đau lòng xót dạ mà xuống âm phủ. Cha thương em út tôi lắm, cho đến đổi hai linh hồn khăng khít nhau. Nếu bây giờ khi tôi trở về nơi kẻ tôi tới Chúa là cha tôi mà không có em út đó, thì khi vừa thấy con út không còn nữa, chắc người sẽ chết. Nếu vậy, các tôi tới Chúa sẽ làm cho cha già tóc bạc của chúng tôi, cũng là kẻ tôi tới Chúa, đau lòng xót dạ xuống âm phủ. Vì kẻ tôi tới này có chịu bảo lãnh đứa con út đó mà thưa rằng, nếu con không đem em về cho cha, thì sẽ cam tội cùng cha mãi mãi. Vậy bây giờ, xin cho kẻ tôi tới Chúa ở tôi mọi thế cho đứa trẻ, đặng nó theo trở lên cùng các anh mình. Vì nếu đứa trẻ không theo về, làm sao tôi dám về cùng cha tôi? Ôi, tôi nỡ nào thấy điều tai họa của cha tôi ư? Chương 45. Bây giờ Joseph không còn thể nào cầm lòng cho đậu được trước mặt các người hầu chung quanh, bèn la lên rằng, hãy đuổi họ ra hết thảy. Khi Joseph tỏ thật cùng các anh em mình, thì không có một người nào khác ở tại đó hết. Người cất tiếng lên khóc, dân Ai Cập nghe và nhà Pharaoh nghe nữa. Joseph nói cùng anh em rằng, tôi là Joseph, cha tôi còn sống chăng? Nhưng trước mặt người, các anh em bối rối chẳng đáp lời được. Người lại nói rằng, các anh em hãy lại gần tôi. Họ bèn lại gần. Người nói, tôi là Joseph, em mà các anh đã bán đặng bị dẫn qua xứ Ai Cập. Bây giờ đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này. Vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Kìa, 2 năm rồi,
trong xứ đã bị đói kém và còn 5 năm nữa sẽ không có cày cấy chi gặt hái chi được hết. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước, đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất và nương một sự giải cứu lớn, đặng giữ gìn sự sống cho anh em. Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời. Ngài dường đặt tôi làm cha Pharaoh, cai quản cả nhà người và trị khắp xứ Ai Cập. Các anh hãy mau mau trở về cha tôi đi và nói với người rằng, Joseph, con của cha có nói như vậy. Đức Chúa Trời đã đặt tôi làm chúa cả xứ Ai Cập, cha hãy xuống với tôi, xin đừng chậm trễ. Cha, các con, các cháu, các chiên bò cùng tài vật của cha sẽ ở tại xứ Goshen gần tôi đây. Ở đó tôi sẽ nuôi cha vì còn 5 năm đói kém nữa. E khi cha, người nhà cha và hết thảy loài vật của cha phải bị ách mà hao mòn. Này, các anh và Benjamin em tôi đã thấy tận mắt rằng chính miệng tôi đã nói chuyện cùng các anh em đó. Vậy, hãy thuật lại các điều vinh hiển của tôi tại xứ Ai Cập cùng mọi việc mà anh em đã thấy cho cha nghe và hãy mau mau dời cha xuống đây. Đoạn, người ôm lấy cổ Benjamin em mình mà khóc. Benjamin cũng ôm cổ người mà khóc. Người cũng ôm các anh mình mà khóc. Đoạn, anh em nói chuyện cùng người. Lập tức, tiếng đồn đến nhà Pharaoh rằng, anh em Joseph đã đến. Pharaoh và quần thần nghe, lấy làm đẹp dạ. Pharaoh bèn phán cùng Joseph rằng, hãy dặn các anh em ngươi rằng, hãy chở đồ lên lừa, đi trở về xứ Canaan, rước cha và người nhà của các ngươi xuống ở cùng ta. Ta sẽ nhượng cho vật tốt nhất trong xứ Ai Cập và các ngươi sẽ hưởng màu mỡ của đất. Còn ta dặn ngươi, hãy nói lại cùng họ như vậy. Hãy đem xe cộ từ xứ Ai Cập về cho con nhỏ và vợ mình, cùng dời cha các ngươi xuống đây. Đừng tiếc tài vật mình, vì vật tốt nhất của xứ Ai Cập sẽ về phần các ngươi. Các con trai của Israel làm y như lời. Joseph vâng mạng Pharaoh đưa những xe cộ cho anh em mình và lương thực dùng trong lúc đi đường. Người cũng đưa áo sống mặc đổi thay cho mỗi người. Còn Benjamin, người cho 100 miếng bạc cùng 5 bộ áo sống. Người cũng sai đem về cho cha mình 10 con lừa chở các vật quý nhất trong xứ Ai Cập, 10 con lừa cái chở lúa, bánh và lương thực để dành dùng trong khi cha đi đường. Vậy, Joseph đưa anh em mình lên đường, lại dặn họ rằng, xin anh em đừng cãi lẫy nhau dọc đường. Các anh em ở Ai Cập trở lên và đến xứ Canaan, nơi Jacob cha mình, thuật lại lời này mà rằng, Joseph hãy còn sống. Lại, ấy là người đang cai trị cả xứ Ai Cập. Nhưng lòng Jacob vẫn vô tình vì người không tin lời họ nói. Anh em thuật lại cho người nghe hết mọi lời của Joseph đã nói. Jacob vừa thấy các xe cộ của Joseph sai đem về đặng rước mình, thì tâm thần người tỉnh lại, bèn nói rằng, thôi, biết rồi, Joseph, con trai ta hãy còn sống, ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời. Chương 46. Israel ra đi, đem theo các tài vật mình. Đến Beersheba, người bày của lễ dâng cho Đức Chúa Trời của Isaac cha mình. Trong một sự hiện thấy ban đêm kia, Đức Chúa Trời có phán cùng Israel rằng, hỡi Jacob, Jacob. Israel đáp rằng, có tôi đây. Đức Chúa Trời phán, ta là Đức Chúa Trời của cha ngươi. Hãy xuống Ai Cập, đừng sợ chi, vì tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn. Chính ta sẽ xuống đến đó với ngươi, và chính ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai. Joseph sẽ vuốt mắt ngươi nhắm lại. Từ Beersheba, Jacob khởi đi. Các con trai Israel để Jacob cha mình cùng các vợ và con mình lên xe cộ của Pharaoh đã sai đến rước những người đó. Chúng cũng đem theo các súc vật và của cải mình đã gây dựng tại xứ Canaan mà đi đến xứ Ai Cập. Vậy, Jacob cùng cả nhà người, nào các con trai, nào các cháu trai, nào các con gái, nào các cháu gái, thảy đều xuống xứ Ai Cập. Đây là tên các con trai của Israel, tức là Jacob, đến xứ Ai Cập. Con trưởng nam của Jacob là Ruben. Các con trai của Ruben là Henoc, Phalu, Hezron và Cạc Mi. Các con trai của Simeon
là Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Soha và Saulơ, tức là con của người vợ xứ Canaan. Các con trai của Levi là Gerson, Kehat và Merari. Các con trai của Juda là Er, Onan, Shela, Feret và Serat. Nhưng Er và Onan đã thác tại xứ Canaan. Con của Feret là Hezron và Hamun. Các con trai của Isaka là Thola, Phuva, Job và Shimron. Các con trai của Sabulon là Seret, Elon và Yaleen. Và các con trai và một con gái tên là Dina mà Lea sinh cho Jacob khi ở tại Phadan Aram cùng các cháu đó hết thảy là 33 người. Các con trai của Gác là Siphion, Hagi, Shuni, Ekbon, Eri, Arodi và Areli. Các con trai của Asher là Yimna, Yit và Yitvi và Beria cùng Sherat, em gái các người đó. Con của Beria là Hebe và Mankien. Và các con trai của nàng Sinba sinh cho Jacob cùng các cháu đó hết thảy là 16 người. Nàng là con đòi của Laban đã cho theo hầu Lea con gái mình. Các con trai của Rachel vợ Jacob là Joseph và Benjamin. Joseph đã có con tại xứ Ai Cập là Manasseh và Ephraim mà Asnat, con gái của Phô-ti-phê-ra thầy cả thành Ôn đã sinh cho người. Các con trai của Benjamin là Bela, Beke, Adben, Yera, Naaman, Ehi, Rosher, Mobim, Hobim và Aret. Và các con trai của Rachel sinh cho Jacob cùng các cháu đó hết thảy là 14 người. Con trai của Dan là Hushim. Các con trai của Nephtali là Yak, Sheen, Guni, Yitse và Shilem. Và các con trai của nàng Bila sinh cho Jacob cùng các cháu đó hết thảy là 7 người. Nàng là con đòi của Laban đã cho theo hầu Rachel con gái mình. Các người đi đến xứ Ai Cập với Jacob, tức là các người do nơi Jacob sinh, nếu không kể các nàng dâu, thì hết thảy là 66 người. Con của Joseph đã sinh tại Ai Cập được 2. Vậy các người thuộc về nhà Jacob đi đến Ai Cập cộng hết thảy là 70 người. Jacob sai Juda đi đến trước, đặng xin Joseph đưa mình vào bờ cõi Goshen. Vậy họ đều vào xứ Goshen. Joseph thắng xe đi lên Goshen đón Israel cha mình. Người ra mắt cha, ôm choàng lấy người và khóc một hồi lâu. Israel nói cùng Joseph rằng, chớ chi cho cha chết bây giờ đi, vì cha đã thấy được mặt con và biết con vẫn còn sống. Đoạn Joseph nói cùng anh em và người nhà cha mình rằng, tôi sẽ lên trước tâu cho Pharaoh hay rằng, anh em và cả nhà cha tôi ở xứ Canaan đã đến cùng tôi. Họ vốn làm nghề chăn chiên, nuôi bầy súc vật, có dẫn theo hết bầy chiên, bò và các tài vật của mình. Và khi Pharaoh truyền gọi anh em mà hỏi rằng các ngươi làm nghề chi, thì hãy tâu rằng, kẻ tôi tới Chúa cùng tổ phụ chúng tôi vẫn làm nghề nuôi súc vật từ thuở còn nhỏ cho đến giờ. Ấy hầu cho anh em đặng ở tại xứ Goshen, vì dân Ai Cập có tính gớm ghê hết thảy kẻ chăn chiên lắm. Chương 47. Joseph đến tâu mọi điều đó cho Pharaoh hay và nói rằng, cha và anh em tôi đã ở xứ Canaan đến, có đem theo chiên bò cùng các tài vật của mình, hiện bây giờ đang ở trong xứ Goshen. Người bèn đưa 5 người trong bọn anh em mình vào ý kiến Pharaoh. Pharaoh hỏi, các ngươi làm nghề chi? Tâu rằng, kẻ tôi tới bệ hạ là kẻ chăn chiên như tổ phụ chúng tôi khi trước. Rồi lại tâu rằng, ấy đặng kiều ngụ trong xứ mà kẻ tôi tới bệ hạ đã đến, vì xứ Canaan đói kém lớn lắm, không còn đồng cỏ chi hết cho bầy súc vật ăn. Vậy, xin phép cho kẻ tôi tớ bệ hạ ngủ tại xứ Goshen. Pharaoh phán cùng Joseph như vậy. Cha và anh em ngươi đã đến cùng ngươi. Vậy, xứ Ai Cập sẵn dành cho ngươi. Hãy cho cha và anh em ở chốn nào tốt hơn hết trong xứ. Hãy cho ở tại xứ Goshen vậy. Và nếu trong các người đó, ngươi biết ai giỏi, hãy đặt họ chăn các bầy súc vật của ta. Đoạn Joseph dẫn Jacob cha mình đến ý kiến Pharaoh. Jacob chúc phước cho Pharaoh. Pharaoh hỏi Jacob rằng, ngươi hưởng thọ được bao nhiêu tuổi? Jacob tâu rằng,
Những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là 130 năm. Các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn, chẳng bằng những năm bình sanh của tổ phụ tôi khi người ở phiêu lưu đó. Jacob chúc phước cho Pharaoh một lần nữa, rồi lui ra khỏi mặt người. Vậy, Joseph vâng mạng Pharaoh, định chỗ ở cho cha và anh em mình, cho họ một sở đất tốt nhất trong xứ Ai Cập làm sản nghiệp tại miền Ramses. Joseph, tùy theo số người, cấp lương thực cho cha, anh em và cả nhà cha mình. Vả sự đói kém lớn lắm, nên trong khắp xứ chẳng còn lương thực nữa. Xứ Ai Cập và xứ Canaan đều bị hao mòn vì ách đói kém đó. Joseph thâu hết bạc tiền trong xứ Ai Cập và xứ Canaan, tức giá tiền của muôn dân mua lúa, rồi chứa bạc đó vào kho Pharaoh. Khi bạc tiền trong xứ Ai Cập và xứ Canaan đã hết, thì tất cả dân Ai Cập đều đến cùng Joseph mà kêu rằng: "Xin cho chúng tôi lương thực, lẽ nào vì cớ hết tiền mà chúng tôi phải chết trước mặt Chúa sao?" Joseph đáp rằng: "Nếu hết bạc tiền rồi, hãy giao súc vật các ngươi cho ta, ta sẽ phát lương thực đổi lại." Đoạn dân chúng bèn dẫn súc vật lại cho Joseph. Joseph phát lương thực đổi lấy ngựa, bầy chiên, bầy bò và lừa. Năm đó người thâu các bầy súc vật của họ mà đổi thế lương thực cho. Mãn năm rồi, năm sau dân chúng lại đến kêu cùng người rằng: "Chúng tôi không giấu chi Chúa, tiền bạc sạch trơn, bầy súc vật đã giao cho Chúa. Bây giờ chỉ sẵn dành cho Chúa bản thân và đất ruộng. Lẽ nào chúng tôi và đất ruộng phải hao mòn trước mặt Chúa sao? Hãy mua đổi lấy lương thực chúng tôi và đất ruộng luôn đi. Vậy chúng tôi cùng đất ruộng sẽ làm tôi mọi cho Pharaoh. Hãy cho giống chi đặng gieo, hầu cho chúng tôi sống khỏi chết và đất không phải bỏ hoang." Joseph bèn mua hết thảy ruộng đất trong xứ Ai Cập cho Pharaoh. Vì sự đói kém thúc giục nên mọi người Ai Cập đều đem bán ruộng mình. Vậy ruộng đất đều thuộc về Pharaoh. Còn dân chúng từ đầu này đến đầu kia, người đều dời về ở trong các thành. Song ruộng đất của những thầy cả thì Joseph không mua đến. Vì những thầy cả có lãnh một phần lương của Pharaoh đã định. Vậy họ ăn phần lương thực của Pharaoh đã cấp cho. Thế cho nên những thầy cả chẳng đem bán đất của mình. Joseph nói cùng dân chúng rằng: "Này, ta đã mua các ngươi và ruộng đất cho Pharaoh. Đây, hột giống cho các ngươi đặng gieo mạ trong ruộng đó. Đến mùa gặt, phải nộp cho Pharaoh 1/5, còn 4/4 kia để cho các ngươi làm giống gieo mạ, dùng lương thực cho mình, cho người nhà, cùng cho các con nhỏ mình." Dân chúng nói rằng: "Chúa đã cứu mạng chúng tôi. Cầu xin cho chúng tôi được nhờ ơn trước mặt Chúa thì sẽ làm tôi mọi cho Pharaoh." Về việc đó, Joseph bằng định một luật cho đến ngày nay hãy còn, buộc đất Ai Cập phải nộp thuế cho Pharaoh 1/5 hoa lợi mình. Chỉ đất ruộng của những thầy cả chẳng thuộc về Pharaoh. Vậy, Israel trú ngụ tại miền Goshen thuộc về xứ Ai Cập, gây được cơ nghiệp tại đó sinh sản và thêm lên bội phần. Jacob kiều ngụ trong xứ Ai Cập được 17 năm, hưởng thọ được 147 tuổi. Khi ngài gần chết, Israel gọi Joseph con trai mình mà nói rằng: "Nếu cha được nhờ ơn trước mặt con, xin hãy để tay lên đùi cha, cậy hết lòng nhân từ và thành thật ở cùng cha. Xin con đừng chôn cha tại đất Ai Cập. Khi cha an giấc cùng tổ phụ rồi, hãy đem cha ra khỏi Ai Cập, chôn chung cùng mồ mả của người." Joseph thưa rằng: "Con sẽ làm y theo lời cha dặn." Jacob nói: "Con hãy thề đi." Joseph bèn thề. Đoạn Israel quỳ lại nơi đầu giường mình. Chương 48. Vả khi các việc đó qua rồi, có người nói cùng Joseph rằng: "Này, cha người đau." Joseph bèn đem Manasse và Ephraim, hai đứa con trai mình, cùng đi đến. Họ cho Jacob hay và nói rằng: "Này Joseph, con trai ông đến thăm ông đó." Israel cố gượng ngồi dậy trên giường. Jacob nói cùng Joseph rằng: "Đức Chúa Trời toàn năng đã hiện ra và ban phước cho cha tại Luzer trong xứ Canaan mà phán rằng: Này, ta sẽ làm cho ngươi sinh sản và thêm nhiều, làm thành một hội dân. Ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này làm cơ nghiệp đời đời. Bây giờ, hai đứa con trai đã sanh cho con tại xứ Ai Cập trước khi cha đến là Ephraim và Manasseh cũng sẽ thuộc về cha như Ruben và Simeon vậy.
còn mấy đứa con mà con sinh kế đó thì sẽ thuộc về con. Về phần hưởng cơ nghiệp, chúng nó sẽ đồng một thể cùng anh em mình. Khi cha ở Pha-đan trở về xứ Canaan, thì Ra-chin chết dọc đường có mặt cha gần Ê-phê-rát. Cha chôn người ở bên con đường đi về Ê-phê-rát, tức là Bethlehem. Israel thấy các con trai Joseph bèn hỏi rằng, những đứa này là ai? Joseph thưa rằng, ấy là những con trai của con mà Đức Chúa Trời đã cho tại xứ này. Israel lại nói, xin hãy đem đến đây, đặng cha chúc phước cho chúng nó. Vả, mắt của Israel già nên làng chẳng thấy chi nữa, bèn biểu chúng nó lại gần, ôm choàng và hôn. Israel nói cùng Joseph rằng, trước cha tưởng chẳng còn thấy được mặt con, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời lại làm cho cha thấy được đến dòng dõi con nữa. Joseph dẫn hai đứa con trai ra khỏi hai đầu gối cha mình, rồi sấp mình xuống đất. Đoạn, người dẫn hai đứa trẻ lại gần cha. Tay hữu thì dẫn Ephraim sang qua phía tả của cha, còn tay tả dắt Manasseh sang qua phía hữu. Israel đưa tay mặt ra, để trên đầu Ephraim là đứa nhỏ, còn tay trái để trên đầu Manasseh. Người có ý riêng để tay như vậy vì Manasseh là đứa lớn. Rồi người chúc phước cho Joseph rằng, cầu xin Đức Chúa Trời mà tổ phụ tôi là Abraham và Isaac đã thờ phượng, là Đức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nay. Thiên sứ đã cứu tôi ra ngoài vòng hoạn nạn. Hãy ban phước cho hai đứa trẻ này, nối danh tôi và tổ phụ tôi là Abraham và Isaac, và cho chúng nó thêm lên nhiều vô số trên mặt đất. Nhưng Joseph thấy cha mình để tay hữu trên đầu Ephraim thì có ý bất bình, liền nắm lấy tay cha đã để lên đầu Ephraim mà tráo đổi qua đầu Manasseh, rồi thưa rằng, chẳng phải vậy cha, đứa này đầu lòng, để tay hữu cha trên đầu nó mới phải chứ. Nhưng cha người không chịu và cãi rằng, cha biết con, cha biết, nó sẽ trở nên một dân, nó cũng sẽ lớn vậy con. Xong, thế nào em nó cũng sẽ lớn hơn và dòng dõi nó sẽ thành ra vô số nước. Trong ngày đó, người chúc phước cho hai đứa con trai này mà nói rằng, ấy vì ngươi mà dân Israel sẽ chúc phước nhau rằng, cầu xin Đức Chúa Trời làm cho ngươi được giống như Ephraim và Manasseh. Vậy, Jacob đặt Ephraim trước Manasseh. Israel lại nói cùng Joseph rằng, này, cha sẽ thác, nhưng Đức Chúa Trời sẽ phù hộ và đem các con trở về xứ tổ phụ. Còn cha sẽ cho con một phần đất trỗi hơn các anh em, là phần đất của cha đã dùng cung kiếm đoạt lấy của dân Amorit đó. Chương 49. Jacob gọi các con trai mình lại và nói rằng, hãy hội lại đây, cha sẽ nói những điều phải xảy đến cho các con ngày sau. Hỡi các con trai Jacob, hãy hội lại mà nghe, nghe lời Israel cha của các con. Hỡi Ruben, con là trưởng nam của cha, sức lực cha và đầu tiên sự mạnh mẽ cha, vốn có sự tôn trọng và quyền năng tót chúng. Con sôi trào như nước nên sẽ chẳng phần hơn ai, vì con đã lên giường cha. Con lên giường cha bèn làm ô làm dơ đó. Simeon và Levi là anh em ruột, thanh gươm chúng nó thật khí giới hung tàn. Cầu cho tâm hồn cha chớ có đồng mưu, vinh hiển cha chớ hiệp cùng hội họ, vì họ đã giết người trong cơn giận dữ, cắt nhượng bò đực vì ý riêng mình. Đáng rủa xả thay cơn giận dữ họ vì thật là hung mạnh, đáng rủa xả thay khí giận họ vì dữ dằn thay. Ta sẽ phân chia họ ra trong nhà Jacob, tán lạc họ trong dân Israel. Hỡi Juda, các anh em sẽ khen ngợi con, tay con sẽ chận cổ quân nghịch, các con trai cha sẽ quỳ lại trước mặt con. Juda là một sư tử tơ. Hỡi con bắt được mồi rồi tha về. Nó sụm gối, nằm khác nào sư tử đực. Như sư tử cái, há ai dám khiến ngồi lên. Cây phủ việc chẳng hề rời khỏi Juda, kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, cho đến chừng đấng Si-lô hiện tới, và các dân vâng phục đấng đó.
người buộc lừa tơ mình vào gốc nho, lừa con mình vào nhành nho tốt nhất. Người giặt áo sống mình vào rượu nho, cùng lấy huyết nho lau áo tơi mình. Mắt người đỏ vì cớ rượu, răng người trắng vì cớ sữa. Sa-bu-lôn sẽ ở nơi gành biển, tức là nơi có tàu đậu, bờ cõi người chạy về hướng Si-đôn. Isaka là một con lừa mạnh mẽ nằm nghỉ giữa chuồng. Thấy rằng sự yên ổn là tốt lành và đất đai đẹp lắm thay. Người đã ruồng vai, vác gánh nặng, phải vâng phục những điều siêu dịch. Đan sẽ xử đoán dân chúng mình như một trong các chi phái Israel. Đan sẽ là một con rắn trên đường, một rắn lục trong chốn nẻo cùng cắn vó ngựa, làm cho kẻ cởi phải té nhào. Hỡi Jehovah, tôi trông ơn chững cứu của Ngài. Còn Gác sẽ bị một đạo binh xông đánh, nhưng người xông đánh lại và đuổi theo. Do nơi A-xe có thực vật ngon, người sẽ cung cấp mỹ vị cho các vua. Nephtali là nai cái thả chuồng, nói bày nhiều lời văn hoa. Joseph là chồi của cây tươi tốt mọc gần bên suối nước, nhành nhánh phủ bao trên ngọn tường. Kẻ cầm cung đã ghẹo chọc người bắn tên vào và hãm đánh. Nhờ tay đấng toàn năng của Gia-cốp nên cung người vẫn bền chắc. Nhờ đấng chăn chiên là đá của Israel nên hai tay người thêm mạnh. Đức Chúa Trời của cha sẽ giúp đỡ con, đấng toàn năng sẽ ban phước cho con, tức là phước lành ở chốn trời cao xuống, cùng phước lành ở nơi vực rộng thẳm lên. Phước lành của vú và của lòng mẹ, phước lành cha chúc cho con vượt lần lên, cao hơn các phước lành của tổ phụ cha, cho đến các chót núi đời đời. Các phước này sẽ ở nơi đầu Joseph, nơi trán của Chúa các anh em mình. Benjamin là một con chó sói hay cấu xé, ban mai đi đánh chết mồi, chiều phân chia mồi đã được. Các người đó là đầu trưởng của 12 chi phái Israel, và đó là lời của cha họ nói đang khi chúc phước cho, chúc một lời phước riêng cho mỗi người vậy. Đoạn, người ra lệnh cho các con trai mà rằng, cha sẽ về nơi tổ tông, các con hãy chôn cha chung cùng tổ phụ, nơi hang đá tại đồng ruộng Ép-rôn người Hê-tít, tức là hang đá ở trong đồng Mạc-bê-la, ngang Mam-rê thuộc về xứ Ca-na-an, mà Áp-ra-ham đã mua làm mộ địa luôn với đồng ruộng của Ép-rôn. Ấy nơi đó, người ta đã chôn Áp-ra-ham và Sa-ra vợ người, Y-sác và Rê-be-ca vợ người, mà lại nơi đó, cha cũng đã chôn Lê-a nữa. Cái đồng ruộng cùng hang đá ở tại đó đã mua của dân họ hết vậy. Khi trối mấy lời này cho các con mình xong, thì Gia-cốp để chân vào giường lại, rồi tắt hơi, được về cùng tổ tông mình. Chương 50. Joseph bèn cúi đầu xuống mặt cha mình, hôn người và khóc. Đoạn, Joseph biểu mấy thầy thuốc hầu việc mình, dùng thuốc thơm xông cho xác cha. Thầy thuốc bèn xông cho Israel. 40 ngày xông thuốc hầu qua, vì ấy là hạn ngày dùng xông thuốc. Dân Ai-cập-tô khóc người trong 70 ngày. Khi mãn tang rồi, Joseph bèn nói cùng quần thần Pharaoh rằng, nếu tôi được ơn trước mặt các ngươi, xin hãy thuật lại lời này cho Pharaoh nghe. Cha tôi có biểu tôi thề mà rằng, này, cha sẽ chết, con hãy chôn cha nơi mộ địa ta đã mua sẵn rồi trong xứ Canaan. Vậy bây giờ, tôi phải lên đó chôn cha tôi, rồi sẽ trở xuống. Pharaoh bèn phán rằng, hãy trở lên chôn cha ngươi, y như lời người đã bắt thề đó. Joseph dời xác cha mình trở lên chôn. Quần thần Pharaoh, các bậc trưởng lão trong đền, các bậc trưởng lão trong xứ Egypto, hết thảy nội nhà Joseph, các anh em và nội nhà cha mình đều đi lên theo đưa với người. Trong Goshen chỉ còn những đứa trẻ và chiên cùng bò của họ mà thôi. Lại cũng có đem ngựa và xe theo lên nữa. Thật là một đám xác rất đông thay. Khi đến sân đạp lúa của A-tác ở bên kia sông Giô-đan, thì họ làm lễ khóc than rất nên trọng thể tại đó. Đoạn, Joseph để tang cha trong 7 ngày. Dân Canaan, tức là dân xứ ấy, thấy khóc than nơi sân đạp lúa A-tác thì nói rằng, ấy là một đám khóc than trọng thể của dân Ai-cập-tô đó. Bởi cớ ấy,
người ta gọi cái sân này tên là Aben Mitraim ở bên kia sông Giô-đanh. Vậy, các con trai Gia-cốp làm theo lời cha trối lại, dời xác người về xứ Canaan, chôn trong hang đá của đồng Mạc-bê-la ngang Mamre mà Abraham đã mua luôn với đồng ruộng Ép-rôn người Hê-tít để dùng làm mộ địa. Chôn cha xong rồi, Joseph cùng các anh em và các người đi lên theo đưa xác cha đều trở xuống xứ Ai Cập. Các anh Joseph thấy cha mình chết rồi thì nói với nhau rằng: có lẽ Joseph sẽ ganh ghét chúng ta và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng? Các anh bèn sai người đến nói cùng Joseph rằng: trước khi qua đời, cha em có trối rằng, hãy nói lại cho Joseph như vậy: ôi, xin hãy tha điều ác tội phạm của các anh con đi, vì chúng nó đã lỗi cùng con đó. Nhưng bây giờ, cha xin con hãy tha tội kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời cha. Nghe qua mấy lời này, Joseph bèn khóc. Chính các anh người đến sấp mình xuống dưới chân mà nói rằng: các anh đây thật là kẻ tôi tớ của em đó. Joseph đáp rằng: các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Vậy, đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng các anh và con cái các anh. Đoạn, Joseph an ủi các anh và lấy lời êm dịu mà nói cùng họ. Joseph cùng nhà cha mình kiều ngụ tại xứ Ai Cập, người hưởng thọ được 110 tuổi. Người thấy được các con cháu Ép-ra-im đến đời thứ ba và cũng có được nâng niu trên gối mình các con của Ma-ki, tức con trai của Ma-na-se nữa. Kế, Joseph nói cùng các anh em rằng: em sẽ chết, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em thật, đem các anh em về xứ mà Ngài đã thề hứa cùng Abraham, Isaac và Gia-cốp. Gia-cốp biểu các con trai của Israel thề mà rằng: quả thật, Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em, xin anh em hãy dời hài cốt tôi khỏi xứ này. Đoạn Joseph qua đời, hưởng thọ được 110 tuổi. Người ta xông thuốc thơm cho xác Joseph và liệm trong một cái quan tài tại xứ Ai Cập.